chuyến đò hay là hai chuyến đò cái đấy không quan trọng. Chẳng có kế hoạch gì cho tương lai gần. Một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt đủ để hai trái tim chui vào không chui ra nhá. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái đang ngồi đằng sau bên tấm rèm. Và chào các anh chị đang ngồi ở dưới. Em tên là Nguyễn Văn Hải. Năm nay em 38 tuổi. Em ở Bắc Linh. Em đang nhân viên của một công ty sửa máy. Sửa máy? Vâng ạ. Sửa máy gì bạn? Em năm giáp máy máy công nghiệp chị ơi. Em xin giới thiệu, em tên là Đào Thị Thành. Năm nay 37 tuổi. Là giáo viên của trường tiểu học ở Bình Dương ạ. Bạn ở chỗ nào Bình Dương vậy? Dạ ở gần chỗ mấy trường đại học ở Bình Dương á anh. À rồi, cách mình 3 cây. Mình ở ngay chỗ siêu thị Metro ạ. Dạ. Rồi, bình thường thì ngoài giờ dạy mình lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em rất là mê nhạc, lúc buồn lúc vui rồi cũng nghe. Tối có thể cà phê với bạn bè, rồi em cả làm bên bảo hiểm cho nên thời gian cũng khá là làm nhiều như vậy mà tại sao chưa có bạn trai? Thực ra thì trước đây em cũng từng kết hôn và đổ vỡ cách đây cũng 8 năm rồi. À, mình đã có kết hôn một lần rồi. Dạ. Mình có cháu nào chưa? Dạ chưa. Và trong suốt 8 năm qua thì mình chưa gặp được đối tượng nào đồng cảm với mình sao bạn? Dạ thực ra thì cũng có người này người kia giới thiệu rồi tìm hiểu. Rồi mình cũng có gặp nhưng mà thấy không có hợp và cũng có lẽ là do một lần như vậy thì hơi khá là thiếu niềm tin với lại cái suy nghĩ mình càng ngày càng khó hơn. Dạ. Rồi bạn trai sao? Cảm giác sao? Khi nghe bạn gái bên kia chia sẻ. Cái điều đấy không quan trọng đâu bạn gái ạ. Điều quan trọng nhất là cái tình cảm thôi. Chủ yếu là cái tình cảm dành cho nhau chứ còn cái chuyện mà qua một chuyến đò hay là hai chuyến đò cái đấy không quan trọng cả. Cái tâm hồn làm sao thoải mái là được. Cái con đường tình trường của bạn như thế nào? Con đường của mình thì nói chung là cũng có đổ bể một lần. Của mình thì mình chỉ đi đăng ký để gọi là chẳng khác gì người ta gọi là cái chỗ đặt chân vào trước ấy cậu. Thì trong cái lúc mà để chờ đợi để đám cưới thì chẳng may là gia đình nó có cái chuyện không lành, bố mình đâm ra là bị mất. Thế là mình thì ở ngoài Bắc mình có cái tục lệ là để tang 35 ấy cậu. Thế là đâm ra là bạn gái thì cứ sợ để 35 xong thì mình không lấy nữa nên là bạn gái của mình bỏ đi lấy chồng trước. Nên là từ đó mình cũng vào trong này, mình lập nghiệp ở trong này thì cũng không thèm quen ai cả. Em có thể hỏi ảnh những cái hoặc là đưa ra cho ảnh những cái yêu cầu nào mà em đang cần muốn tìm một người như thế nào? Hiện tại thì bây giờ anh làm ở, anh nói cách em 3 km, nhưng mà rồi là anh ở với gia đình. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở chỗ Metro á, siêu thị Metro như anh làm ở dưới Sóng Thần á. Anh vô trong Nam này được bao lâu rồi ạ? Anh vào trong này được 8 năm rồi. 8 năm. Ý định của anh nếu mà sau này mà lập gia đình thì anh có kế hoạch gì cho tương lai gần sắp tới đây ạ? Nếu mà cái việc mà thành thì một là anh em mình sẽ không ở Bình Dương nữa. Thì anh em mình sẽ về trên Đà Lạt, nơi có thung lũng tình yêu đấy em. Ủa anh có cái gì trên Đà Lạt? Anh thì anh có một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt em ạ. Đủ để hai trái tim chui vào trong chui ra nhá. Có thiệt không hay là trong mặt nó thiệt hay là nó giỡn vậy? Cái đấy là có đấy chị ơi. Tại vì là ngày xưa này em đóng quân ở trên Đà Lạt, xong rồi là em mua cái miếng đất ở ngay trường luôn. Em định chuyển vào công tác nhưng mà xong rồi nghĩ ở trong đấy cái lương lúc đầu ấy thì nó không được trọn vẹn lắm, thế này em xin ra. Anh hồi xưa học ở đâu anh? Anh học ở trường học viện lục quân Đà Lạt. Em thì thật ra là công việc của em ở Bình Dương cũng là khá là ổn định, với lại từ nhỏ tới lớn mà cũng sinh sống ở đây. Thì nếu mà ở xa như vậy, với cái nữa là em có cái dở đó là đi xe, rất là hay bị say xe. Mà cha mẹ thì cũng ở hết bên Đồng Nai hết rồi. Tức là không muốn đi Đà Lạt đúng không? Dạ. Ở Bắc Giang, ở đó hát quan họ được không? Nhưng em hát được ạ. Hát được, tặng bạn gái một bài tặng đi. Tặng bạn gái một bài đi bạn.
Vâng, em sẽ hát bài Đi tìm câu hát Lý Thương Nhau. Thương nhau tình thắm ôi à nghĩa tình, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát câu hát Lý Thương Nhau. Anh ra vườn dừa em lại sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại xuống nương dâu, anh đi tìm em ở nơi nào. Anh ra vườn dừa, dừa sum xê trái, đưa tay anh hai như mãi đợi chờ ai. Thế rồi ạ. Tôi diễn tả nè, diễn tả bên kia nghe nè. Bên đây anh hát rất là feeling, mắt mơ mơ màng màng nghĩ tới vườn dừa vườn chuối. Mà anh hát cái này âm điệu đúng không vậy ta? Bài mình chưa nghe, mình cũng không hiểu luôn. Nó cũng hơi lạng qua lạng tới chút xíu. Sao nó cao thấp nó hỗn độn quá vậy? Chị em cảm nhận giọng hát của anh sao? Em cũng hơi giống chị. Giống chị là sao? Nghe cũng chưa ra cái bài mà mình thường nghe. Nhưng mà thôi, có tấm lòng như vậy là rất là tốt rồi. Đó. Nhưng mà anh nói nghe nè, mỗi lần giận lên á, em kêu anh hát anh hết giận liền à. Đơn giản vậy thôi. Hài hước dễ thương lắm, mặt dễ thương dạ. Hiền. Nãy giờ anh ngồi anh vuốt cái đùi tao, nó ngon cái quần luôn rồi đó. Em tưởng tượng một người như thế nào? Dạ, em cũng chưa có tưởng tượng ra đâu, nhưng mà em nghĩ chắc cũng khá là lãng mạn đó, theo như anh nói. Cũng hài hước lắm, dễ thương. Dạ. Chưa biết thế nào ha. Dạ. Không thích gì khi mà chúng ta có một người bên cạnh. Tức là không thích cái, những cái điều gì? Dạ, em thì nam thì em không thích hút thuốc. Em không có ngửi được mùi. Hút thuốc được không? Em không ạ. Không rồi, được rồi. Có nhậu nhiều không ạ? Nhậu được càng ghét luôn. Không nhậu luôn. Còn gì nữa? Dạ thôi được rồi. Được chưa thầy ha? Chắc ổn rồi. Ủa bạn dạy là dạy môn gì? Dạ em dạy môn âm nhạc. Dạy âm nhạc? Hồi nãy giờ chấm học trò bển hát được nhiêu điểm? Thôi khỏi chấm, khỏi chấm. Thôi đừng chấm, bây giờ hát luôn đi. Rồi mời cô giáo hát một bài. Nếu mà anh quê ở Bắc Giang hay Bắc Ninh gì đó thì em xin đáp lại một bài hát danh ca quan họ Bắc Ninh, bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Hoa Thơm Bướm Lượn. Ơi hoa tôi là nay đóa hoa thơm, ô tình là con bướm lượn, ô tình là con bướm dạo. Bờ cái duyên có á ru hơi, bờ cái duyên có cái duyên có á ru hơi. Bướm lượn là bướm ơi à nó bay, bướm dạo là bướm ơi à nó bay. Xin hết. Cô giáo người ta hát có khác không? Bướm lượn lượn có khác liền. Kệ nó, mỗi người có tính cách khác nhau. Thôi mình qua mình coi. Hai người này hát bổ sung cho nhau được nè. Anh này ảnh sao? Làm chờ chuyện. Mặt cái giọng hát khác nhau. Có ưu điểm gì? Em thì có ưu điểm nấu ăn, sở thích thì bóng đá, và buồn thì đi uống cà phê với bạn bè hoặc mình. Ví dụ như bây giờ là cổ là cổ không có chịu đi lên Đà Lạt đâu, vậy ngôi nhà trên Đà Lạt tính làm sao? Rồi giờ ở Bình Dương được không? Cũng có thể là nếu mà em là đã nghĩ như vậy rồi thì chắc là anh lại phải bán cái căn nhà đấy, em theo anh lại theo làng thôi. Đúng rồi, bán nhà Đà Lạt mua nhà với Bình Dương, đúng không? Em có chịu thế không em? Dạ, em cảm ơn chị Cát Tường đã thương lượng giùm cho em. Thế cho em hỏi là theo anh thì trong gia đình thì tài chính ai là người quản lý tốt nhất? Đó. Nhưng mà trong tài chính thì cũng có thể là em dẫn 99%, còn để là anh một xíu, anh chẳng hạn mời bạn bè đi uống cà phê chẳng hạn, phải chi tiền vợ kỳ quá. Rồi. Dạ, cái đó thì đơn giản. Người ta đã nhượng bộ. Không, cái đấy anh phải nói trước, cái không gì nữa về trong rồi lúc nào cũng cào nhau vợ mệt lắm. Người ta nhượng bộ mình, ta chịu bán cái nhà Đà Lạt về Bình Dương là được rồi. Được rồi, anh nói thẳng là 99% em giữ. Hợp lý. 100 để anh, coi như có 100 ngàn đưa anh ngàn thôi. Hợp lý. Chắc là điên kem quá em ạ. Vậy đi. Rồi bây giờ mình có người thân đi theo không?
Em thì hôm nay không xin được người thân đi theo được. Có bạn nữ? Bạn nữ mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Em cũng hơi đông á, em có một người cô, em Út ngồi kế bên với em trai với chị gái nữa. Muốn hỏi ý kiến của cô ạ. Cô xin chào Cát Tường, xin chào Quyền Linh, xin chào bạn. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ cô thì thấy thế này, giờ hai đứa thì đều đã lớn tuổi. Tất nhiên là mục đích lên đây với chương trình là muốn nghiêm túc. Theo cô thấy thì mới gặp nhau nói qua nói lại một chút thì có khi chưa hiểu nhau nhiều. Thì nên cho nhau cơ hội. Theo cô nghĩ là vậy. Yên tâm rồi. Quá yên tâm luôn. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô. Nghe cảm thấy nhẹ lòng rồi. Rồi bây giờ mình kéo mặt cho hai người gặp mặt đi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu bạn. Chào anh. Mình có hoa tặng anh. Cảm ơn anh. Cậu hỏi trước hay mình hỏi trước? À quên, dạ. Em hỏi trước hay anh hỏi trước vậy? Thì bây giờ cho em hỏi trước đi ha. Rồi anh chấp nhận luôn. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Em thì nhưng mà ngoài sự tưởng tượng. Cô giáo cảm nhận anh này như thế nào? Em nghĩ là cũng một người cũng có suy nghĩ cũng thiết thực mà cũng thẳng thắn chia sẻ. Nếu mà hiểu nhau rồi thì người ta tiến tới hôn nhân trong bao lâu? Nhưng rút ngắn được thời gian càng tốt, như đừng giãn dư cây dây chun. Dạ. Là khoảng là bao lâu anh? Trong vòng độ, nếu mà có được chăng nữa thì cứ qua cái ngày ông trời ông hay mưa ấy, hai anh em mình cưới. Tháng 7 mưa ngâu đấy ạ. Tháng 7 năm nào? Thì tháng 7 năm sau cứ sao nữa. Em có nhiều người bạn cứ hỏi khi nào cưới, nói năm sau, cái năm sau, cứ gặp cái này năm sau nữa. Thì cái việc đấy thì đúng rồi, tại vì sao mình chưa được tìm được đối tượng thì lúc nào cũng phải hứa mà em. Dạ. Rồi bây giờ anh hãy tỏ tình gì cho bạn ấy yên tâm đi. Nếu mà được em có thể có sẵn sàng không em? Em nghĩ thì ở đây cái thời gian để hai người mà chia sẻ với nhau cũng không nhiều. Thì mỗi người em và anh tự cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu thêm. Tốt thì có thể làm bạn đời, còn không nếu không hợp thì có thể là bạn ngoài đời. Ok. Em nghĩ là vậy. Chuẩn bị, mời bạn để tay vào nút bấm phía sau. Mình đều là những người đã từng trải, suy nghĩ thật là chín chắn. Và bây giờ là lúc mình lắng động để nghe nhịp đập trái tim của mình. 3 2 1. Thấy cái dấu hiệu trái tim nổi lên trước ấy. Cô giáo nôn nao lắm hay sao? Em không nghe, hồi sau em nghe em đếm là 2, bên này 1 tới 1 em đang bấm. Sau 8 năm nay kén chọn lắm mà lần này bấm trước. Cảm giác trong người hiện giờ thấy như thế nào? Nắm tay nhau cái đã, nắm tay nhau cái đã. Dạ. Nắm tay mới truyền điện được. À, bạn thấy như thế nào? Cảm nhận ban đầu thì cũng hơi có thiện cảm chút xíu, cho nên em nghĩ nên cho nhau cơ hội. Anh cũng mong rằng cái cơ hội đấy nó là sự thực. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật là tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chương trình. Em chào anh chị. Anh diều em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xanh. Em là thích lại là rất là vui khi mà mai mối cho những cặp đôi mà họ có những cái hoàn cảnh nó hơi trắc trở chút. Thời eo lè. Với lại là hơi lớn tuổi chút á, thì mình cảm thấy cái việc làm của mình nó anh thích quá. Anh thích thấy mà hai người nắm tay nhau đi xa thật xa ha, dìu nhau đi xem phim. Tuyệt vời những ảnh đó, chúng tôi luôn mong muốn và mong rằng những cặp đôi đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn tay trong tay để đến ngày hạnh phúc. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Dạ, xin kính chào các quý vị khán giả. Xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào em. Xin chào anh bên ấy ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi, chào em. Là Trần Thị Thùy, năm nay em 25 tuổi. Hiện là nhân viên quản lý đơn hàng tại Bình Dương, quê quán là Thanh Hóa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn nữ kế bên, cùng dạ, mọi người đến đây. Em tên là Sử, dạ em 24 tuổi ạ. Quê ở Hà Tĩnh mà đang làm ở Bình Dương. Bình Dương luôn. Vậy là được rồi. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên môi trường mà em mới nghỉ, chuyển qua làm tự do. À, tức là làm về môi trường đúng không? Xưa em học cái gì ra mà làm môi trường?
Công nghệ môi trường. Công nghệ môi trường. À, 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ. Cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không. Bạn nữ chịu không em? Sẽ chịu ạ. Không cần xem luôn hả? Tốt rồi. Anh nghe nghe giọng là thấy bắt sóng rồi ạ. Bắt sóng rồi. Dạ. Rồi được. Ưu điểm khuyết điểm của em đi. Về ưu điểm thì em là một người vui vẻ. Em hay hát mà hát cũng được. Em còn có thể làm thơ vui và có thể mang lại không khí vui vẻ cho những người xung quanh em. Làm thơ vui đi, thơ vui đi. Vậy thì em xin phép được đọc bài thơ do em tự sáng tác. Tuổi 26 những ước ao, buổi đầu coi bói, biết bao là buồn. Thưa rằng con mãi chán trường, yên bề gia thất, thầy lường được chăng? Thầy rằng số tuổi nhâm thân, khổ trăm bề khổ, mất phần người ta. Thôi thì tay cứ xẻ ra, thầy xem cho quẻ, biết ta, biết người. Xẻ tay thầy nghĩa xong rồi, quay qua thầy phán, rối bời ruột gan. Tình duyên lận đận gian nan, 29 tuổi, ắt con trống lầy. Thôi thì con cứ mặc giày, mơ đi mà sống những ngày FA. Nghe xong nước mắt nhạt nhòa, phen này thầy mẹ chắc là ủ ê. Thôi thì em có về quê, đừng ai hỏi chuyện sao chê lấy chồng. Đợi khi duyên tới tình nồng, pháo đèn đưa lối, kiệu hồng rước em. Là bây giờ thầy bói nói còn 3 năm nữa mới lấy chồng hả? Ta 29 tuổi lên hả? Dạ. Rồi bạn trai có ưu điểm khuyết điểm gì không em? À, ưu điểm của em là biết chơi thể thao, biết chơi nấu môn ăn. Gì? Môn gì em cũng biết chơi. Ví dụ? Thể thao điện tử. Trời ơi. Hèn chi. Không chơi điện tử không mà. Dạ không, em nói đùa vậy thôi chứ đá banh rồi cầu lông gì em biết chơi hết. Chắc ngày chạy chắc không 5 phút rồi vô chứ. Đâu, em khỏe lắm anh ơi. Khỏe không? Khỏe. Thôi để chị Cát Tường chị thử. Đúng rồi, cái đó em biết rồi. Biết rồi, đúng không? Biết rồi, em chờ rồi. Rồi, còn gì nữa không em? Em cũng sống kiểu em sống người có tâm lắm. Sống tình cảm, ý là thương người, giúp đỡ người á. Rồi, khuyết điểm gì? Cũng nói chuyện hơi nhút nhát xíu. Có mấy mối tình rồi mà nhút nhát? Em ế nguyên thủy luôn á. Cái gì? Ế nguyên thủy. Chưa là, có mối tình nào là, luôn hả? 24 năm chưa có bạn gái hả? Thiệt không? Thiệt luôn hả? Hôn dạ. Chưa? Ta hôn chưa dưới đây làm gì biết mà trả lời. Có bao giờ coi phim tình cảm không? Có. Cái đoạn ta hôn nhau mình thấy sao? Thấy vui mà. Ta hôn nhau thấy vui hả? Có cảm giác gì không? Thấy cũng đau nao trong lòng ấy. Mới đến đây đấy anh. Muốn hôn không? Dạ có. Thí dụ giờ mình được hôn cô gái bên kia, nụ hôn đầu tiên mình cảm giác thế nào? Tưởng tượng đi. Chắc là hơi ngọt, hơi ngọt. Ngọt hả? Dạ. Rồi để coi hồi nó ngọt không nha. Dạ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất là vào năm thứ 2 đại học. Mối tình thứ hai là vào năm cuối đại học. Khi mà bạn ấy có ý định là ra nước ngoài học tập để phát triển sự nghiệp thì em rất là ủng hộ, cũng nguyện là chờ đợi hoặc là làm hậu phương. Nhưng mà rất tiếc là cái tương lai phía sau sự phát triển sự nghiệp ấy thì không có bóng dáng của em. Nói chung là người ta đi rồi, người ta bỏ em lại, đúng dạ. Không? Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì anh soái ca này được miêu tả rất là chi tiết trong bài thơ mà em đã làm, mang tên là soái ca trốn tìm. Sau đây em xin được đọc để miêu tả về anh soái ca. Anh để tôi phải chào anh Quang nghe. Chờ anh Quang coi luôn cái đó. Quang khoái. Trời ơi, dễ thương quá. Khoái cái vụ này nè. Ôi ôi, dễ thương thiệt luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Đọc anh nghe luôn nữa ra nào. Dạ. Anh khoái nghe bài này nè. Xin phép được đọc. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Chàng trai vui tính, chẳng âu sầu. Trưởng thành, chín chắn và trung thủy. Giản dị, chân tâm, chẳng làm màu. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Soái ca hơn em cả cái đầu. Này nhé, chân em hơi ngắn ngắn, anh bước bên em mới thật ngầu. Anh chẳng rượu chè, chẳng bê tha, chẳng thích la cà, chẳng trăng hoa. Chẳng ham cờ bạc không cá độ, mê mỗi mình em thế thôi mà. Anh à, anh trốn ở nơi đâu? Bắt em tìm kiếm lâu thật lâu. Anh xuất hiện đi, em xin hứa, yêu mãi anh thôi, được không nào? Trời ơi. Dễ thương quá. Vậy mà nãy ông thầy bói nào ông coi em 29 mà mới lấy chồng. Dạ. Tao đưa anh coi vào tay rồi. Dạ. Thầy coi 29 lấy chồng, anh coi 26 lấy chồng em ơi. Vậy là năm sau đó. Năm sau đó. Lấy liền nha. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá.
cảm ơn anh. Vậy mà thầy bói coi kỳ quá. Không được. Bên kia coi sao chứ, là nhiều người muốn bấm chuông dữ lắm rồi đó. Nhiều người bấm lắm á. Bên kia coi chừng nha. Trời ơi, dễ thương lắm em trai ơi. Vô nha, vô. Rồi nghe cái tiêu chuẩn bài thơ chưa, nghe kỹ chưa? Nghe rồi. Rồi cảm thấy mình đạt được tiêu chí bao nhiêu phần trăm? Mình đẹp mình có quyền mà chị. Trời ơi. Vậy luôn hả? Đẹp có quyền luôn đó. Đẹp lắm đó hả Cưng? Dạ, em nói đùa chị. Rồi em nghe tiêu chí người ta, em thấy mình đạt được nhiêu phần trăm? Thôi chắc 60 thôi chị ơi. 60. Rồi vậy giờ em có những cái yêu cầu gì bên phía nhà gái không? Dạ, bạn gái thì chỉ cần ngoan hiền. Nói chung ngoan hiền cũng không cần thiết lắm, sống có tâm là được rồi. À, dạ. Cậu này nãy giờ cứ nghe có tâm hoài ha. Dạ. Chơi thể thao gì mà ốm yếu quá vậy? Đợt này bị ốm vậy. Giờ khỏe không? Khỏe. Nhưng mà kiểu như hít đất thì có xỉu tại đây không? Có môn khác không vậy? Cục dầu. Dạ, nó hơi đẹp hít đất. Có môn nữa chơi bên đũa được không? Dạ được. Trời ơi, không muốn chơi luôn kìa. Đâu hết 10 cái thôi. Em nằm đây luôn sao chị? Nằm đây luôn chị đưa bệnh viện. Dạ rồi. Tội nghiệp con người ta nha. Nhắm 5 cái sao con cũng được chị em. Trời ơi. Ơi, đâu có lực cũng dữ lắm mà nhoi nhoi như con lãi vậy trời. Sao nó lượng sống dữ vậy? Thôi rồi, được thôi, rồi, em rồi. Khỏe lắm, khỏe rồi, khỏe rồi. Thấy gì thấy khỏe rồi đó. Rồi. Cao mét mấy gương? Dạ mét 68. Chắc này có ăn gian mà đâu mét 68 dữ vậy. Có khi 68 khi 67. Do bác sĩ đo cho em. Rồi bây giờ chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Càng sớm càng tốt. Cưới nhau về ở đâu? Dạ ở nhà. Nhà ai? Em có mua căn hộ nhỏ. Mua rồi? Dạ. Hay quá, giờ đang ở nhà ai đó? Cho thuê. À, ngủ cho thuê vậy ở đâu? Ở trọ. Rồi có nhà cho thuê, còn mình ở trọ. Ta tính toán cũng vậy được. Chứ. Rồi nếu như mà đã đám cưới về thì coi như là lấy nhà lại ở đúng không? Dạ. Nhưng mà rồi mua nhà xong rồi giờ còn tiền cưới vợ không? Dạ. Anh Linh anh coi bói cô bên này 26 tuổi là năm sau cô lấy rồi đó. Một năm em tìm đủ mà chị. Một năm là đủ phải không? Giỏi. Có nhà riêng cũng ổn định rồi. Hai đứa ở ngoài miền ngoài vô đây có nhà riêng ha. Dạ. Sinh con đẻ cái rồi ha. Kệ nhỏ nhỏ cũng là nhà mình. Chị làm đây 20 năm mới mua được nhà đó cưng. Dạ. Vậy là bạn đó giỏi lắm rồi đó, tuổi trẻ tài cao. Nhà đó. Em nhà nhỏ mà nhà chị nhà cả mặt tiền mà chị. Thôi tiền gì mà tiền. Dạ. À, rồi đồng ý. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. Đi với cô ruột mới anh và em của em đó. À, xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ. Và MC nổi tiếng Quyền Linh. Dạ chào cô. Tôi là cô của bé Thùy. Nhận xét về cái em trai bên này thì nói chung nhìn em thì cũng được, nhưng mà hơi ốm yếu thì cũng mong em là ráng luyện tập thể thao, phát triển cái số cân nặng của mình lên một chút. Và cô cũng mong muốn là hai con sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp cũ với cháu gái. Rồi, bạn thân em. À, con xin tự giới thiệu thì con là bạn của Mượn Sử. Nói chung là bạn hiền nhưng mà bạn cũng không có hút thuốc, rượu bia, không có gái gú. Tính hay nhát gái lắm. Nhát bây giờ này chưa có 24 tuổi rồi. Chưa có hung là biết rồi. Thì bạn gái bên đây dễ thương lắm á Sử ơi. Được thì mình nhắn nút luôn Mượn Sử. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho hai bạn gặp gỡ nhau trực tiếp nha. Kéo màn lên. Bên đây có vẻ là tâm thôi nha. Vô cái tâm thôi. Cảm ơn quà. Cô em làm ở đâu nhỉ? Em làm quản lý đơn hàng tại Bình Dương, Bình Chuẩn. Bình Chuẩn hả? Dạ. À, gần không? Gần chỗ anh. À, anh ở đâu ạ? Hòa Lân. Hòa Lân? Ê. Cuối tuần hay là lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì hả anh? Khi thì anh đi đá banh, trong là đi nhậu. Anh nhậu được nhiều không anh? Nhậu cỡ 4-5 chai thôi. Cái bia ấy ạ? Ờ, nếu như mai này mà có về chung một nhà thì em sẽ san bớt cho anh 2 chai. Rồi, cảm ơn em. À, sau này mà lúc rảnh rỗi nếu như mà có thể thì anh có thể nhắn tin cho em cũng được ạ. Ừ, rồi rồi, chúng ta đến đây là có cái duyên rồi. Mình nên hai người cố gắng thì có thể tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Bây giờ nè, nói luôn đi. Dạ. Em thấy rồi, em cảm nhận cô ấy thế nào? Dạ, bạn bên dễ thương. Quá dễ thương là chuyện bình thường rồi, còn gì cảm nhận được cái gì sâu hơn nữa không? Cô ấy cũng vui vẻ. Nó thể hiện ra rồi, còn cái gì mà không ai thấy không? Tâm hồn đó, cảm giác thích không? À, thích anh. Thích anh chi? Thích cô ấy không? Dạ, thích ạ. Thích ha, bây giờ thấy trong lòng nôn nao gì không? Hơi đỏ tai à. Được, có đỏ tay được rồi chứ nó bình thường là không được. Đó, thấy đỏ là có sao xuyến rồi đó.
Thôi cô gái này mà xuất hiện nhiều chàng trai đỏ mặt sao xuyến đó nha. Bây giờ nè, thí dụ giờ hai người hẹn hò thì hẹn ở đâu? Hai người ở Bình Dương cả, mình hẹn ở Bình Dương thôi. Đương nhiên rồi mà, hẹn ở chỗ nào? Anh có lãng mạn nhiều chỗ chơi ở Bình Dương không? Ừ. Anh đi phượt nhiều lắm. À thế à? Tại vì em không có biết nhiều Bình Dương, em cứ đi làm về làm ở nhà thôi, không đi đâu hết á. Ừ, ngoan vậy hả? Dạ. Vậy là nếu như sau này mà có cơ hội tiến đến với nhau xa hơn thì em rất vui vì đã có người rất là thông thuộc Bình Dương và có thể đưa em đi khám phá những địa điểm mới mà em chưa tới. Đi nhiều nơi cũng được, chứ không phải ở Bình Dương, anh đi nhiều. Dạ. Được đó. Rồi, bây giờ nè, thí dụ giờ lấy nhau thì con cái em muốn mấy đứa? Càng đông càng vui cũng được. Anh có hay ghen không? Ghen thì yêu mới là ghen đúng không? Dạ đúng rồi, có yêu thì có thì ghen. Thì có ghen. Ghen ác không anh? Không có ác đâu, anh dễ này sao ác được. À đấy ạ. Chứ cô này ra là các chàng trai theo nhiều lắm luôn đó. Phải không anh? Phải mà. Sao cô ấy? Sao cô ấy hả? Tôi chưa biết tại sao vì... cô ấy mà tôi biết sao anh ấy rồi đó. Đúng vậy đó, em nói hay đó. Tại vì cô ấy chưa thích người nào thôi, chứ không phải cô gái ế đâu nha em nha. Dạ. Còn em mới là mệt đó. Em ế Nguyên Thủy đó. Mình đôi khi cũng đừng thật quá anh trai ha. Cái gì mà mình cũng cần phải nói một cái lời nào đó cho nó ngôn tình đúng không? Mỹ một chút xíu coi. Bây giờ lấy lại những gì đã mất nè. Hồi nãy giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Từ lúc em bước lên đây em thấy cô gái này, trong lòng em sao? Chia sẻ với cổ. Anh muốn hai chúng ta có thể đi chung về một nhà. Rồi, được rồi, vậy được rồi, nói câu này là chốt luôn rồi đó. Để tay vô trong nút bấm. Có được bấm thử không anh? Không có thử. Ở đây là thiệt chứ không có bấm thử. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Điều gì đến sẽ đến. Nắm tay nhau nào. Xứng đôi quá ha. Rất xứng. Xinh quá, cặp này xứng đây đôi nè. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để xem phim. Rồi đó, hôn đi em. Nụ hôn đầu tiên. Vé nhẹ nhàng thôi. Từ để yên, để yên Nguyên. Chưa. Cảm giác từ từ. Từ từ. Do anh. Thấy sao? Cô ấy thơm lắm. Cô ấy thơm lắm. Đây mà anh ngồi. Úi giời, ghế đẹp quá chứ. Vâng. Anh tên là gì? Dạ em tên là Phạm Trường Giang ạ. Năm nay 32 tuổi. Làm nghề gì anh? Dạ em như ở cơ quan thì anh chị em gọi là tạp vụ. Theo chuyên ngành em học thì là kế toán. Tức là làm kế toán nhưng phục vụ tất cả mọi thứ. Vâng. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Thu Trang ạ. Thu Trang, Trang dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Ồ, mình đang làm việc ở đâu vậy Trang? Dạ, em là nhân viên kinh doanh. Rồi, anh được mọi người trong ty yêu quý bởi vì lo cho nhiều người. Vậy thì tại sao lại không lẽ không có người nào thương anh à? Thực chất ở cái môi trường làm việc của em thì... về cái vấn đề mà phụ nữ thì rất ít anh ạ. Phụ gì? Phụ nữ có nghĩa là những người con gái anh ạ. Và phái anh nữ. Anh là người đến từ đâu? Dạ em đến từ Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Vâng ạ. À rồi vào trong Nam sống lâu chưa? Dạ cũng nhờ rời là được 3 năm rồi anh ạ. Nhờ rời à? Vâng. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ nhưng đâu mà... có dám về nữa, bố mẹ em bảo không lấy được vợ thì đừng có về. Bây giờ... Ây, khổ. Thì bây giờ anh muốn tìm người vợ của mình là người như thế nào nè? Thì đơn giản thôi chị ạ. Nhưng mà kể ra cũng dăm cái gạch đầu dăm. Đơn giản là một người sống với mình chân thật, chia sẻ. Và kể cả những lúc mà mình có thể là lâm vào các cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là vinh hoặc là xuống tí nữa thì cũng không có gì, người vợ đó vẫn cứ đứng ở sau mình, sống cởi mở thế thôi ạ, đơn giản. Có gì nữa thì kể ra mà em thì cao 1m8 hơn
Bạn gái kể ra mà 6 hơn thì cũng là tốt, còn không thì thôi, ông giời cho cái gì thì là mình tận hưởng chia tẻ. Đúng rồi, vâng. Đơn giản rồi đi. Vâng. Vậy bây giờ còn bạn nữ của mình thì sao? Cuộc sống của bạn hiện nay là bạn đang sống với ai? Ở trong này thì em đang sống với cả người thân ạ. Vậy quê bạn ở đâu? Dạ hình như em có nghe Láng Máng bên kia có từ Hưng Yên gì đó đúng không ạ? Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, không hỏi đi ngay giỏi ơi, không phải xin lên Quyền Linh. Hỏi, hỏi luôn mình. Hỏi luôn. Vâng, anh quê ở đâu ạ? Anh ở Phố Lối em ơi. Em nghĩ là Hưng Yên nhà mình là Phố Lối đâu phải Phố Nối anh. Ừ thì ôi khổ thế nhỉ, người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào là. Có vấn đề gì không em? Dạ em không, tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại. Không chúng ta em là chắc là cùng quê à? Ôi dồi ôi, may quá, vãi hết mồ hôi hột. Ôi thưa anh. Trời ơi, mặt em thất thần đấy anh ạ. Thế bây giờ là vậy là cùng quê rồi ha. Vâng. Vậy là thuận lợi hay là sao đây? Thuận lợi đúng không? Ôi như thế thì đúng là một đường là về luôn. Trước khi làm kế toán anh làm gì? Trước khi làm kế toán thì nó là một chuyện rất dài. Đó là ngày xưa em cũng đã ở trong môi trường quân đội. Quân đội? Vâng. Binh chủng gì? Binh chủng pháo binh ạ. Pháo anh trên tờ cao đấy anh. Pháo binh hả? To lắm rồi ạ. Pháo nổ to lắm hả? Vâng, to pháo lắm. Pháo lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Mỹ. Vâng. Bục giảng dưới rừng sâu em vẫn là chiến sĩ. Ôi cái chết gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau. Và bây giờ là em muốn ngày và đêm ở gần đây hơn, chứ không thể nào như ngày xưa được nữa rồi. Ngày xưa là chiến tranh, còn bây giờ là hòa bình anh ạ. Đấy, cho nên là em là học chuyên ngành pháo. Và sau đó một thời gian do cái môi trường nó không thích hợp thì em ra quân. Và cũng cố gắng chạy đua với thời đại một chút, là theo bè thì cũng đi học ngành kinh tế, thì ra trường thì cũng nhờ rời đấy, cũng ơn rời là lại kiếm được việc đấy, cho nên là cũng đi làm một số nơi ở ngoài Bắc, xong sau đó thì em chuyển về trong này cũng được 3 năm rồi. Nói chuyện cũng có duyên thế này mà, không lẽ đó giờ chưa có quen cô nào à? Em cũng đã quen, và mối tình đầu của em thì cũng 8 năm rồi. Mấy mối tình rồi? Một thôi anh. Người em là như thế này mà gánh đến 2-3 mối tình là chắc em kiệt sức. Ủa? Bộ mình có tình yêu là mình mất sức lắm hả? Nhiều khi nó cũng... mình phải đi lại, thế là đâm ra nó mệt. Chị Cát Tường ạ. Đi lại là sao anh? Người yêu mà hơi khóc một chút là mình phải chạy đến, dỗ dành, rồi nói những lời yêu thương. Thế anh yếu lắm hay sao? Anh mất sức? Anh ốm lắm à? Nhờ bố mẹ cho ăn uống đầy đủ cũng khỏe, nhưng mà cơ bản là vẫn yếu so với cái chuyện đấy chị ạ. Rồi em nghe anh nói thế em có sợ không? Em nghe giọng anh nói mà em đang nghĩ cái việc là không biết mình bò thế nào về Hưng Yên. Bò thế nào về Hưng Yên á? Dạ, tần suất nói chuyện rất chậm rãi. Anh bắn pháo cho em về. Chứ bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc một chút. Không, anh quá chững chạc, cái gì mình thấy anh duyên vô cùng luôn. Chững chạc là sao? Nhờ hỏi các bạn khán giả là từ nãy giờ các bạn có thấy là anh ấy chững chạc không ạ? Có. Vỗ tay cho mình biết nào. Ôi dồi ôi, em cảm ơn khán giả. Em cứ tưởng các anh các chị ở dưới nào bảo là không chững chạc. Ôi dồi ôi, toát hết mồ hôi. Cái này không biết mà thêm vài chai bia vào thì như thế nào nhỉ? Bình thường lắm chị ạ. Trời em. Sợ rồi, hết dám nói gì luôn rồi. Không bình mà. Hơi run anh ạ. Em phải biết trận pháo chứ. Nhưng cũng có duyên, mình cũng có duyên lắm ha. Còn nhìn thì anh không biết cảm giác em thế nào, nhưng mà anh thấy nói chuyện có duyên, cũng gây được tiếng cười ha. Yeah. Còn chuyện tình cảm cho em cảm nhận nha. Bắn pháo á. Bây giờ chị hỏi em này, bây giờ còn cái gì điểm gì mà yêu cầu gì ở bạn nam mình không thích không, thì mình qua mình coi luôn một lượt, cơ hội cuối cùng. Thôi trong sự em nhờ chị ghé qua chị xem giùm em. Xem giùm nha. Dạ vâng. Mập to cao lớn thế nào cũng được đúng không? Cái gì cũng được phải không? Dạ không. Mập thì mập vừa vừa, đừng có mập quá. Em nói vậy chứ chuyện hàng hai không, sao chị biết đường, chị chọn người. Thì chị nhìn em nè. Chị cân giùm em. 28 tuổi rồi đó cô. Dạ. Yeah. Ôi trời. Ôi dồi ôi, em chờ chị sang bên này lâu quá, khổ.
Chị nói ở bên đấy lâu quá mà bây giờ mới sang bên này. Ôi chị xinh quá. Ôi ơi, ôi chị xinh quá mà bắt ông lúng la lúng liếng thế. Mà nó nghe nè, bình thường cũng nói chuyện chậm rãi vậy hả? Thì cũng bình thường thì em nói chuyện bình thường thôi. Còn đâu là lên chương trình chẳng lẽ là cứ đeo hai cái tàng chỉ ở mặt thì nó buồn quá, thì mình khuấy động phong trào lên. Thế mục đích hôm nay đến đây là tìm người yêu hay là tìm vợ? Em tìm cả hai. Đấy. Nếu được bao nhiêu lâu cưới? Được thì dây mốt chị ạ. Cái gì? Dây mốt đi chị. Dây mốt là cái gì? Ngày mốt. Một giây ạ. Một giây mốt. Một giây mốt ạ. Anh dịch sai thế chưa? Được là một giây mốt là thấy. Hôm nay anh đến đây với ai? Dạ em đi cùng với số anh em ở trong công ty. Đâu? Đến các em ơi. Trời ơi. Các em ơi, đâu? Rồi, đó đấy. Trời, đó. Đâu à, chào các bạn. Đội pháo mình ơi. Nãy giờ mấy bạn thấy anh ấy chọi pháo dữ không? Bình thường ở trong công ty ảnh có vậy không? Bình thường thì anh Giang trong công ty cũng luôn là một trong những người rất là vui vẻ và tạo cái không khí làm việc nó thoải mái cho anh em. Là y vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà giờ mọi người nè, ba thanh niên luôn á thì nhìn thấy cô này là có hợp với đồng nghiệp của mình đã bển không? Dạ anh Giang ơi, bấm nút đi. Bấm nút đi ạ. À, bây giờ chị có một quyết định để coi cả hai người này như thế nào. Kéo màn lên, kéo màn lên đi. Nha, quyết liệt nha. Bắn pháo tới tóc luôn nha. Vâng, em cứ vẫn cứ chiến thôi ạ. Thôi có được thì mình dễ chịu chút nha em. Dạ. Ha, mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó nghe. Dạ. Thôi chúng ta có 2 phút để gặp nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đấy. Chào em ạ. Em giận rồi, em chào anh ạ. Sao em mặt xúc động thế? Sao mặt em này xúc động thế? Sao mặt em lúc nào cũng đỏ vậy đấy anh? À thế à? Dạ. Ừ. Mà từ nãy giờ nghe nó càng đỏ hơn nữa. Thế à? Dạ. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh? Chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ, chưa đối đầu. Ừ thì bây giờ bây giờ đây đang ngồi đối diện. Ừ. Thì là... Anh Quyền Linh đừng cười, em run. Cho em chém một lúc. Anh Linh ơi, anh đi vào cánh gà đi. Chị Cát Tường ơi, cứu em vụ này. Không, em... chị canh chừng anh Quyền Linh cho hai bạn cứ chém nhau đi. Ở quê em là ở Nghiên, nhưng mà em ở huyện nào em? Em ở ngay trong thành phố ạ. À, thành phố Nghiên gì? Dạ. Và chỗ đấy là anh cũng đi qua một 2 lần gì đấy. Em là con thứ mấy nhỉ? Dạ em là con lớn ạ. Con lớn ạ? Ừ thì... Con lớn không phải con lớn. Ừ, anh là con thứ 2. Dạ. Ừ. Nên trên anh, dưới anh còn ai nữa không anh? Trên anh là anh trai. Dưới anh là? Là anh. Quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào? Thì mình hy vọng là cái người mà mình yêu thì cũng có chung một quan điểm và suy nghĩ như mình. Đó là cũng sẽ chăm lo cho gia đình. Nhà mình thì chỉ có 2 chị em gái. Bố mẹ mình không có con trai nên là mình cũng mong là cái người bạn của mình thì họ cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình. Cũng không phải là bắt buộc phải quá nhiều, nhưng mà cũng mong là sẽ chia sẻ thêm với cả bên mình. Căng thẳng vậy, mặt nghe mà thấy gắn 2 cục chì rồi kìa. Cười rồi đấy chị ạ. Vâng. Thực chất ra là bạn ấy nói thì cũng là cái quan điểm của em cũng một phần. Thì khi đó thì mình chịu trách nhiệm với cả cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ không còn sự lo toan của bố mẹ hay như này nhiều. Thế bây giờ 30 giây cuối cùng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên? Anh thấy em xinh. Thế thì em thấy anh sao? Ôi dồi, còn 15 giây thôi đấy em. Ok. Ừ. Cũng anh ok thấy em xinh. Em thấy anh sỉnh. Hay. Thế bây giờ là bấm được không em? Hết thời gian. Rồi không có hỏi bấm gì trên hết. Có năn nỉ gì năn nỉ trước đi để người ta quyết định đó nha. Thôi em hãy về đội của anh đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Rất là dễ thương. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người muốn nói chuyện với bạn. Bạn rất là có duyên. Tại sao lại không nhấn nút? Dạ, cái nút nó bị lỗi lắm. Cái nút nó bị lỗi lắm. Có nhấn không? Dạ, có nhấn ạ. Ôi dồi ôi, số em may quá. Ôi
hai bạn nắm tay nhau một cái đi rồi mình coi có truyền miếng điện nào chưa. Em đúng có thể cho anh cầm tay em được không? Cho anh cầm bó hoa. Thôi em cứ cầm luôn cả hoa đi. Thế bây giờ không cầm tay thì chúng ta có thể ôm nhau một cái ăn mừng xã giao được không? Lịch sự thì có gì đâu à? Đấy. Em xin chào tất cả mọi người, cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang, em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình, em là chỉ huy trưởng. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Ario. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn, nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? Tầm 40 lon. 40 lon. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai ơi, chết cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho ăn mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng. Rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu thì ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần là cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm đang nấu cơm á, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có một chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em đó. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm á. Sinh là được cái tốt nhất mà không sinh thì cũng... sinh. Nói chung nó có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minh Di và cá tính như Hòa Minh Di là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho chị em được hả? Em thôi, ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi. Đó, sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minh Di đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi.
Còn sau thì mình nhân viên dưới mình thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kìa. Cho anh gặp em trai chút đâu. Nhà em thì là bốn anh chị em, là em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì hãy về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em đi sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Em chào anh. Em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán mây hòa 7 năm, tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Soan đúng không ạ? Đúng rồi. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất là để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Nên là để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay Thế được đưa bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh chị với em với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi còn em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi.
ưu điểm của em á, thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả? Hay 15 lon? À, tầm 40 lon ạ. 40 lon ạ. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai. Trời ơi, cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thì ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần là cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt ạ. Đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm đang nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi, bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Xong rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7. Da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng. Nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em đó. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm á. Xinh là được cái tốt nhất, mà không xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mẹ em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi, ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quyền Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xin đó. Dạ, cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kìa. Cho anh gặp em trai chút đâu. Nhà em thì là bốn anh chị em, là em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đó là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học tới đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ.
Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu. Ôi dồi, 5 triệu một tháng. Tháng hay một ngày? Ôi dồi ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nó một tháng chứ. Thế hả, một tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán mới hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Wow. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Tôi có ấy kiểm tra Giang coi được. Giang anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa, mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Thế được, bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại nếu mình được hôn bạn được không? Đấy. Dễ thương lắm. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào MC Ngọc Lan. Em tên Lê Thị My. Năm nay em 40 tuổi. Em đến từ Nha Trang. Em làm nghề uống tóc. Từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh hả My hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Chào chương trình Bạn Muốn Hò, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Đỗ Văn Quyên, năm nay là 46 tuổi, quê gốc là Nghệ An mà hiện đang ở Bình Dương. Công việc chính là chủ doanh nghiệp vận tải. Công ty có nhiều xe? Dạ ít ạ. Mấy chiếc? Mới có chiếc ạ, đang tính mua chiếc nữa mà chưa mua. Sao anh, bây giờ mình có bạn gái, mình lấy vợ là mình mua luôn chiếc đúng nữa rồi. Dạ đúng rồi ạ. Vợ điều hành chiếc, chồng điều hành chiếc. Cho vợ lái luôn ạ. Hay luôn.
em hơi tò mò chút xíu là không biết là tình trường của mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi chị? Đã đổ vỡ trong hôn nhân, kết hôn được 9 năm thì con gái được 9 tuổi thì chia tay cách đây 2 năm rồi. Lý do chia tay là do chồng cờ bạc cho nên là mình không chịu nổi nữa cho nên là chia tay rồi. À, Quyên, em nói cho nhà gái biết đi, đường tình duyên mình sao? Dạ em thì cũng như bạn bên đó cũng đổ vỡ một lần, hai lần rồi chứ không phải một lần. Thì lần đầu tiên thì cũng là năm 2008 á, thì hai vợ chồng cũng hồi đó còn trẻ quá và suy nghĩ cũng chưa vùng được chín chắn, rồi kinh tế cũng kém cho nên là hai vợ chồng cũng có khúc mắc rồi đến dẫn đến chia tay. Thì có cũng có hai đứa con, một đứa thì 18 tuổi thì hiện tại đang ở với em ở ngoài bà nội, bé gái thì đang ở với bà ngoại. Sau đó thì đến năm 2013 thì em thành lập công ty vận tải đấy. Thì đến 2017 thì là có gặp một người vợ ở Bình Dương, thì gặp có 20 ngày thôi, thì lúc đó cũng nghĩ là tuổi lớn rồi thì cũng muốn ổn định gia đình rồi, cũng có xin cưới hỏi đàng hoàng. Thì sau một thời gian chung sống thì mọi thứ nó thay đổi nhiều quá, tức là khi người ta nói thì người ta nói một đường mà người ta làm một nẻo mà suốt như thế. Thì sau này thì cũng gặp dịch bệnh rồi, với lại thứ hai nữa là cũng môi trường đi làm việc thì cũng là toàn nam không. Lỡ hai lần đó. Dạ, nhưng mà vừa sau thì không có con. Dạ. Vợ đầu là có con thôi. Dạ đúng rồi. Em có những ưu điểm khuyết điểm gì Quyên? Thường thì em thích đi làm từ thiện, với lại đi chùa làm công quả, hay giúp đỡ người khác. Ưu điểm thì mảnh thì là tự tin, với lại thật thà, để tự lập. Xấu thì như ngày trước thì hay tự ái, lòng tự ái cao quá. Có khi bạn đến ngồi nhậu hay là ngồi chơi mà nói chuyện mà kiểu như mà nó chạm tự ái của mình thì mình đứng dậy mình về, nhưng mà sau này thì thấy như thế là xấu thì bỏ cũng được 80%. Chị My, cái ưu điểm của chị là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập, có chí cầu tiến. Khuyết điểm của chị là chị hay nóng tính, với lại hay gan, càng á. Chào anh. Bên kia thì hơi tính hơi tự ái nữa mà bên đây nóng tính với ghen là hơi nóng mệt. Tính. Họ ghen nhiều anh Quỳnh Linh. Dạ, tùy trường hợp anh à. Nhà trai thấy nhà gái rất là hiền luôn á. Dạ. Nhưng mà nóng tính, em nóng tính là em nhất là em làm gì? Ấy là nóng tính nghĩa là em thích người khác làm theo cái ý của mình gì đó chứ không phải là. Dạ. Em có đủ tự tin để đem lại cái sự yên bình ấm áp cho nhà gái, không để cho nhà gái ghen không? Dạ thật ra thì em thì con người rất là đàng hoàng, trung tình. Cái điều đó là điều em khẳng định. Tức là mình không làm cho người phụ nữ phải trao đảo hay là suy nghĩ về mình, về cái gì cũng rõ ràng. Trung tình hay không á, là ở cái chỗ ví dụ như có một bóng hồng đi tới ve vãn mình, mình có mạnh dạn từ chối người ta hay không? Dạ từ xưa giờ chưa có ai đến như thế cho nên mình cũng chưa biết. Mà giờ đến chắc không đến đâu. Sao cho có điện thoại tức là người ta trung tình rồi đó. Ai giấu gì gọi điện thoại rồi. Nhiều khi là hả, em Hồng không có lưu em Hồng mà lưu anh Ba rồi làm sao biết được. Để đi coi nhà trai sao. Chào chị Lan. Chào anh. Chị ơi, em thấy anh được lắm á chị, nhìn anh rất là chân chất. Em mong muốn cái người vợ tương lai của em là người như thế nào? Em cũng thích một người là hiền một chút, đừng có dữ quá. Hiền bên kia. Dạ. Có hiền. Dạ hiền. Thì nếu mà sinh sinh được thì càng tốt. Sinh, da. Có bên sinh. Đây là dư sinh luôn. Da sinh trắng nữa thì càng tốt nữa. Trắng có trắng. Trắng luôn. Công dung ngôn hành nữa càng tốt nữa. Bên kia có đó. Bên đây là nấu ăn rồi ca hát rồi được hết. Vậy Dũng có Dũng chị Hằng không vậy chị hả? Để em làm chú cùi chứ. Trời ơi trời. Rồi em gái, theo em thì cái mẫu hình lý tưởng để em có thể hướng tới là gì? Dạ, em người mẫu hình lớp tiễn là giống như anh Quyền Linh là được ạ. À, như Quyền Linh. Khó à, cái này khó à. Không dễ à. Anh cũng bình thường thôi. Em không thích điều gì đàn ông hả em gái? Dạ, em không thích là người đàn ông nhậu nhiều với lại cờ bạc đó anh. Nhậu nhiều, mấy ông xe tải thì nhậu dữ lắm à. Không, em thì một tháng cũng nhậu được 4-5 lần. Có trời thể ơi, là quá hơn. Trời quá đất anh ơi, một tháng 4-5 lần là quá trời nhiều. Nhậu có lầy không? Không, lầy thì không có lầy, nhưng mà có nhiều nhậu nhiều thôi. Thật ra cũng nên nhậu một chút. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà quan hệ ngoại giao thôi. Dạ, quan hệ ngoại giao. Nhậu phải kiểm soát thôi. Dạ. Chứ đàn ông ai không nhậu. Bây giờ mình xin ý kiến người nhà đi. Dạ. Ha. Chị ơi, chị đi với ai vậy chị? Chị đi với bé cháu họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Linh, cháu của dì. Dì em á thì rất là hiền và chăm chỉ làm ăn lắm, tiết kiệm rồi có hiếu.
Nhưng mà giờ dì á thì chỉ còn con gái thôi, mà ông bà ngoại thì ba mẹ của dì thì mất hết rồi. Cho nên bây giờ dì lên đây á, dì cũng muốn kiếm một người đàn ông thật sự là thương yêu hai mẹ con, lo lắng, chăm sóc, quan tâm. Dì á thì cũng hiền lắm, nhưng mà đôi khi á, dì cũng cũng hơi chúng một chút xíu. Anh hứa với lại em với lại với dì, anh có làm được điều đó không? Được, cái đó thì dễ mà. Chắc cái đó chắn dễ. Nha, anh chắc chắn nha. Cái đó dễ. Dễ tại dễ. Vì dì đã một lần như vậy rồi, dì cũng bị tổn thương nhiều lắm. Rồi còn Quyên đi với ai? Dạ con đi cô chú nuôi, rồi em gái, rồi bạn. Kính thưa là chương trình bạn muốn hẹn hò. Thưa hai MC là duyên dáng. Yeah. Và cuộc đời tôi hôm nay cũng rất là sung sướng được gần anh Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Cái điều mà chú thấy ở đây hai cháu yêu cầu hình như là có sự là tương đồng và sự may mắn. Anh Quyên là quê ở Nghệ An, cô My là quê ở là Nha Trang. Yeah. Cùng là miền Trung. Yeah. Bắc miền Trung, Nam miền Trung và tôi là Trung miền Trung. Yeah. Đặc biệt cái chữ Trung Thủy con gái miền Trung là số 1. Chú nhìn cháu My là chú thấy là cháu My thiếu. Thiếu ở đây là gì? Là tại vì cô chú nhìn thấy cháu My thì mới đủ hơn. Yeah. Chú mới nói mình chú nhìn thấy là thiếu đó. Yeah. Cho nên là thấy là cháu My á, biết nói dùng cái từ gì ta? Yêu anh dơ đi. Trong cái một trong bộ phận của dàn âm thanh Equalizer là có một cái nút echo. Echo hả? Echo thì nói Việt Nam là ok. Ok 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 ok. Ok là echo. Rồi cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để cảm nhận thêm chút xíu nữa, rồi mình sẽ đưa ra quyết định ha. Mở rào. Đấy, không gian này là của Quyên với My đó. Hai bạn cứ thoải mái đi. Hôm nay đến dạ, chương trình anh có món quà tặng em là cái giỏ sách. À. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn. Trời ơi, cái này là đúng đúng rồi mọi người ạ. À. Đang rất cần ạ. Giờ con em thì đang hiện tại đang ở với ai? Đang ở với em hả? Dạ, con em ở với em. À. Em có gì hỏi anh không? Dạ, anh thấy em thế nào? Hiền, trắng dạ. Có trắng. Dạ, cảm ơn cũng, anh. Cũng xinh. Dạ, thấy anh cũng cũng hiền, dễ mến. À, ai nói vậy hết. Dạ. Em là làm tóc hả? Dạ, đúng rồi anh. À, theo em thì sống thử thì có ý nghĩa gì không? Dạ. Nếu như em với anh có cơ hội đến với nhau thì mình cứ tìm hiểu. Đúng rồi. À, một năm sau cũng được. Ừ. Hiện giờ thì em ở Nha Trang. Ừ. À, công việc em có tiệm ngoài đó, con gái cũng học ngoài đó. Ừ. Thì anh ở Bình Dương thì bao lâu anh ra thăm em một lần hay là như thế nào? Nha Trang thì chắc cũng phải một tháng chỉ được một hoặc hai lần thôi. Chứ bởi vì công việc nó cũng không thể nào mà mình muốn mà đi được. Tại vì công việc của anh là công việc của khách hàng á, mình làm theo người ta chứ không phải người ta làm theo mình, nó không tự quyết định được. Thì có thể là một tháng một đến hai lần có được không? Nha Trang thì 500 cây đúng không? Thứ bảy đi, chủ nhật về được vẫn được. Thì có thể sáng là cũng được. Tối về cũng được. Cũng có thể được hai ba lần. Cái tình cảm có đủ mà để mà đi hay không? Có thể là một tuần một lần cũng nên đấy. Anh thì anh nghĩ nếu mà lấy nhau thì chắc cũng phải sinh một đứa. Em thấy sao? Con cái thì trời cho mà. À, thì nếu như tại vì cũng muốn gắn kết với nhau đó, thì phải có đứa con thì nó sẽ gắn kết hơn, nó sẽ mình chăm lo nó sẽ tốt hơn. Ví dụ lấy nhau thì mình ở đâu? Ở đâu anh? Chắc ở Bình Dương em hả? À. Bình Dương thì anh thì hiện tại thì chưa có nhà, đang ở nhà thuê thôi. Nhưng mà nếu mà muốn thì em có thể vào đây rồi mình mướn mặt bằng mình làm được không? Dạ, ở Nha Trang thì mặt bằng em cũng mướn. À. Dạ. Như thế thì đi được mà, không có vấn đề gì đúng không? Rồi em phải hát tặng một bài nào đó rồi nói những cái lời gì đó cảm xúc của em tỏ về tình cô ấy. Anh, đại loại rồi, như xong. Là mình tỏ tình đó. Dạ. Mình hãy cảm nhận đi chị. Hơi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên nhau lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng em đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình.
mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Yêu trên nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh. Em có tin anh không? Mới gặp hỏi có tin không? Có tin đi. Hỏi hồn luôn. Thì tin thì mới yêu được chứ không tin khó yêu. Đến với chương trình thì ai cũng muốn làm, muốn có một cái gia đình thực sự luôn, gia đình. Chứ còn mà nếu mà đến để mà quen biết thì chắc là cũng dễ, ngoài đường cũng thiếu gì. Nhưng mà quen để mà đến với nhau mà vun đắp gia đình sau này phải nói sự chân tình. Nếu mà em mà đồng ý thì sẽ bấm nút với anh. Anh thì sẽ cố gắng chăm sóc. Tỏ tình nghĩa hết hay lắm rồi. Xong rồi. Dạ hay rồi. Rồi, được rồi. Thầy cứ ngồi đi. The Great Wave Toshiba. Phải quyết định cho kỹ nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy chúng ta có thể nắm tay nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Ơi nè, bấm nút nè. Bấm ai cũng được, bấm giùm em. Đó gì vậy gì em? Cái gì em tính lọt sàn hả em? Trời, kêu bấm nút thôi mà hồi hộp dữ vậy. Rồi. Thì bây giờ còn chần chờ gì nữa? Bên nhà gái, hai bạn nữ xinh đẹp của tôi đâu rồi ta? Wow! Trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn lắm nha các bạn ơi. Tường ơi, xinh đẹp lắm nha Tường. Dạ, rồi ok. Và đây, cô gái ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Nè, annyeonghaseyo. Janaseo mida, manaseo bankhasumida. Janaseo mida, manaseo bankhasumida. Một tràng giới thiệu bằng tiếng Nhật. Em có thể việc giúp. Hả, xem cười. Tiếng Hàn. À, đó là tiếng Hàn. Đó là tiếng Hàn Quốc, không phải tiếng Nhật Bản. Sami Tào, bả ra tiếng Nhật luôn. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường. Chào hai bạn nam, chào bạn nữ. Chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Ngọc. Em 201 ạ. Hiện tại em là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh. Quê quán em đâu? Dạ, em ở Quảng Ngãi ạ. Dạ, nãy anh nghe em giới thiệu tiếng Hàn là em học về tiếng Hàn hay là tại mình coi phim Hàn Quốc nhiều quá? Dạ, em đu theo idol Hàn Quốc. À, em thích những idol Hàn Quốc. Dạ. À ha. Dạ, em có học tiếng Hàn không? Dạ, em tự học. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em với mức độ mà thân quen rồi thì em nói chuyện thân thiết, vui vẻ, bất chuyện nói nhiều. Còn điểm yếu của em là nhỏ cái vàng. Em nấu ăn, không biết nấu ăn cho lắm. Không biết nấu ăn cho lắm. Nhưng bù lại thì em rửa chén được. Bây giờ mời em trai ghế đỏ, em nói lớn lên nha. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Kèm với cả hai cô gái xinh xắn ở bên đây. Chưa thấy mà biết xinh xắn luôn ha. Nó có một cái luồng điện đó chị. Nó truyền qua đây trái tim em này. Ôi trời. Nghe nó, wow. Cảm giác được nó là bên đó rất là xinh xắn và dễ thương. Và em tên là Lê Hiếu. Dạ, em sinh năm 98 ạ. Công việc của em là online, hiện tại đang kinh doanh online, cũng như bán đồ phun xăm thẩm mỹ ạ. Em sống tại quận 4 luôn. À. Còn gốc quê mình là ở đâu? Gốc là em ở ngoài Hà Nội vào ạ. Nếu như nó nghe là đưa bàn tay ra coi sao mà con trai để bóng tay dài vậy? À không, đều luôn cả hai bên vậy. Thật ra là
trước đây, ngày trước em có quen một người á, thì em hay gội đầu cho người đó. Trời đất ơi. Nên em nuôi móng tay để em gội cho nó dễ chịu á. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ chia tay rồi mà còn để móng tay chi nữa? À, em mới cắt rồi đấy chứ mà nó mới mọc lại thôi ạ. Bây giờ tiếp tục, nếu mà có bạn gái nữa là vẫn tiếp tục gội nữa. Tại em có một cái sở thích là em thích chăm sóc người yêu. Đó là một sở thích của bằng em. Bằng cách là gội đầu tắm rửa. Chúng là tất tần tật. Khi mà kiểu như khi mà mình yêu nhau á, tới một cái mức nào đó là không còn gì để mà không còn cái khoảng cách nào nữa. Lúc đó là cái lúc mà mình bản thân mình cởi mở ra. Đó mới là tình yêu đích thực. Môi có đánh son không mà đỏ hồng vậy? Không, môi em đỏ tự nhiên đấy chị. Môi em là đỏ tự nhiên đấy. À, chị tưởng em xăm cái lòng môi rồi chứ. Dạ, không, ngày trước còn đỏ hơn đấy chị. Nhưng mà sao chị thấy hơi thôi, có vẻ hơi èo uột vậy, giới tính rõ ràng không vậy? À, chị thấy móng tay á thì dài, rồi son môi thì đỏ. Không chị đó. À, thấy săn chắc mà Tường ơi. Nhiều đó. Ủa, có xăm mình không vậy? Dạ không ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em rất là coi trọng những mối quan hệ bạn bè, nên chính em được cái là người ta hay gọi là chàng trai thân thiện nhất hành tinh. Thì điểm yếu của em á là đôi lúc em nóng tính nhưng mà em có thể kiểm soát được bản thân, là em dễ bị cảm động và dễ bị mềm lòng. Cứ như họ sai mình rất là nhiều mà lỡ họ chỉ nói vài câu mật ngọt thôi, mình lại chết gùi, mật ngọt chết gùi. Ê, anh hỏi là để móng tay rồi mình có để móng chân không? Dạ không, chân em gọn lắm anh. Dài không? À, ai biết tại em tập thể thao đường phố mà tay thì ấy, thế nhưng mà chân phải gọn để còn bay nhảy. Rồi quá rồi. Cô gái ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Hương Minh Đạt và chị Cát Tường và chào hai bạn ghế bên đó. Em tên là Đặng Thị Khánh Ngọc, năm nay em 21 tuổi luôn. 21 tuổi dạ, luôn. Em đang là sinh viên năm 3 của quan hệ công chúng truyền thông và nghệ thuật. Dạ, thì qua em ở Phan Thiết, Bình Thuận ạ. Dạ, em vào đây em học được 3 năm rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, em sống tình cảm một chút, nhưng mà em thấy cái việc sống tình cảm của em nó cũng là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của em. Thì đôi khi trong cuộc sống mình sống tình cảm nhiều quá thì nó sẽ có những chuyện không hay á anh. Dạ. Thế bị người ta lừa gạt tình cảm mình đúng không? Chuyện xưa rủi em đâu có muốn. Giọng dễ thương quá ha, giọng nghe nó rất là bình định nữa. Như chim hót méo ngon. Gương mặt cũng như một chú chim ngon vậy đó, hay lắm. Rồi gì nữa, điểm yếu gì nữa nè? Dạ, ngoài điểm yếu ra thì em hết rồi. Dạ. Rồi, mời em trai ở ghế màu xanh nè, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt và chào hai bạn. Em tên là Lê Ngọc Tấn, em sinh năm 94, em cũng quê ở Bình Thuận luôn. À. Dạ. Hiện tại thì em đang ở Gò Vấp. Em làm bên công việc là quảng cáo và thiết kế web. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì nếu mà đúng tần số thì em khá là nói nhiều. Và nói chung là cũng hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì hơi bừa bộn. Tính chất công việc của em á, nên là em đi rất là nhiều. Có thể nói chung là hồi xưa thì em hay nóng tính, nhưng mà sau này đi lính á, thì nó bắt đầu rèn luyện bớt cái tính nóng của em. Có một câu nói khá là hay là đi thì phí 2 năm, mà không đi thì phí cả đời. Tại vì có những cái kỷ niệm và có những cái trải nghiệm trong lính thì mình mới có được, chứ ngoài đời mình không có. Và có những cái tình cảm đồng chí đồng đội ở trong đó, mình cảm giác được những tình cảm đó rất là tốt. Ở đây có ai cùng bảo vệ? Xanh là cùng quê với cô gái màu xanh Bình Thuận luôn. Bình Thuận luôn. Em gái ghế xanh là định mấy năm nữa mới kết hôn được? Dạ, ít nhất là em, tại vì em đang theo nghệ thuật á, cho nên là em muốn ít nhất em phải từ 27 tới 30 mới kết hôn được á. 27, 30 mà nay mới có 21 hả? 21 và 9 năm nữa. Trời ơi, rồi đó, 6-7 năm nữa, đợi chờ nổi không? Không, em không biết, khi mà mở cửa ra mới biết được. Tùy duyên. Rồi. Tùy duyên thôi. Bây giờ là cô gái ngồi ghế đỏ quay lại với em nè. Chuyện tình trường em như thế nào? Dạ thì là em có quen một bạn. Tìm hiểu là được 3 tháng. Nhưng mà mối tình nó lại dây dưa đến gần 2 năm. Tại do anh đó cắm sừng em rất là nhiều. Nhưng mà anh đó rất là giỏi luôn á, là giấu em các thứ. Rồi sau này em mới phát hiện được là nhờ vào một cái chị trong số những cái chị mà anh đó quen trong lúc cùng quen em. Cái được chị đó nói chuyện xong cái bắt đầu em mới phát hiện ra là anh đó cắm sừng rất là nhiều bạn luôn. Cái chị đó nói cho em nghe, phân tích trước. Tại do hồi đó em còn cứng đầu lắm, cứng như đầu trâu gì đó, nói qua nghe. Đầu trâu vậy đó hả? Dạ. Xong cái chị đó mới cho em vô nguyên một cái group luôn. Cũng được 7-8 người á. Rồi, một group coi như là bị quen với anh đó. Đúng rồi, quen hết với anh đó. Cái này nồng dữ quá ha. Ghê thiệt. Rồi, các bạn gái liên minh với nhau 7-8 người luôn. Hồi đó em thật sự rất là bức xúc luôn. Ban đầu thì rất là yêu thương người ta,
anh nói gì cũng nghe. Nhưng mà từ lúc mà em biết được và có những anh, có những cái chị đó rồi hồi bạn thân á nói cho em nghe hết thì á, em mới bắt đầu tin. Và lúc đó thì nổi máu điên lên em đòi tiền. Nổi máu điên lên em đòi tiền. Ủa cho người ta mượn tiền đó hả? Trời ơi là trời. Chị biết sao không? Em kiểu như là em quen bạn đó là em quen ai là em sẽ rất là quan tâm người ta, lo lắng lắm kìa vậy. Xong cái em sợ người ta thiếu thốn này nọ, nói chung là em cũng rất là kỹ, ăn uống sinh hoạt các thứ là em rất là chú ý luôn. Tại sao cho tao mượn tiền hả gì? Dạ tại do anh đó nói là cho anh mượn bao nhiêu tiền á, cũng gần chục triệu đó. Để... Trời ơi, em làm gì lúc đó em có chục triệu dữ vậy em ơi, em giàu quá em ơi. Rồi sao cho chục triệu luôn. Cuối cùng có đòi được không? Mà anh chị khác á liên kết nói với ông đó mới trả cho em được mà chẳng dây dưa lắm. Bây giờ đã trả hết chưa? Dạ trả hết rồi chứ. Nhưng mà em may mắn hơn chị á, chúc mừng em nha. Em mấy ai còn nợ tiền tôi chưa trả làm ơn trả giùm hết, yêu nhau rồi trả tiền lại giùm tôi nha mấy anh đó chị. Trả tiền lại giùm tôi nha mấy anh đó chị. Dạ cái tiền này là anh đó anh đã bảo là anh đã mượn. Tại vì là em không nhắc tới, nhưng mà cái lúc mà em biết bị cắm sừng em rất là tức luôn. Cái đợt đó bạn đó bạn nói với em là khoảng thời gian này chắc cũng tầm mấy tháng á anh sẽ không nói chuyện với em đâu, để anh thời gian anh đi chữa bệnh. Trời nhưng không có bệnh chị nha, đi dẫn cái con người mới đó đi con... Trời ơi. Sao là em biết được. Trong lúc đó em lo cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn. Hồi xưa em mập cực kỳ luôn. Em khóc mà em giảm cân luôn. Cảm ơn anh chứ em. Vậy là phải cảm ơn. Ít ra nó cũng làm được một điều cho em, đó là giảm cân. Các em được giảm cân xuống. Hồi đó em mập bao nhiêu ký? Dạ em 53 em giảm còn 45 á. Wow, 8 ký luôn à. Rồi bây giờ cho nè. Hai bạn này tôi cảnh cáo nha, hôm nay ai quen với con bé ngồi ở ghế màu đỏ là dưới mọi hình thức cấm mượn tiền nha. Cấm mượn tiền nha. Nhớ đó. Thiệt. Mà giờ là hết đầu trâu rồi đúng không? Giờ bây giờ cho anh hỏi nè, cái hội chị em phụ nữ em đó còn duy trì không? Dạ, 8 người bị ha. À. Rồi thôi thôi bỏ đi. Bây giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ đầu tiên là đừng có mượn tiền. Dạ đừng có bốc phét, Ừ, bốc phét rồi. Dạ em không quen được bạn trai hút thuốc lá. Là không được hút lá. Dạ ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em một tí thôi, chứ không cao hơn là em đi chung hàng là em khoét tay á, em khoét vai á. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 58. Được rồi, vậy là được. Bên đây ta cao không à. Dạ. Yên tâm, gì nữa? Dạ là em không thích bạn đó ti bò với em hẹp hòi, dạng kiểu như cái tính này tính nọ với em á. Hai đứa 201 hết rồi, chừng nào định lấy chồng? Dạ em thì em tính là em học xong em đi kiếm tiền á, rồi em kiếm đủ số tiền mà em mong muốn là em sẽ lấy chồng. À vậy hồi đó cái 10 triệu cho thằng bạn trai cũ mượn là của ba mẹ hả? Dạ tiền của em xài cha mẹ cho. Trời đất ơi, báo cha báo mẹ nữa, thiệt tình luôn á. Nhưng mà mục tiêu của em là kiếm bao nhiêu tiền? Dạ em kiếm nửa tỷ hơn một tí thôi. Nửa tỷ hơn một tí là 600 triệu là lấy chồng hả? 600-700 triệu là được ạ. Rồi thôi bây giờ nếu có anh nào cho 600-700 triệu cưới luôn khỏi học ha. Ngon lành được không? Ta kết hôn cho 600-700 triệu chồng cho nó luôn. Xuống chứ đi làm chi cho nó cực. Có tiền lấy vợ chưa? Thật có. Có nhiều ít đủ để lấy cô bên kia, đủ để lấy cô bên kia. Anh đẹp trai em thì đẹp gái, mình đẹp với nhau thì có gì là sai. Đó đủ để lấy cô bên kia. Đó ổn 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 ổn. Có 600 triệu là lấy vợ được rồi. Nhưng mà chuyện tình yêu sao nè? Rồi cái bắt đầu mới sao? Quay là cái mối tình mà gọi đầu đó. Mấy mối? Đây là mối tình vừa rồi, là mối tình mà gọi là khắc cốt ghi tâm nhất. Có thể nói là một năm ý nghĩa anh. Có nghĩa là mình đi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào mình đặt chân đến nó đều là kỷ niệm. Tụi em tìm hiểu có một thời gian rồi tụi em cũng có ở chung nữa. Thì giống như là gia đình hai bên biết hết nhau rồi. Trước giờ em chưa bao giờ có ý định cưới, nhưng mà em gặp người đó thì em đã cố gắng để mà có thể được cưới được người đó. Em khẳng định nhá, trên đời này không bao giờ có một ai thể yêu nó nhiều bằng em. Yêu nó. Rất thẳng. Với cả không một người nào có thể tâm lý với nó như em luôn. Tại sao chia tay? Người thứ ba. Thì em theo dõi em cải trang thành một người khác. Em cải trang giống kiểu như Phan Đình Tùng đó anh. Em buộc cái khăn lên đầu rồi em makeup cho dán râu lên ấy. Công phu dữ vậy rồi sao thì, nữa? Thì em đứng cạnh họ mà họ không biết luôn. Em chỉ thấy họ đi với nhau một nơi nào đó thôi. Thì bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Thật ra em thích một người bạn gái cũng bình thường thôi. Chỉ cần hiểu em, với cả không ngại việc ngày nào cũng nghe, cũng nhìn thấy em với nghe thấy em là được. Và em có thói quen là em thích đi du lịch. Đừng mượn tiền bạn gái là được nha. Muốn đi thì phải có đầy đủ tiền đại thọ cho bạn gái nha. Ok. Nếu như không ngại thì có thể đi tập cùng em, hướng đến một cái hình thể đẹp hơn, một sức khỏe tốt hơn. Ok, đồng ý. Rồi. Wow, cô gái xinh xắn nè. Tới chương trình này tâm sự về chuyện tình yêu của mình đi chứ. Dạ thì nào giờ em chỉ trải qua có một mối tình
em với bạn đó quyết định chia tay là vì bạn đó không có ý chí cầu tiến. Và bạn đó sinh năm 97. Tại vì năm đó là cách đây 2 năm thì em cũng mới vào năm nhất. Thì bạn đó cũng chưa có đi làm công việc ổn định á. Dạ thì em chỉ muốn bạn đó là có công việc ổn định. Em không còn bạn đó lo cho em. Bạn đó cứ kiểu, tại vì bạn đó cũng là đam mê ca hát. Thay vì anh mình một người đam mê ca hát thì mình có thể đi hát acoustic, hát phòng trà để mình có thêm thu nhập cũng được. Bạn ấy chỉ có suốt ngày chỉ tụ tập với bạn bè, sáng tác những bài ba lăng này nọ. Ba lăng và ba lăng luôn hả? Không có cầu tiến. Dạ. Thì em với bạn đó cũng quyết định chia tay. Thì bạn đó nói là thôi em bạn đó thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm để lo cho tương lai sự nghiệp của bạn đó. Nhưng mà 1-2 ngày sau em thấy bạn đó chở cái tương lai bạn đó đi ngoài đường á. Chở ai? Dạ chở cái tương lai của bạn đó đi ngoài đường ở ngoài quận nhất á. Em bị sốc tâm lý. Em có chạy theo không? Dạ không. Em thấy gì thôi? Dạ em thấy thôi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai thứ nhất là có vẻ ngoài ưu nhìn. Dạ thứ hai là biết quan tâm lo em. Dạ phải có ý chí cầu tiến. Rồi đúng bây giờ rồi. Chàng trai ghế xanh nè. Chào chị. Rồi bây giờ tình trường em sao? Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà thời sinh viên. Dạ lúc đó là em học xong cao đẳng xong thì em quyết định là em về quê em đi nghỉ dụ. Chờ khoảng 2 năm mấy thì nó rất là dài. Thì đâu có thể nào mà có thể có kết quả tốt được. Thì thôi về bị làm bạn. Còn mối tình tiếp tục là cũng mới đây nhưng mà hai đứa là quyết định là có thể là đến tiến tới hôn nhân. Quen trong vòng gần 2 năm. Có nhiều sự hiểu lầm về gia đình. Nên là hai gia đình có sự hiểu lầm. Thương thì hai đứa rất là thương nhau. Nhưng mà để mà ráp lại với nhau thì được thì nó khá là khó. Giờ muốn tìm một người vợ tương lai em thì nào? Em thấy người mà phù hợp với em á thì người con gái có thể là tự chủ về kinh tế. Người con trai thì không phải là không lo được người con gái. Nhưng mà con gái có sự tự chủ về kinh tế thì nó sẽ phù hợp cho hai đứa nó phát triển mạnh hơn. Con gái thì biết nấu ăn. Em thích người, nói chung là em rất thèm cơm nhà. Hứa nếu mà nấu thì em sẽ ăn và em rửa chén. Bây giờ thì có một em trai đang ngồi ở dưới ghế của là người nhà. Rồi em cầm micro đi cưng. Em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Rồi. Em tên là Vũ Quang Tú, em là em của anh Tấn. Dòm sơ sơ hai cô bên bển nhắm cô nào là sẽ hợp với anh Tấn. Cái chị áo đỏ. Ghế, đâu chị ghế đỏ. Ghế đỏ, ghế đỏ. Là hợp với anh Tấn. Hợp chỗ nào vậy em? Dạ kiểu hai người cũng tướng cũng xem nhau cũng. Hai người này mà tướng xem nhau. Đâu chị thấy anh Tấn to lắm mà gấp đôi cổ á. Cái tên Tấn á là biết là cái thân hình đó là cũng phải bằng tạ. Rồi cảm ơn em. Chị cũng hy vọng là cái điều em nhận xét là nó trúng ý của anh Tấn. Còn trúng hay không thì bây giờ mình phải mở cửa trái tim mình trò chuyện mới biết được nha. Phải thử cảm giác nè. Chân cho gì nữa? Mở cửa trái tim. À, từ người đi kia. À, anh gửi em. Em cảm ơn anh. Thì em thích tặng ai em tặng. Wow. Hai món quà thì nó cũng là ná nhau thôi. Nhưng mà có một thứ khác để quyết định được là ai mà em thích và ai em muốn làm bạn. Khui ra mới biết luôn hả? Khui đi em. Khui đi em ơi. Dạ. Khui đi em. Thứ khác là thứ gì? Con vịt. Không phải con vịt không? Con heo. Có gì nữa? Gì nữa? Có thứ khác gì? Bên đây có gì? Dạ là một cái son với lại một cái sạch khoáng. Hai cái ốp lưng ạ. Hai cái ốp lưng. Thời tiết mùa Sài Gòn tầm này nó nóng mà. Thì mình sẽ bị khô da thì em tặng hai bạn xịt khoáng. Vào ban ngày, còn buổi tối thì mình có thể dùng son dưỡng cho nó đỡ bị khô môi. Hay. Thì ở bên đây một cái là ốp của tai nghe iPod thôi. Thì nó chỉ có lẻ một mình. Còn bên kia là em tặng một cặp ốp điện thoại. Nếu như chúng ta thành đôi thì mỗi người một cái. Còn nếu như lỡ như chúng ta không thành đôi thì hai chiếc cho đó người nào đó dành cho người phù hợp đối với cả em. Hay. Rõ ràng. Cảm nhận của hai em như thế nào? Dạ em thấy vui. Vui. Chắc được nhận quà. À được nhận quà. Rồi cảm xúc của em như thế nào khi thấy hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Dạ rất là lịch sự.
Rất là cái gì? Lịch sự. Lịch sự nghiêm túc quá nên em cũng hơi sợ. Ai làm gì em đâu sợ, mai mượn tiền đâu sợ nè. Còn em gái, màu xanh. Dạ thì điều đầu tiên thì em thấy hai bạn bên ghế bên rất là đẹp trai. Với lại nhìn hai bạn rất là chỉnh chu trong cách bề ngoài của mình. Dạ. Với lại nếu mà bạn bên ghế đỏ tặng em món quà, hồi nãy bạn nói là tặng úp lưng, nếu mà thành đôi thì mình mỗi người một cái đúng không? Vậy thì bạn đổi cho, tại mình size 11, bắt đầu mua hai mình mỗi người một cái. Ok. À thì nếu như chúng ta có thể thành đôi thì biết đâu là tối nay chúng ta cùng luôn đi ăn và đổi ốp thôi. Đổi ốp chứ không phải đổi điện thoại luôn. Đổi ốp chứ không phải đổi điện thoại luôn. Đổi ốp mà nó có thành cảm không? Ôi, dài hàng quá đẹp. Rồi, tới em, cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì em thấy là hai bạn nữ bên kia rất là xinh. Dạ. Còn giọng nói của bạn nữ bình thường cùng với em thì em cảm nhận được là giọng rất là ngọt. Rồi có tặng quà gì nữa không ạ? Hay là có. À có. Em rồi có. Em tặng đi. Đây là cái bánh em giữ ăn, tại vì bình thường là lại không nấu ăn. Đó. Cảm ơn em. Cái này em gửi. Cảm ơn em. Xin chào. Cái này em gửi ạ. Rồi em tặng đồ ăn gì vậy? Ý nghĩa gì vậy em? Dạ cũng là sự ngọt ngào mà em dành cho bạn đó. Thay vì là bình thường là em nấu ăn cũng được nhưng mà em nấu ăn hơi dở thay vì đó thì em nghĩ là làm bánh. Còn đây muốn quà gì đây Khui đi cưng? Dạ cuốn sách Tôi quyết định sống cho chính tôi. Rồi bên đây sách giống nhau hay khác nhau? Dạ là cũng một loại ạ. Cùng một loại luôn. Dạ tại vì em nghĩ là trong cuộc sống của mỗi chúng ta nên đứng ra quyết định cho cuộc đời của mình thì sau này á mình sẽ tự tin. Em muốn luôn nhấn mạnh là phải luôn có ý chí cầu tiến trong cuộc đời mình thì okay. Sau này tương lai mình mới phát triển được. Nhân cái cuốn sách này thì Tường cũng ra một cái chủ đề luôn để hôm nay các bạn có thể tự trò chuyện với nhau ha. Mình đều là các bạn trẻ mà mạnh mẽ lên, tự tin lên. Thì bây giờ các em suy nghĩ xem là tuổi trẻ thì mình nên chọn sự nghiệp hay chọn tình yêu. Rồi Tấn nói trước. Thì cá nhân của em á thì em có thể nói là cái sự nghiệp á nó có thể là quan trọng hơn cái tình cảm ban đầu, tại vì cái tình cảm nó có thể thay đổi theo thời gian. Nếu mình chưa có những cái cơ bản nhất như công việc là thì ổn định để mình đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của mình, thì khi mà cái tình cảm nó tới mức độ mà nó bị áp đảo bởi vì những cái đồng tiền hay là đáp bảo những vấn đề mà sự cố bên ngoài á thì rất là dễ bị tan rã. Chính xác. Ví dụ một ngày lễ đi, những cái người bạn gái khác được bạn trai tặng một món quà rất là giá trị thì mình cũng cảm nhận được là người yêu mình cũng muốn những cái điều đó, thì mình trong cái phạm vi mình có thể thì mình vẫn muốn tặng cái món quà giá trị nhất mà mình có thể cho người yêu mình. Nói chung là tặng quà cho người yêu và đem lại cái niềm hạnh phúc cho người yêu là cái là bản năng của con trai rồi. Nên phải làm như vậy. Nghĩa là mà muốn làm được vậy là hơn. Phải có sự nghiệp. Dạ chính xác. Qua quan điểm em sao nè, chia sẻ với hai em gái bên kia đi nè. Thật ra thì người mình yêu là nhất, hơn cả gia đình và hơn tất cả mọi thứ. Đối với em là như vậy. Từ bé em không sống với gia đình. Đến năm 18 tuổi em mới sống với mẹ em thôi. Từ bé em đã sống cô độc rồi. Em quen với cảm giác một mình rồi á. Nên sau này đến khi mà em tìm được một nơi mà một người mà em tin tưởng, một người mà em có thể thoải mái với họ tất cả mọi thứ, không còn gì phải để mà phải ngại ngùng hay là khoảng cách gì nữa. Lý do sao nhỏ em không ở em ở một mình? Thì ngày xưa em ở với bà, lớn lên em ở với bác với cả họ hàng thôi. Em không có ở cùng với gia đình. Lý do ba mẹ ly hôn hả? Dạ vâng. Có em có một mình hay là có anh chị em gì không? Nếu như về ruột thịt thì chỉ có mình em thôi ạ. Có nghĩa là có con cha con mẹ, khác cha khác mẹ thôi. Còn dạ vâng. Riêng là mình em. Dạ vâng. Như hiện tại là em vẫn sống với mẹ. Bây giờ dạ. 18 tuổi thì em mới sống với mẹ. Dạ vâng ạ. Không phải là gì nhưng mà em bị em không có cái cảm giác mà gia đình lắm. Chị hiểu rồi. Em đi đâu cũng vậy, em đi ăn cũng hay đi ăn một mình, đi tập thể dục hay là đi chơi cũng hay đi một mình. Thì chỉ khi mà em quen ai đó thì em mới dành thời gian cho người đó thôi. Và công việc mà em theo đuổi lúc nào cũng là công việc nó mang tính chất tự do, bất cứ lúc nào em rảnh em cũng thể dành thời gian cho họ. Còn nói về sự nghiệp thì nó quan trọng chứ. Tại vì đôi khi tình yêu á, nó mà không có đủ kinh tế á, thì sớm muộn thì nó cũng sẽ dễ gây ra những cuộc cãi vã này. Lâu lâu có một sự cố lớn xảy ra, mình không thể nào xoay sở kịp á. Anh thích người yêu anh tới nỗi mà hơn cả gia đình thì điều đó thì em hơi không đồng ý. Tại vì á, là gia đình mình phải hơn cái bạn nữ đó nhiều. Nhỏ chưa lấy nhau mà nhiều khi lấy nhau còn phải chia tay, ly dị mà. Không, như cái này thì chị xin đính chính một xíu. Lúc đầu chị cũng nghĩ giống như em vậy.
Nhưng mà sau đó chị nghĩ cũng có thể mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, với những cái gì bạn ấy đã trải qua trong cái tuổi thơ, cho nên mới hình thành cái suy nghĩ như vậy trong đầu. Điều đó nó cũng đúng thôi. Tại vì đó là chưa kể cuộc sống đôi lúc còn có ôm những cái sự hận thù ở trong lòng nữa. Hận thù ngay chính cả những người đã sinh ra mình, điều đó có. Tại vì chị thật định không có nói, nhưng mà tại vì em gái đã nói thì chị mới nói. Nhưng mà rồi mọi thứ đến một đoạn nào đó thì em sẽ cảm thấy mọi thứ nó là thoải mái. Và đúng, hãy sống vì chính mình. Còn mọi thứ dù muốn hay dù không thì đó cũng đều là gia đình. Đương nhiên khi mà có đụng sự cố á, khi nói vậy thôi. Chứ đụng việc thì luôn luôn là cái gia đình, những cái tình cảm nó rất là thiêng liêng. Ta nói là một giọt máu đào không bằng ao nước lã mà. Chắc chắn gia đình là phải quan trọng. Nhưng mà để gọi là trong cái suy nghĩ của bạn ấy thì như vậy, đó cũng là một điều dễ hiểu. Khi mà mình không được sống trong cái sự lớn lên với cái tình yêu thương của cha mẹ thì có quyền nghĩ như vậy thôi. Ví dụ giờ con gái chị mà biểu là nghĩ về cha thì làm sao nó nghĩ tới được. Thí dụ vậy, người ta không có sao ta nghĩ, đúng không? Rồi. Rồi, vậy thì em nè, quan điểm em là cái nào quan trọng hơn? Dạ, quan điểm. Sự nghiệp. Dạ, sự nghiệp quan trọng hơn. Sự nghiệp quan trọng hơn. Nên là em muốn tự bản thân em cũng ổn định tài chính, rồi em mới đặt cái tình cảm. Nãy có nói rồi đó, phải có 600 triệu mới lấy chồng đó. Đó là tiền em tự kiếm, còn nếu muốn lấy chồng nhanh thì xin cha mẹ cho. Bé dễ thương, nhỏ xin 10 triệu cho trai rồi mà chưa sợ. Không, nhưng mà đòi là hết rồi. Ủa, có lấy lời không? Lúc đó đòi lại có lấy lời không? Dạ còn lỗ tình phí gì. Dạ còn lỗ tình phí gì. Lỗ tình phí gì. Đòi lại đúng, đúng, đúng 10 triệu không? Dạ được. Đủ 10 triệu đúng không? Rồi bây giờ là tới cô bé này nè. Em muốn em là người phụ nữ độc lập về kinh tế. Nhưng mà về tình cảm á, thì ông cha ta luôn luôn có nói một câu là kiểu người phụ nữ á, luôn là giữ mái ấm trong gia đình mình. Thì em vẫn nghĩ là hai cái em vẫn luôn cân bằng hai thứ, mọi thứ nó ổn định hơn. Tại vì em cũng không thích ở nhà cứ ru rú ở nhà nội trợ, mà em cũng không có thích mà phải ra ngoài cứ bươn chải ở nhà mà người con trai ở bên cạnh mình mà cứ ở nhà không. Cho nên là em cứ thích 50-50. Mình làm thì mình làm mỗi sáng mình làm về mình làm giờ hành chính, thì tối về mình vun đắp tình cảm với nhau. Tối về mình vun đắp tình cảm với nhau. À, coi như là sáng đi làm tối về tình cảm. Dạ. Rồi ok, bây giờ thì các bạn có thể tự mình tự trò chuyện với nhau một chút xíu đi. Dạ, như hồi nãy em nghe nói là bạn ghế đỏ là mới chia tay bạn gái mới đây 4 tháng đúng không ạ? Móng tay chưa cắt. Móng tay chưa cắt. Vậy thì anh đã xác định thật kỹ là trong trái tim của anh có chỗ trống dành cho người phụ nữ khác bước vào chưa? Khoảng 2-3 tháng đầu thì cũng chưa sẵn sàng đâu. Cho đến khi mà anh nghe rằng sắp cưới chồng rồi, sau này về dự đám cưới nhá. Thì lúc đấy là lúc mà anh sẵn sàng anh dứt bỏ và anh quên đi tất cả. Dạ thì hồi nãy em có nghe anh ghế đỏ có bảo là anh thích đi du lịch, nhưng mà em hơi yếu sức khỏe á, em không có đi xa được. Nên là nếu mà có quen em á thì chắc là mình chỉ anh đi làm, em đi học, rồi mình chỉ ở Sài Gòn đi quanh quẩn chơi gần gần thôi, thì anh thấy có ổn không ạ? Thật ra anh có một cái khả năng, đó chính là khi mà ở gần em sẽ cho họ sức khỏe. Bởi vì em luôn luôn có một lượng năng lực tích cực để khiến cho mọi thứ nó vui vẻ và thoải mái, không bị áp lực hay khó chịu. Cho nên thế khi mà tâm trạng mình thoải mái á, mình búng tay cái, xách vali đi luôn. Em hỏi bạn áo hồng là quê bạn Bình Thuận là bạn ở Phan Thiết hay là ở khúc nào? À, Nhận Bà Con hả? Dạ em ở Phan Thiết anh. À, mình thì mình ở Tuy Phong, cách nhau cũng tầm cỡ 100 cây. Sao ta Phan Thiết mà người ta trắng mà em Phan Thiết em đen vậy? Em chắc do ở gần biển quá. Rồi có hỏi gì nữa không? Chứ hỏi cái đó không vậy, hỏi cái gì nó vô sâu chút coi. Giống như thấy bạn dễ thương quá, khớp. Khớp là mất cơ hội á. Anh có ngại quen gái 201 không? Tại vì nãy em nghe anh nói là anh muốn cưới vợ sớm đúng không? Anh không có nói muốn cưới vợ sớm, mà do là ba mẹ anh kêu là muốn anh ổn định, tiến tới hôn nhân thì vài năm nữa thì nó cũng vô tư. Vậy 9 năm nữa anh chờ em không? Cái đó là câu hỏi. Nếu đủ lớn, nếu mà yêu nhau mà 9 năm mà chưa tới kết hôn, nó không còn là tình cảm sâu bền nữa. 9 năm là nói cho vui thôi. Còn nếu mà em muốn nghe câu trả lời thì chị trả lời em là không. Chị trả lời em là không. Không có ai chờ em 9 năm hết á. Anh nào cũng vậy. 9 năm sau em sẽ kiếm một người khác em quen rồi em kết hôn. Còn bây giờ quen chơi cho vui, tới 9 năm đi cho có kinh nghiệm. Chị trả lời vậy luôn á. Thiệt, rất thẳng. Chị nói đúng không em? Rất thẳng là dạ. Đúng. Đúng. Rồi hỏi gì không? Hỏi đi. Nãy giờ chưa hỏi gì phải không? Em muốn hỏi cô ghế xanh, hiện tại thì thời gian của em dành cho việc học và các thứ thì như thế nào? Thì hiện tại vì tại vì em đang học hai trường. Ý của anh là anh muốn hỏi có gì thể dành thời gian cho anh không, đúng không? Dạ. Nếu mà chúng ta trong một mối quan hệ nào đó thì tất nhiên một ngày dù bận rộn tới đâu thì
dành một thời gian cho nhau vẫn được mà. Chính xác, có một thích hay không gọi thích hỏi thăm cũng là một chút gọi là tình yêu mà. À bây giờ các chàng trai lần lượt qua xin phép được nắm tay hai cô gái để mình đo cái cảm xúc của nhau, rồi nếu ai muốn nói gì thêm thì nói. Ồ, đem quà qua luôn. Cũng quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Rồi mời anh nắm tay, hãy thỏ thẻ những lời tâm sự. Tay mềm quá. 사랑해 좋아해 촌스럽지만 이렇게 고백해 멋은 없어도. Và nói chung là lần đầu tiên gặp thì anh muốn là sau này nếu có cơ hội á thì có nhiều thời gian để nói chuyện nhau hơn, còn có cơ hội về quê hay có dịp ở quê á thì có thể là gần nhau thì có thể đi gặp nhau. Dạ đâu. Dạ. Nắm tay, nắm tay. Rồi, nói chung là thấy cô có em có mối tình mà anh thấy là hơi bị hay đó. Anh đó sao kiểu như sao mà quen được một hội 7 người là hay lắm. Còn nói chung chúc em có nhiều mối hệ tốt. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, dễ hơn quá trời. À mình khui quà bạn ấy chút xíu đi. Ơ cha. Oh. Gì vậy? Bạn tặng em dâu. Dâu? Dạ, dâu Đà Lạt. Trái dâu thì mình giống như thể hiện như trái tim hay tình cảm. Ồ. Oh. Ủa chứ không phải là muốn bắt dâu hả? Không phải muốn có cô dâu hả? Dạ thì anh nói đây là biểu hiện tình yêu với lại tình cảm của anh thì để cho em xin phép em nếm thử đúng không ạ? Ở đây có một mình em được nếm luôn á. Kiểu muối đúng không? Dạ nó hơi chua. Dạ nó hơi chua. Dạ nó hơi chua. Dạ rất là chua. Hãy cho nhau thời gian để em đi mua muối nha. Cái này phải có một miếng muối xí muội nữa hả? Muối xí muội anh ạ. Hay quá. Được rồi, tới phiên em đó. Qua đi. Chảy miếng, chảy miếng. Đầu tiên thì xin được bắt tay em trước. Rồi. Anh mong là dù thế nào nữa thì khi bước ra đây chúng ta có thể là những người anh em ngoài xã hội hay là những người bạn. Ok. Dạ. Cảm ơn em. Chào em. Dạ chào anh. Anh bắt tay em. Dạ. Wow, em có cái răng khảnh dễ thương ha. Dạ. Như anh vừa nói lúc nãy đó, nếu như chúng ta thành đôi thì chúng ta mỗi người một cái. Còn nếu như không thể thì anh vẫn mong chúng ta sẽ là những người bạn sau này, biết đâu được sẽ hỗ trợ nhau trong công việc hay là cuộc sống. Nhưng mà anh vẫn mong là chúng mình trở thành một đôi. Anh vẫn mong là chúng mình trở thành một đôi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi nghe ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ. Okay. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Nó nghe nè, nó nghe đạt đạt đạt. Cái gì vậy? Phong thủy chút coi, hai đứa mình cũng nắm tay nhau truyền chút năng lượng coi. Hãy nói những lời thủ thủy tâm sự đi chị. Chị mong là hôm nay ít nhất phải có một cặp thành đôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Ông trời đừng có tréo que tréo quậy với chị em mình nữa. Chuyện tình ơi, ghế đổi cái xanh mấy ông thần, ghế đổi cái xanh ơi, là Vân vô đèn giùm cái. Rồi. Rồi, xin mời Hứa Minh Đạt. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ phải đưa ra một quyết định duy nhất của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em có thể nói là cái sự nghiệp đó, nó có thể là quan trọng hơn cái tình cảm ban đầu. Tại vì cái tình cảm nó có thể thay đổi theo thời gian. Em muốn em là người phụ nữ độc lập về kinh tế. Nhưng mà về tình cảm á, thì ông cha ta luôn luôn có nói một câu là kiểu người phụ nữ á, luôn là giữ mái ấm trong gia đình mình. Thì em vẫn nghĩ là hai cái em vẫn luôn cân bằng, hai thứ một thứ ổn định hơn. 4 Anh đi làm, em đi học rồi, mình chỉ ở Sài Gòn đi quanh quẩn chơi gần gần thôi, thì anh thấy có ổn không ạ? Thật ra anh có một cái khả năng, đó chính là khi mà ở gần em sẽ cho họ sức khỏe. Bởi vì em luôn luôn có một lượng năng lực tích cực để khiến cho mọi thứ nó vui vẻ và thoải mái. 3 2
1 và bấm bấm. Tôi nghe có 3 tiếng tách bắp tách bắp tách bắp. Hết thời gian. Dạ hết giờ. Chúng ta được một cặp. Cô gái này sao không bấm ai hết vậy Cưng? Dạ tại do là anh ghế đỏ sẽ bấm bạn này, anh ghế xanh thì em thấy anh đó chuẩn, em hơi sợ. Ok rồi okay, anh Tấn cảm giác cảm xúc của anh như thế nào? Hôm nay không có được thành đôi thì cảm giác của Tấn như thế nào? Dạ không sao ạ, nói chung là được trao đổi và được giao lưu với các bạn cũng là niềm vui của em. Nhưng mà chị thích em đó, có nghĩa là mình thích là mình cứ bấm, còn cái chuyện đối phương bấm mình hay không tính sao, đúng dạ, không dạ, đúng rất rồi. Là mạnh mẽ. Chị cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi mời cái cặp đôi bước ra. Chúng ta đã có một cặp đôi luôn quý vị. À bây giờ thì đã nắm tay nhau rồi. Tôi chưa mời đã nắm luôn rồi. Rất là lẹ. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Đầu tiên là em cảm thấy vui. Lâu lắm rồi mới có cảm giác tim đập mạnh như thế này. Dạ thì ngay từ đầu thì em kết được cái nụ cười của anh này. Với lại em kết được cái tiệc chuyên mà gội đầu á. À vậy là không cần cắt móng tay đúng không? Dạ tại vì nếu mà gội đầu đã hay không thì do cái tâm chứ đâu phải em móng tay. Chị tường chúc cho hai bạn là nắm với nhau dài dài nha. Nhưng mà 9 năm thì không nổi nha Cưng nha. Dạ. 9 năm là chắc chắn không có nổi, 2-3 năm thì còn được đúng không em? Chị dạ. Nói giùm em đó. Các bạn hôm nay chưa thành đôi thì chị Tường cũng thay mặt chương trình chúc cho các bạn sẽ luôn được nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Nó giàu lắm hả má? Sở thích của em thì không có gì hết đó ngoài là thích kim cương. Thích kim cương hả? Dạ. Trời ơi chiếu quá, tài nó chiếu quá quý vị ơi. Chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì dạ. Kỳ vậy, chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng? Tạo điều kiện thoải mái. À dạ. Trời ba mẹ tâm lý quá ha. Quang, điểm dạ. Mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi. Một kết. Những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dừng, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không đâu để... quản lý được đâu em, nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Chị báo em một tin nè, em ổn không? Em ổn không? Ồ mấy ngày nay em ổn quá. Tinh thần ổn không? Tịnh ổn luôn. Nhìn xuống cánh trái. Chị không ổn. Chị đang chào sống chương trình, chị nhìn xuống như thấy má chị hết ổn quá. Trời giờ sao? Hai chị mình xuống chào chứ giờ biết sao giờ. Xuống đi chứ giờ sao. Trời ơi. Má Hồng Nga. Má con kêu. Ủa? Một tiếng xém chút quá tỏ té gì nè. Má đi đâu vậy? Má vô thăm hai đứa con hả? Ủa thăm hai đứa, nghe tụi bay thang quay nè tao coi. Biết ngồi chỗ này là chỗ thì nào chưa, không? Chưa thì chưa biết, nhưng mà giờ vậy đây nè. Sao? Tao ngồi vô đây rồi hả? Ai kêu làm gì tao làm nấy. Bậy có đâu. Cái này không phải chương trình hài đâu. Đâu? Cái này chương trình tụi con làm mai mối. Mà má ngồi cái chỗ này là má ngồi cái vị trí của phụ huynh. Phụ huynh mẫu mẹ ơi. Phụ huynh mẫu mẹ ơi. Trời ơi trời. Tôi run, tôi chịu không được đâu run. Làm gì run, là phụ huynh làm gì run? Không phải. Sao? Là tại vì hồi đó giờ chưa nghe cái vụ này. Bây giờ con hỏi thiệt nè. Là hôm nay má tới đây là má đi với ai? Con đứa à? Một đứa. Là ai vậy? Con tôi mà giờ nó cũng chưa lợi nữa. Con má hả? Thông cảm. Bây giờ má ngồi đây. Má nhìn lên sân khấu. Nhiệm vụ của má ngày hôm nay là coi.
coi. Ở trên sân khấu sẽ có là hai cậu con trai, hai cô con gái. Trong đó có thể có con trai của má. Rồi má lên đây má chọn dâu, được chưa? Rồi bây giờ má ngồi coi vui vẻ nha. Dạ chút xíu nữa. Cái nào hay tao vỗ tay được không? Dạ được. Rồi hay vỗ tay. Khúc nào hay là tụi con hỏi ý kiến má. Nha. Rồi con cảm ơn má. Cảm ơn má. Xin quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay cho nghệ sĩ nhân dân Hồng nha. Kính thưa quý vị, và theo như thường lệ thì bây giờ chúng tôi sẽ đến với sự có mặt của hai chàng trai đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai chàng trai của chúng ta. Chần chờ gì nữa, hai bạn nữ xin mời. Wow. Tôi vẫn đang còn nôn nao lắm. Bây giờ cho tôi hỏi hai chàng trai của tôi hôm nay, ai là người nhà của má Hồng Nga? Em là người nhà của má Hồng Nga. Em? Dạ. Rồi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chào chị Cát Tường, xin chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Quách Quang. Hiện tại bây giờ là Quang đang là chủ của một tiệm yến và hai quán cà phê. Em ở Sài Gòn. Dạ. Đang sống với ai? Em đang sống với lại gia đình. Và em cũng sống một mình. À, sống một mình. Em sở thích của em thì không có gì hết đó ngoài là thích kim cương. Thích kim cương. Thích kim cương. Hả? Dạ. Trời ơi, chiếu quá, tài nó chiếu quá chị ơi. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm hả má? Năm nay là Quang nhiêu tuổi? Em năm nay em 38 tuổi rồi. 38 tuổi? Dạ. 38 tuổi, ông chủ công ty, chủ mấy quán cà phê, hộp xoàn lấp lánh mà sao giờ hôm nay còn lên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nó hơi căng à. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Bạn nữ ngồi ghế màu xanh cũng là hot nè. Giờ em tự giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh, em chào tất cả mọi người đang xem đài và tất cả mọi người đang có trường quay. Em tên là Nguyễn Tố Uyên, năm nay 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là mẫu ảnh, em có kinh doanh và em cũng nhận quay các TVC quảng cáo. Xinh quá trời luôn. Bên đây hot girl lắm á Tường ơi. Hot luôn hả? Dạ. Ưu tiên phụ nữ luôn đi, cô ở ghế đỏ luôn đi cưng. Đạt. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Thi, năm nay 24 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là trợ lý phó tổng giám đốc và cũng hỗ trợ một phần pháp lý ở trong công ty chuyên về lĩnh vực logistics và kinh doanh nhiên liệu. Mai Thi là mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ, hiện tại thì em đang ở quận 7 chị. À, ở quận 7. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ đúng không? Dạ. Bây giờ đến chàng trai của tôi, chàng trai còn lại ở vị trí màu đỏ. Em giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và ba bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả dưới trường quay. Em là Lâm, sinh năm 89. Hít thở vô chưa? Em đang làm việc và sinh sống ở bên ngoài Đồng Nai ạ. Ở bên ngoài Đồng Nai. Dạ. Em đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và có kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cho gia đình ạ. Ngoài ra còn làm thêm gì khác nữa không? Có kinh doanh xe máy thôi ạ. Kinh doanh xe máy là thêm, sao? Tức là mua bán xe cũ á chị. Dạ. Lâm thì có điểm mạnh điểm yếu gì em? Em điểm mạnh thì là người thân thiện, biết lắng nghe, biết chia sẻ và có biết nấu ăn ạ. Biết nấu ăn nữa. Dạ, biết chút chút ạ. Chút chút. Dạ. Rồi hiện tại là đang sống với ai? Em đang ở một mình ạ. Em ở riêng, có nhà riêng ạ. Ồ, vậy ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em cũng ở bên ngoài luôn nhưng mà chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì dạ. Kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng? Tạo điều kiện thoải mái. À, dạ. Trời ba mẹ tâm lý quá ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa, là không biết uống bia và uống rượu. Không uống chút nào luôn hả? Dạ một chai em xịn. Một chai xịn? Dạ. Trời đất ơi, vậy rồi 30 mấy năm nay rồi, thí dụ như tụ tập bạn bè rồi tất niên rồi cuối năm là coi như ngồi nhìn người ta thôi đó hả? Cũng cho có tụ thôi ạ. Đưa lên và hạ xuống. Cũng hay ha. Dạ. Cũng rất là đặc biệt ha. Đó là những ưu điểm khuyết điểm của bạn Lâm ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Màu bây đỏ. Giờ thì tôi xin quay lại chàng trai ở vị trí màu xanh. Quang, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. Trời ơi. Một kết. Điểm yếu của em là nhậu vô là khóc. Ủa gì kỳ vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà khóc? Chuyện tình cảm. Tại vì điểm yếu của em là em sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn. Khi mà
mình buồn hoặc là bất cứ những gì đấy thì em cứ nóc cho xỉn, thật xỉn rồi xong em về em ngủ. Tôi không thể nào tin được một cái thân thể, một cái tướng nó nhỏ gọn gàng như vậy mà quất một lần mà cả thùng bia. Đạt ơi, em không có cửa nha Đạt. Cái gì vậy? Em dòm đi cái tướng gì mà quất lần thùng bia, quất vô khóc. Có bạn ơi, Đạt có bạn ơi, bạn nhậu ơi. Nhìn gương mặt đó là thân quen, đó là quen thuộc, em đã gặp rất nhiều lần rồi. Là một diễn viên, là một ca sĩ nhiều lắm mà sao bây giờ kinh doanh vậy ta? Em hạn chế lại nghệ thuật tại lâu lâu thì cũng mình cũng tham gia lại, cũng mẹ cũng theo nghề, lâu lâu nhồi lên tí xíu rồi xong lãng xuống lại. Em hãy nói điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Em cảm thấy điểm mạnh của bản thân em là hòa đồng, nhiệt tình, hết mình. Còn điểm yếu của em thì chắc là em dễ tin người, nói chung là dễ bị lừa. À, em bị lừa nhiều lắm đúng không? Dạ, cũng khá nhiều. Khá nhiều luôn. Tiền bạc hay là về tình cảm? Dạ, đa số thì mặt nào cũng đã từng bị lừa rồi ạ. Sau những lần em bị lừa như vậy thì em có kinh nghiệm gì không? Em nghĩ là chắc là được một chút, nhưng mà nếu mà bây giờ vẫn khả năng bị lừa tiếp. Và có một điểm yếu là em bị hay tự ti, tại vì bản thân em kiểu cầu toàn á, giống như là em tự đặt ra cho bản thân những cái cột mốc, nhưng mà khi mà em đạt được những cái cột mốc đó rồi thì em kiểu đặt thêm những cái cột mốc khác nữa và không bao giờ cảm thấy bản thân mình tự tin với những thứ mà mình đang có. Lúc nào mình cũng phải muốn mình hơn nữa. Tham vọng. Dạ. Bé đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ. Bây giờ là hai chuẩn đàn ông là không biết nhậu với biết nhậu, là đối với em cái nào mới là mạnh? Em thấy thì cả hai cái em đều xem đó là điểm mạnh á. Gì em ba phải vậy? Mình chỉ chọn một chứ sao hai cái mà cái nào cũng mạnh. Để biết tại sao mày hỏi em câu đó không? Dạ. Tại vì có những người, người ta đến chương trình quan điểm người ta rất rõ ràng, không thích bạn trai là nhậu nhạt rượu bia. Dạ. Thì có nghĩa là cái người mà không nhậu nhạt rượu bia đối với người ta là điểm mạnh. Nhưng mà có những người ta tới đây á, người ta muốn có một người bạn trai mà cũng là một cái người bạn nhậu luôn, để về ngồi nhậu với ba người ta dưới quê á, hoặc là chiều chiều tối tối buồn buồn hai đứa nhậu với nhau thì dạ, cái đó cái người nhậu là điểm mạnh. Dạ. Không thể nào cả hai đều là điểm mạnh hết trong một con người. Chị hy vọng ở em nè, em trả lời thẳng thắn cho chị, em thích người biết nhậu hay không biết nhậu? Bạn gái ở ghế màu đỏ. Theo quan điểm của em á thì em thích bạn không thích nhậu. Không biết nhậu thì nó tốt cho sức khỏe. Còn nếu như mà những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không đâu để... quản lý được rồi em, nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, thích quan tâm chăm sóc người khác, em cũng có thể sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua vấn đề về tình trường. Chuyện bạn này chắc dài lắm, tôi hỏi chuyện bằng Lâm trước. Lâm, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi. Kể cho chị nghe sơ bộ coi nó như thế nào. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu từ năm nhất đại học, gần 7 năm rồi. Trời, mối tình dài 7 năm, rồi sao chia tay cơ? Do áp lực gia đình bên bạn nữ, gia đình bạn nó định cư nước ngoài hết rồi. Không muốn bạn quen bạn trai đây. À, là muốn đi luôn. Dạ, em cũng cố gắng để cho bạn hiểu. Nhưng mà bạn ấy thì rất là thương cha mẹ, nhiều khi cũng chiều theo cha mẹ. Đến nỗi là mỗi lần mà gặp nhau đi chơi là phải có một bạn đến đón bạn đó đi, chờ đến cái chỗ tụi em hẹn á, rồi em mới chờ bạn đó đi ăn đi chơi. Tình yêu nó cũng khổ quá ha. Rồi cuối cùng là bạn đi luôn rồi. Bây giờ đang định cư ở nước ngoài rồi. Rồi xong luôn. Rồi. Chia tay cái mối tình đó thì phải mất bao lâu mình mới bình ổn lại được em? Khoảng 1 năm rưỡi ạ. Có nghĩa là khi bạn nó đi luôn thì mới chấm dứt chia tay đúng không? Dạ không ạ. Tụi em chia tay thì khoảng tầm vài tháng sau thì bạn lấy chồng. 2 năm sau là bạn đi nước ngoài. 7 năm trời tuổi thanh xuân ha. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ là tìm hiểu 6 tháng thôi ạ. Kiểu như là cũng mới nên là cũng chưa dám góp ý nhau nhiều á, nên nhiều khi có những cái không hiểu nhau nên là chia tay ạ. 2 mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng mà nếu hôm nay em có bạn gái mới là em phải thôi đó. À dạ vâng. Được không? Dạ được. À được. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một người có tính tự lập, có lối sống hiện đại một chút. Chơi cũng biết chơi, làm cũng biết làm. Nhưng mà mình chơi mình không bị cuốn quá. Dạ. Nó là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Việc nhà cũng không cần đảm lắm luôn. Không cần đảm việc nhà. Ủa vậy thì ai làm việc nhà? Em có suy nghĩ là chia sẻ công việc. Không nhất thiết là người vợ là phải nấu cơm, quét nhà, giặt giũ các thứ chăm con. Mà nếu có điều kiện nữa thì mình có việc thuê người em ha. À dạ vâng. Đúng rồi, dạ. Mình có điều kiện mà bắt vợ mình làm chi cho nó cực. Dạ. Đúng không cơ? Dạ, dạ, đồng rồi. Ý. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn gì về người vợ nữa không? Cao, thấp, mập, ốm, mặt mày, vóc dáng ra sao? Cao cũng chỉ khoảng tầm 1m6 đổ lại thôi ạ, chứ không cần 1m6. Cao lắm đâu. Biết ăn mặc chút xíu ạ. Dạ, cho vợ mặc màu đen thoải mái. Ví dụ hở hở xíu được không? Hở hở xíu thoải mái luôn chị. Thoải mái luôn. Đừng có lố quá được rồi. Wow, dễ sợ nha. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc em chia tay cái mối tình thứ hai cách đây bao lâu rồi? 3-4 năm rồi. Vì cái nguyên nhân gì mà đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy mà 4 năm trời nay vẫn ế hôm nay tới với chương trình? Theo như mọi người nói thì em nhìn em không được thẳng rồi. Không được thẳng rồi.
giới tính không được thẳng. Mà em có thấy em thẳng không? Em thẳng. Em thẳng. Làm sao để chị biết là em thẳng? Thì giới tính của mình phải xác định được chứ chị. Em nghĩ nguyên nhân gì mà thiên hạ nghĩ rằng em không thẳng? Do em ăn mặc chỉnh chu nè, hoặc là em không bia rượu và cũng lâu lắm rồi, em cũng chắc không thấy em chở bạn gái ra ngoài đường. 80% là nghĩ em như vậy, còn 20% thì nghĩ em là có bạn gái nhưng không công khai hoặc là giấu. Tại vì chị cũng hơi hoang mang lắm. Vậy em xin lỗi em nha, tại vì chị là mai mối mà, chị phải khơi ra để cho hai em gái bên kia nghe mà phân tích. Thôi chị là phải soi. Dạ, thì bây giờ bạn này bạn ngồi ngay cái tầm ngắm mắt của chị luôn nè. Là chị thấy chị có vẻ là em có một cái điều chỉnh gì nó nhẹ nhàng trên gương mặt nè. Chỉnh nhẹ. Tại chỉnh sao? Đó, nếu mà thanh niên thì mắc gì mà phải đi chỉnh nhẹ trên mặt để làm gì? Em thì là người trọng hình thức, thích cái đẹp. Với lại mẹ em cũng là người như vậy. Cái sửa mũi này là mẹ em là cái người mà cho em ý tưởng. Không, cái mũi thì chị nghĩ là ví dụ như mình không đẹp, mình chỉnh đẹp thì chuyện hợp lý đi. Nhưng mà còn cái lông mày nữa, cũng có một cái sự chấm phá nhẹ nhẹ. Lông mày thì là bạn em làm về thẩm mỹ nhiều lắm. Nên là nó cứ tác động thôi, rồi tụi nó làm cho em thôi. Vậy là em cũng phải có nghiêng nghiêng ngã ngã làm sao chứ. Thường mà chị thấy trai mà thẳng là ví dụ giờ biểu ông Đạt đi xăm chân mày. Dạ. Xong này em mỏng quá đi xăm chân mày đi. Thôi chị. Sao vậy? Em cũng chưa muốn hoàn mỹ lắm. Bởi vì em đã có vợ rồi, em không đẹp đẹp. Nhưng mà em là ngũ công chúng mà. Nhưng mà đem đẹp vậy là đủ quyến rũ vợ em rồi, đẹp hơn nữa nhiều người. Quyến rũ nhiều người nữa đó là không thấy. Thấy chưa? Thấy người đàn ông chân chính chưa? Nên chị cũng đang nghi ngờ giới tính của em nha. Nhưng quý vị ơi, thích cái đẹp thiệt. Thiệt tình đẹp, đẹp trai. Người ta có mối tình 7 năm mà chị. 7 năm mà ta bỏ đó, ta lấy thằng khác đó. Tại vì địa lý thôi là phải. Không, đâu có địa lý đâu, không có địa lý đâu. Đi nước ngoài. Trời ơi. Thôi không sao. Thôi em gái tự khám phá nha. Sao thằng hắn hoài vậy? Xem thằng hắn hoài vậy? Căng thẳng. Căng thẳng, đúng vậy, căng thẳng. Bây giờ chắc chắn là thẳng không? Thì em thẳng quá vậy. Thì em chắc chắn không? Chắc chắn. Rồi chắc chắn. Rồi tôi gái mà ghé màu đỏ đi nè. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Tôi không tin. Thiệt ra thì cũng có bạn thích em, cũng có người theo đuổi khoảng hơn 2 năm. Nhưng mà em cũng chưa thấy phù hợp, cũng chưa thấy thích bạn. Theo đuổi em 2 năm em không đồng ý. Rồi xong rồi cái chàng trai đó lẳng lặng rồi, im lặng rồi biến mất luôn hả? Hay dạ đúng rồi anh. Hồi đó thì giờ mình phải có cái tình cảm với một người khác giới chứ. Dạ có, thì em cũng có đơn phương 2-3 người. Nhưng 2-3 người. Tính của em thì em không có chủ động. Em thích người ta thì em cũng không có thể hiện gì hết. Xong cứ tự thích rồi tự hết vậy anh. Mẹ em cũng hồi xưa cũng có coi cái chương trình của anh với lại chị Lâm Vĩ Dạ. Anh thấy là chị Lâm Vĩ Dạ theo đuổi anh á. Thì cũng cứ xúi em là bây giờ thích ai thì cứ... Là người phụ nữ phải chủ động đúng không? Dạ, cứ đi mời đi uống cà phê đi. Rồi xong rồi cứ nói em thích anh, em thích anh. Nói đại vậy đi. Là phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm. Em cũng hy vọng là hôm nay em có thể tìm được một người để ra về chung. Hy vọng ngày hôm nay anh sẽ giúp cho em làm được cái điều đó ha. Rồi tôi. Tìm được người ra về chung. Vậy là mẫu người đàn ông em thế nào nè? Dạ mẫu người đàn ông về ngoại hình thì em thích bạn nam cao một chút xíu, khoảng 1m75 trở lên. Vì em cũng hơi cao. Về tính cách thì em thích bạn vui vẻ, hòa đồng với lại hài hước một chút xíu. Em cao mét mấy Lâm? Em 1m71 ạ. 1m71, Quang cao mét mấy? Em 1m75 ạ. 1m75, trời sao vừa đúng chuẩn vậy. Giống như ngồi nghe người ta nói rồi mình nói lên cái chuẩn mình gì. Quang ơi, trải qua bao nhiêu mối tình rồi, có nhớ hết không? Nếu em nói một mối tình chị tin không? Tin chứ, tin chứ. Chị thì rất là tin người. Em có một cái câu hỏi này em muốn đặt cho chị Tường nè. Hả, tự nhiên đặt câu hỏi cho tôi vậy? Nếu người đằng trước là người chị yêu, và người phía sau là người yêu chị, và người phía sau luôn âm thầm, luôn làm tất cả mọi thứ vì chị, và có thể khóc vì chị, nhưng người đằng trước chỉ tạo cho chị tiếng cười thôi, thì chị nhìn thẳng hay chị quay đầu? Chị nhìn thẳng không mà, chị ít khi nào quay lại lắm. Chị nhìn thẳng. Ừ. Còn cái người mà đằng sau lưng mà luôn luôn theo dõi chị, giúp đỡ chị, thì đó là nhiều khi cái nghiệp của người ta phải làm. Cái người phía sau đó chính là em. Yêu đơn phương. Chính xác. Sao? Tụi em là 3 đứa bạn thân với nhau. Bạn nữ đó yêu bạn kia. Và bây giờ là 3 người chỉ là bạn thân với nhau. Còn 3 đứa không, cuối cùng sầu quần không được đứa nào đúng hết. Đúng rồi, không được đứa nào hết. Và bạn nữ đó có quay lại với em, nhưng mà thà em chờ đợi. Chờ gì? Em chờ đợi và em cô đơn. Cái điều mà em cần nhất đó là sự an toàn và sự bình yên. 3 đứa chơi thân nhau, rồi xong 2 đàn ông nó cứ sầu quần. Hai bạn nói là bây giờ là quen nhau xong và chia tay nhau rồi. Và em không thể nào em quen bạn nữ đó được. Tại vì tụi em là bạn thân với nhau. Nó rối quá vậy. Nhưng mà em còn đau khổ không? Hay là cứ khổ là nhậu một thùng xong ngồi khóc? Thì ngồi khóc thì nhớ là những cái kỷ niệm đẹp của mình thôi. Không, mà chị thấy cuộc sống nó không nên là như vậy. Cuộc sống mọi thứ nó phải vận động, nó phải về phía trước. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Em phải dứt bỏ những cái gì trong quá khứ thì em mới có thể tới được với cái người hiện tại. Nếu mà không có quá khứ thì làm gì mà có tương lai được chị. Nếu mà không nhờ bạn nữ đó thì em không có chí
tiến thủ đến ngày hôm nay và em có được sự thành công ngày hôm nay là nhờ cái bạn đó. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng chính rồi. Chính xác, nó chỉ là một cái kỷ niệm và một cái ký ức thôi. Đồng ý. Cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân. Yes. Mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không? Bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em, nhưng em không chấp nhận được cái điều đó. Anh em đang tự làm khổ em vậy? Nó đang tự dằn vặt bản thân vậy? Không, cái gì tình lứa vậy? Không phải anh, không phải em không dằn vặt bản thân của em. Tụi em là người ba người đã chơi thân với nhau. Nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia, không chấp nhận em. Thì bây giờ vì lòng tự động chứ người ta cũng có sự tự ái. Bạn nữ chứ. Đó và bạn nam kia đã chia tay nhau, bạn nữ đó quay về với em thì em chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó, thì em hoàn toàn hiểu. Không chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu, nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người, nếu như ngày hôm nay cái tim em nó có sự xao xuyến, thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á, cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa, em suy nghĩ như thế nào? Đây là câu phải, hỏi khó đó. Không phải chị, nó cũng không khó đối với em. Nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á, thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Đâu có vô cớ em, không có cớ không có. Nếu vô cớ mà gì? Em đã chấp nhận quay ngược lại với bạn nữ đó thì em sẽ không tới đây để em tìm bạn nữ. Hiểu, đó là lý thuyết thôi em. Chính xác. Trên thực tế đó, yêu nhau mốt lấy vợ rồi mà cái cô bạn gái cũ lâu lâu cô cứ điện làm phiền, nhiều khi chiều chiều tối tối cái em buồn quá anh này kia nọ, đi hoài là vợ chồng tan nát nghe em nha. Một khi đi là có ba đứa bạn thân với nhau. No. Mà nếu mà bạn đi, nữ có đó vợ muốn, em đi theo. Đúng, nếu mà bạn nữ đó muốn thì bạn nữ đó cũng đi cùng với em. Đến với chương trình em đang mong muốn điều gì? Mong muốn tìm một người như thế nào? Em mong muốn tìm được một người mà phù hợp với em và có thể chia sẻ cùng với em về tình cảm. Chị hy vọng là đến một lúc em sẽ gặp được đúng một cái tình yêu đích thực, bởi vì đối với chị tình yêu đích thực là phải từ hai phía cùng một cùng thời điểm, nhịp tim, cùng một lúc. Rồi em có cái yêu cầu gì về người bạn gái không? Người như thế em nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy, hoặc là người ta có câu là hàm răng mái tóc là gốc con người đó. Người mẹ vĩ đại của em ở dưới sống khổ biết bao nhiêu năm đã là một người mà luôn dành tình cảm, luôn thương yêu con cái, và em cũng muốn người phụ nữ đó có y chang như người mẹ của em. Đó là tiêu chí của hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ tới dạ đó giờ thì em có tổng cộng 3 mối tình, nhưng mà 2 mối tình trước còn thời em đi học nói chung là kiểu tình yêu nhỏ, tính là dễ thương thôi à, không có bước vào mối quan hệ yêu đương đâu, chỉ có cái bạn thứ ba, bạn sau ở sau cùng. Cuộc tình sâu động nhất đúng không? Dạ là bạn mà em chia tay cách đây 1 năm. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ yêu hơn 1 năm. Mà sao chia tay? Nói về lý do yêu trước nha. Em có kinh doanh thì bạn đó mua hàng của em, bạn đó mua đồ của em. Em bị thu hút bởi những chàng trai mà có cái đặc điểm riêng gì đó. Giống như bạn này, tất cả các trang mạng xã hội của bạn này thì không có up gì hết, nói chung là hoàn toàn bí ẩn á. Bạn này nói chuyện rất là hay, rất là cuốn. Bạn này cũng đúng là cái gu mình thích á, học cao, hiểu biết rộng, tài giỏi, nói chung là nên là em mới bắt đầu quyết định bước vào mối quan hệ yêu đương với bạn này. Lý do em với bạn này chia tay là chắc là do khoảng cách á, xa quá, với lại hai người quá bệnh. Bạn ấy ở đâu? Dạ bạn đó ở Hà Nội. Và giờ em còn giữ liên lạc với lại anh đó không? Dạ không, em với người yêu cũ sẽ không bao giờ giữ liên lạc với nhau. Chia tay là dứt luôn. Chưa. Dạ, chia tay xong là block luôn. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc. Tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Đó, áp lực đã đang nghe nói chưa? Xa đó. Hai bên nó trái ngược nhau quá trời luôn á. Đổ mồ hôi hột quá đổ mồ hôi á. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông em là thế nào nè? Chững chạc. Chững chạc Quang ơi, chững chạc. Chững chạc, tinh tế. Tinh tế. Dạ. Chắc hỏi thăm người thân đi. Giờ hỏi ý kiến người thân đi nè. Má ơi, nãy giờ má nghe hết từ đầu đến cuối 4 cái bạn này giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là con trai má ha, Quang ha. Dạ. Thì má phát biểu cảm xúc của má là nãy giờ má thấy làm sao? Giờ má phải cho một cái ý kiến là hai cái cô đó đó. Cô này đây hả? Dạ đúng rồi. Cô ngồi ở ghế màu xanh với cái cô ngồi ở ghế màu đỏ. Thì theo như má là cô nào có vẻ là hợp với con trai của má hơn? Cái này đó thì hơi khó cho má đó. Tại vì biết làm sao không? Không có được nhìn được cái cô đó làm sao.
rồi cái chưa có được gặp ta, tánh tình ta làm sao. Thấy vậy chứ cái nếu mà nói tới cái chuyện tình cảm thì nó rất là khó, tại vì má khó khăn lắm. Má khó lắm. Bởi vì vợ chồng nó là nó đòi hỏi rằng tới đầu bạc răng long, chứ không phải mà lời lợi cái rồi cho gặp mà chốt liền đi, chốt liền đi ra liền đó vậy đó. Yeah. Thành thử ra là giờ nói hỏi má, má không biết sao trả lời. Thằng này giờ mày muốn nào mà nói đại đi, mày muốn nào mà nói đại đi. Không phải hay. Hay không ngờ cái gì. Yeah. Giờ thì mấy anh mấy chị cứ bàn nhau đi, rồi có cái gì mà tôi thấy rằng nó sai quá đó thì tôi nói. Chứ còn giờ biểu tôi nói gì, tình cảm mà đâu có nói được. Với một cái gia đình đó là tôi luôn luôn nói con tôi là phải như thế này, thế này, thế này. Tôi không có cho mình đi cái nhậu nhẹt mà tôi hiểu, tôi đỏ cho nghe. Không được với tôi rồi. Dạ. Yeah. Con tôi nó sợ lắm mà. Cảm ơn má. Cũng lo tới đó hết cử rồi. Hết cử rồi, má ngồi coi tiếp coi hồi bữa nay coi kết quả có được gì không nha má. Đạt ơi, bên nhỏ nhà trai xong rồi đó, tới hồi nhà gái tới phiên em. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em hôm nay là đi với chị Mai Thi. Em là em của chị Mai Thi mà chơi chung nhóm bạn. Hai chị em gặp nhau lúc mà đi chùa chung. Thì chị Thi đặc biệt là rất thích đi chùa và làm các hoạt động thiện nguyện. Nãy giờ em ngồi đây em thấy sao? Hai chàng trai bên đó thì hay có cảm tính của em thì em thấy cái chàng trai nào sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn? Dạ, em nghĩ là anh ghế xanh sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn là tại vì anh áo xanh có cái gu là thích con gái truyền thống và quán xuyến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ thì chân chơi gì nữa? Mở cửa trái tim. Rồi, chúng ta được gặp nhau thôi. Cảm xúc đầu tiên của Lâm là như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em thấy hai bạn nữ rất là xinh rồi. Làm gì tay chân quý hết trơn lại, làm gì mà bấu bấu như vậy? Em còn rung hơn hồi nãy nữa. Xinh quá. Xinh quá hả? Cảm thấy là có cái gì nó rộn ràng trong người chưa? Có. Rộn ràng trong... nên mới là bị bối rối rồi. Nhưng mà ai gặp gái xinh là bị bối rối. Bản thân mình có ngắm một cái người nào cụ thể trong lòng mình chưa? Hay là đang còn chung chung? Dạ, đang còn chung chung rồi. Trời ơi em ham hố quá. Mình phải đánh trúng thẳng mục tiêu chứ. Quang thì sao? Mở cửa trái tim này ra thì mình có cảm xúc gì không? Em hơi bất ngờ và hơi run. Bất ngờ vụ gì? Hai bạn nữ quá xinh. Lâu lắm rồi mới được gặp hai bạn nữ xinh như vậy. Câu hỏi cũ giống bên đây là có cái gì nên được xác định mục tiêu gì chưa hay là vẫn con chung chung luôn? Cũng có. Có, đó, mạnh dạn dứt khoát. Tập trung vô chuyên môn nha cưng. Chị thấy ai cũng có để quà trên bàn rồi, chừng nào mình mới tặng. Tặng luôn đi hả chị ha? Mình tặng luôn. Tặng đi. Tặng trời ơi, đúng rồi. Đây là tiệc yến của anh. Anh gửi tặng cho em một tiệc yến. Chúc em lúc nào cũng luôn xinh đẹp như vậy. Wow. Được tỏa sáng như vậy. Mình nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Hai MC cũng có quà, đó là chị Cát Tường. Chị cũng cần xinh đẹp đúng không em? Dạ. Cảm ơn anh Hứa Minh Đạt. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Trời ơi hay quá. Em có chuẩn bị hai món quà nhỏ dành tặng hai bạn ạ. Hai bạn có thể mở ra luôn ạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ, đây là thẻ tập gym ở miễn phí ạ. Để hai bạn nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Wow. Dạ gì? Em có tập gym hả? Dạ có. Dạ thì hôm nay em có chuẩn bị hai cuốn sách thì em xin phép tặng mỗi anh một quyển. Dạ em gửi anh. Cảm ơn. Sách khác nhau nha, phải sách giống nhau nha. Dạ, em gửi anh. Bạn nữ ơi, lúc nãy đi gấp quá, mình để một cái phần yến ở ngoài xe hơi. Nhưng mà lát nữa là sau chương trình là mình sẽ gửi tặng cho bạn nữ. Đọc lên coi sách gì. Tâm an ắt bình an. Tâm an ắt bình an, bên đây sách gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn, nó có ngẫu nhiên không ạ? Hay là có chủ đích ạ? Em có ghi ở trong đó anh. Có ghi. Em mở liền. Được, đọc lên cho chị nghe. Chào anh, em đã một mình, cũng đã chờ đợi hơn 24 năm rồi, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Em hy vọng hôm nay em gặp đúng người. Hôm nay gặp đúng người ha. Em có cái chữ gì chẳng có quan. Thân tặng anh. Thân tặng anh. Bây giờ thì các bạn hãy trò chuyện với nhau đi. Hai anh có muốn hỏi gì hai cô không? Quan. Nếu mà giữa anh với em bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì em có chấp nhận hay không? Dạ anh hỏi em ạ. Chấp nhận về vấn đề anh với lại bạn trước đúng không ạ? Chấp nhận tất cả mọi thứ về công việc của anh. Vì công việc của anh không có thời gian. Khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ an tâm em. Em rất là hiểu chuyện. Lâm hỏi đi Lâm. Dạ, với bạn nữ ghế đỏ thì em thấy bạn và em cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đi chùa. Em trai. Cũng đi chùa hả? Dạ, em một tháng đi 2 lần. Ngày rằm và mùng 1. Ăn chay luôn. Dạ. Wow, quá giống nhau ha. Dạ, em có câu hỏi. Rồi, em hỏi đi em. Ví dụ như mà có một người yêu, có một bạn người yêu kiểu như là
cách tuổi quá xa, ví dụ như em chẳng hạn thì không biết là có vấn đúng các bạn có cảm thấy vấn đề gì không? Hôm nay hai cô gái của mình còn rất là trẻ, Thi thì là 24, em mới có 21 phải không cưng? Dạ đúng rồi, có 21 thôi. Nhưng mà hai chàng trai của mình, một anh 32 và anh tới 38, thì bây giờ đó anh 38 trả lời trước đi. Cái chênh lệch tuổi nó quá nhiều như vậy thì em nghĩ như thế nào? Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Với lại vẻ bề ngoài của anh thì cũng không phải đa dạng giống như là chú hay ông bác gì hết, nên có thể đi cùng với em thì anh đủ tự tin để anh chinh phục. Ok. Còn Lâm thì sao? Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu, quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người, thì cái đó nó mới là làm cho mối quan hệ nó có dài lâu được hay không. Nhưng mà chị thấy em lại có một vấn đề ở chỗ là em đang ở Biên Hòa, hai bạn gái này đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như hôm nay mà em hẹn hò với một trong hai cô này thì em định sẽ sắp xếp như thế nào? Biên Hòa với lại thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng cách nó cũng không quá xa, nên là em nghĩ là cố gắng và sẽ có thể hẹn hò và gặp nhau được. Em muốn hỏi gì hai cổ nữa không? Dạ em hỏi được rồi. Quang, anh có thể hỏi anh, hỏi em áo trắng được không? Nếu mà anh không có thời gian dành cho em, một tuần chúng ta hẹn hò nhau chỉ được một lần, hoặc đôi khi một tháng chỉ hẹn nhau một lần, thì em có chấp nhận anh hay không? Một tuần là một lần là cũng hợp lý, nhưng mà một tháng một lần thì hơi ít. Với lại là nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Chị cũng đồng ý vậy và chị không đồng ý, không đồng ý với quan điểm của Quang nha. Không biết là Quang hỏi đi mục đích gì, hỏi để nghe cô trả lời cho vui, để mình nhận xét cô này lanh lẹ hay không hay như thế nào thôi. Chứ còn đối với bản thân chị là dù có bận cỡ nào đi chăng nữa, thể yêu là tự nhiên sẽ có thời gian để gặp mặt nhau. Vẫn chị chắc chứ. Chắn với em là như vậy. Nhưng luôn. Mà em cố tình em hỏi như thì vậy đó. Để cho bạn nữ để coi bạn hiểu trả được, lời thấu như thế nào. Hiểu được công việc của em như thế. Bận cỡ nào bận, tôi bận dữ lắm, sáng đi quay, trưa đi quay, tối đi quay, mà trai gọi cái tôi vẫn rảnh à. Cây vậy đó. Ngồi vậy đó, trai gọi là rảnh à. Em rồi. Xin phép anh, em hỏi anh ghế đỏ, anh nghĩ sao về một bạn nữ mà kiểu như thích đi chùa nhiều, với lại cũng muốn là dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện á? Cái điều đó thì tốt mà, anh có ủng hộ. Gia đình của anh là ở Biên Hòa hết hả anh? Và anh định cư ở đó luôn? Đúng rồi, ba mẹ hiện tại cũng đang sống ở Biên Hòa. Hai cô gái còn muốn hỏi hai chàng trai của mình cái gì nữa không? Rồi mời em. Thật ra em cảm thấy cái vấn đề về công việc á, nếu ví dụ nếu mà bận quá, thì ví dụ mà hôm nay anh bận mà em có thời gian rảnh, thì em có thể chạy qua em phụ công việc giúp anh. Tại vì công việc của cả hai người đều có điểm tương đồng với nhau, về kinh doanh, về nghệ thuật. Cả hai anh luôn á, về công việc của hai anh đều là kinh doanh mà đúng không? Thì em đều phụ được. Cũng trong một tháng nha, mình chỉ cần dành ra một hai ngày trong một tháng đó, cùng nhau đi du lịch, giải stress cái thứ á, xong rồi mình quay lại về quỹ đạo công việc. Ví dụ như mà hôm nay em bận, em muốn em bận đi quay cái thứ, thì ví dụ mà anh người yêu của em thì có thể đi cùng em, hoặc đổi ngược lại cũng vậy. Mỗi cái ghế của mỗi bạn sẽ có hai cái nút bấm. Sau 5 cái tiếng đếm của Đạt, mình có quyền lựa chọn. Nếu mình chọn cái người ngồi ở ghế màu xanh thì mình bấm nút xanh. Mình chọn cái người ngồi ở ghế màu đỏ thì mình bấm nút bỏ. Nếu mình không muốn chọn ai hết thì mình có quyền không bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Các bạn hãy đặt tay mình lên công tắc đi nè. Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1 Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu, quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Cười như thế em nào? Em thích thuần túy Việt Nam, em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Bấm. Và hết thời gian. Một cái kết quả rất là bất ngờ là hôm nay tất cả trai xinh gái đẹp của tôi mà chỉ có em Quang của tôi là bấm thôi. Cho chị hỏi Quang trước, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Bạn nữ áo trắng, bạn nữ ghế đỏ thì em cảm nhận được, em thấy em phù hợp với bạn nữ đó luôn. Vấn đề là em nãy giờ em không hỏi bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em đã để ý bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em có nghĩ rằng là vì em không có để ý đến bạn nên bạn đã không có dám bấm không? Đó là tùy duyên và duyên phận. Đúng của rồi mình. Hồi đầu khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, chị có hỏi em chọn một cái đối tượng chưa hay là đang còn là chung chung, thì em nói là có rồi.
Thì cho chị hỏi thật, lúc đó cái có rồi đó của em là cái quyết định em đang bấm đây hay là lúc dạ, đó? Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao khi em tặng quà em không tặng cho cô áo đỏ, ghế đỏ mà? Em cố tình để em làm như vậy. Em làm như vậy, nó đối với phụ nữ khó quá. Em là chuyên gia thách đố bản thân tại mình đúng không? Làm khổ, tại vì làm khổ bản thân mình chi vậy? Nếu em không làm như vậy thì bạn nữ sẽ không bao giờ nhớ tới em. Trời đất ơi, chi cho cực vậy? Cá tính tạo nên số phận. Dạ. Chị là quá mạnh mẽ nên chị mới ở một mình. Tại sao cánh cửa mở ra, em thích cô này ngay từ đầu em tặng quà cho cổ đi. Em thích cô này em đi tặng quà cô kia, em chơi gì cháu ngoe cháu ngoẩy vậy? Trong khi đó bạn của Mai Thi cũng thấy thích hợp, Quang thích hợp với lại với Thi hơn. Ở dưới người ta cũng đã nói rồi là thấy là bạn này hợp với bạn này, là người ta đã tập trung vô vậy rồi. Em đi tặng quà thì em lại tặng qua bên kia, rồi cuối cùng em cũng xăm em hỏi bên kia. Mình phải thử thách chứ chị. Trời ơi, tình yêu mà không thử thách sao gọi là tình yêu. Nhưng mà em không tặng quà cho bạn nữ đó thì bạn nữ đó cũng phải vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi to đụng. Nhưng mà tại vì bạn nữ đó đã không nghĩ tới em, không ai nghĩ nổi đâu. Nếu là chị vô ngồi vị trí đó, một người sành sỏi như chị, tại sao mà em lại tặng cho chị và em tặng cho anh Hứa Minh Đẹp? Tại sao bạn nữ áo trắng đó thì bởi vậy và em cố tình. Lúc nãy phần quà của em anh đã để trên xe hơi và em muốn dẫn bạn đó đi ăn một bữa đó. Khó quá, ta cũng đã nói rồi, tức quá, còn tức còn chài má quá má ơi. Thì con đi làm mai đó giờ tự làm rối luôn. Xin chia sẻ chút xíu là hồi nãy anh có nói là mình phải có thử thách với khó khăn á. Em nghĩ cái đó là trong quá trình yêu. Nếu mà bạn nam có gặp thử thách khó khăn, ví dụ như trong công việc có gặp vấn đề gì hoặc là kiểu như xa cơ hay là gì á, thì cái đó là gọi là thử thách lòng của bạn nữ. Còn cái này là mới gặp mặt nhau mà anh thử kiểu đó không ai chịu nổi hết trơn. Không hiểu. Rồi sao cưng, sao không bấm ai hết trơn vậy? Hai bạn thì rất là xinh, em phải công nhận điều đó. Nhưng mà cái cảm xúc cá nhân em á nó chưa đủ lớn. Chị tưởng em cũng bấm chọn anh này chứ. Dạ anh tại vì vậy. Em thích em cũng thử thách luôn hả? Em dạ cũng thử thách không, lại anh, luôn hả? Em thích ảnh ở một điểm á là ảnh cũng hay đi chùa là em thích như vậy. Nhưng mà trong quá trình tương tác nói chuyện á thì em cảm nhận là không có rung động, với lại là cũng từ phía ảnh. Cho nên là em quyết định không bấm. Vậy sao lúc nãy anh im lặng, anh không hỏi gì em, anh cũng không nói chuyện gì về em, sao em cũng không rung động? Nếu vậy em nói là đi chùa, đi chùa này nọ, tất cả mọi thứ làm từ thiện, thì anh cũng là người đi chùa và anh cũng làm từ thiện rất là nhiều. Bài kinh anh cũng thuộc, hàng đêm là anh đều phải tụng kinh hết đó bé. Nãy không nói giờ mới nói. Dạ thì bây giờ em mới biết mà. Bây giờ em mới biết mà. Thì đó. Bây giờ, để bây tôi giờ tại câu, anh tại muốn sao em tìm hiểu. Bây giờ cũng muốn nghe. Ở tại sao ơi, người ta không bấm mà lành quá. Quang ơi, tối về nhậu rồi khóc nữa Quang. Sao? Còn em gái sao không bấm ai trơn vậy? Em không chọn ai vậy? Chắc là thời gian ở trên chương trình quá ít á, kiểu mình chưa có tìm hiểu được sâu xa nên là cảm xúc chưa đủ nên là em quyết định không bấm. Ôi, nói chung là hai đứa mình bấm nhau đi, hai chị em mình bấm. Ca khó. Các Tường và Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức của mình luôn, nhưng mà cuối cùng tình yêu nó là định mệnh, tình yêu nó là cúp bắt trò chơi. Các Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon hơn, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng cho hai em nha. Tặng các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Rồi gửi tặng hai bạn luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi gửi tặng hai bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.
Mời nhà gái. Chào cưng. Ý, tụi mình chung đội luôn nè. Mời nhà trai. Ai lấy chồng đi. Ai lấy chồng nào? Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. Ghê. Chồng ngon, chồng bổ, chồng rẻ, chồng khỏe luôn. Trời ơi. Thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Mình bên nhà gái mình nghe câu này có cái cảm xúc của mình lúc nào sao? Sốc không cưng? Dạ cũng hơi sốc. Dạ, hơi sốc đúng không? Dạ. Mình rao lại luôn. Ai lấy vợ không? Vợ ngoan, vợ hiền đây. Thôi bây giờ vậy thôi, mình không rao, mình tự giới thiệu về bản thân mình đi cưng. Con xin chào cô Hồng Vân và anh và chú Quyền Linh và bạn nam bên kia và quý vị khán giả và gia đình hai bên. Con tên là Nguyễn Thị Trang, năm nay con 29 tuổi, nghề nghiệp của con là dược sĩ. Rồi làm ở đâu? Dạ con hiện tại thì con đang làm ở quận 10, nhà con thì ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Mời nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng các anh chị cô chú trong trường quay. Em tên là Đỗ Quang Nguyên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Con Tum, năm nay em 30 tuổi ạ. Làm Con Tum luôn hả? Dạ, dạ. Làm công việc gì vậy? Dạ em làm buôn bán online, buôn bán các mặt hàng mật ong rừng, rồi bơ, rồi trái cây, rồi... Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu coi. Dạ. Coi có bán được hôm nay không? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, rất đúng giờ và uy tín, nói chuyện thì lưu loát. Cái gì ta? Còn gì nữa gì ta? Đâu để tôi coi. Mới nói giới thiệu lưu loát cái gì ta? Ông xui, để tôi qua tôi coi coi được, bổ rẻ tôi mua. Dạ, chào chị. Sao nè, nói tiếp đi nè. Là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa. Sao biết bị mù đường, có đi nhiều không? Dạ em đi hay đi shipper á chị. Shipper ở Con Tum mà phải chạy bằng Google Maps à. Cho nhiều khi đi một đường là em về một đường, em không dám đi đường thứ hai, sợ bị lạc. Vậy á hả? Bây giờ là mình tự rao xong mình tự đi ship luôn. Dạ, tự... em là tự đăng hàng trên mạng và em tự đi ship giao luôn. Dạ. Trời chịu khó quá ha. Dạ. Rồi, em bơ đây này nhiêu ký rồi em? Dạ, bơ này thì bữa nay cỡ 50-60 ngàn một ký ạ. Là ở Con Tum á hả? Dạ. Hay vô tới đây? Vô tới đây ở Con Tum em bán thì cũng tầm đó, mà ở trong này em cũng không biết là bao nhiêu anh. Tới Con Tum là bỏ là khoảng 50-60 ngàn ký đúng không? Dạ, em đi ship cho người ta là 50-60 ngàn. Để hỏi bên đây nha, hỏi bên đây coi làm sao ha. Rồi mình nói điểm mạnh, điểm yếu mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng. Tính em thì thẳng thắn và biết quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh. Và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á. Nhưng mà thường thường mất lòng trước thì được lòng sau. Em thì cũng hơi nóng tính một tí, nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng. Rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em thì trước giờ có một mối tình. Tụi em chia tay cách đây là 4 năm. Lúc đó thì yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau là khoảng được 5-6 năm. Lý do chia tay là lúc đó thì hai đứa thì biết nhau là học chung cấp 3. Xong rồi em lên đây học thời gian rồi em mới quen. Thì gia đình em thì không có chịu đạo. Còn gia đình bạn em thì đạo. Rồi bây giờ nghe cái anh bên ảnh rao bản thân ảnh vậy, cưng thấy có mua được không? Chắc hay mua mão luôn. Chắc mua mão luôn. Mua mão luôn đó. Bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi vừa có tình yêu vừa có bơ luôn. Có hết đó. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn? Dạ. Sao vậy? Nó như nó cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Lo đi bán không hay sao? Dạ cũng có nhiều cái đi xem mắt, nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á. Xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Thì cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Em mới cắt xong thì là được khách hàng của em là do là khách hàng em đăng ký. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Không vắng trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn đó hả? Dạ. Xui vậy luôn hả? Em tưởng gia bộ cái gì. Trúng ngày cưới cá tháng 4 cái em là kêu không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo
Đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô. Vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi. Mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa. Xong cái là em cũng không đi được. Nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Dạ. Em hiểu ý chị không? Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử rồi. Em nghĩ bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dễ thương. Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em mong muốn thì tìm người yêu giống mẹ của em. Giống mẹ là của em luôn, mẹ dạ. Em sao? Tại vì em là ở con Tâm là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất con Tâm á. Là hay đi đâu em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè, cũng chở mẹ đi theo chơi. Kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ, em muốn cho bù đắp mẹ lại. Dạ, cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa. Bây giờ mẹ như thế nào nói chị nghe coi. Có, em có mang theo ảnh luôn ạ. À. Vậy hả? Dạ. Đâu đưa chị coi coi. À, đây là ảnh của mẹ. Coi coi đàn gái giống mẹ không? Đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái. Ồ vậy đó hả? Dạ, nói chung là ba ông bà cũng mong có con dâu lắm rồi. Nói đây, chung là mẹ rất là phúc hậu luôn. Nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó. Nói cho mọi người xem mẹ của bạn đây. Thôi đưa chút để này làm món quà tặng bạn gái nha. Anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. Bên này em gái xinh, rất là xinh ha. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng tạo cho mình tiếng cười vui vẻ, rồi chung thủy và có hướng cầu tiến, biết quan tâm và chăm sóc con. Mình không thích đàn ông ở điểm nào con? Con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc, lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ. Mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu thật. Nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn. Con có muốn là ông phải đẹp trai nè, phải cao lớn rồi đẹp trai cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, cao lớn thì chỉ cần cao hơn con 1m65 trở lên là được rồi. Rồi bạn nam, bạn đáp ứng được nhu cầu và tiêu chí đó không? Dạ chắc cỡ 90% ạ. 90%. Bạn có đầu hoa lăng nhăng không? Dạ nếu đầu hoa lăng nhăng chắc không ngồi đúng trên rồi. Dạ. Bạn có phải là người hút thuốc không? Dạ không. Cưng cao mét nhiêu vậy? Dạ em cao 1m64. Thiếu con phân không sao đâu con. Dạ, ha. Hôm nay em đi với ai vậy? Thiếu con phân. Hôm nay em đi với chị dâu, với bạn thân thời còn nhỏ ạ. Rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Băng và khán giả trường quay. Em là chị của Nguyên. Thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nửa yêu thương của mình. Theo chị thì em gái này cũng dễ thương, hiền lành. Chị thấy cũng hợp với em. Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Con đi với anh. Con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể. Rồi dạ. Xin mời anh rể. Em xin chào anh Quỳnh Linh, Trường Vân và tất cả khán giả trong trường quay. Em là anh rể của bé Trang. Em đến đây từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt xuống luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em thấy em rể dạ, em thấy em trai này thì nó rất chỉ là được cao giáo, dễ tính đi, dễ gần, phù hợp với em vợ em, nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Mở rào. Rồi mình nhận trước đi, mình trao sau con. Đi rồi mình trao quà mình sao? Đặc sản ở vùng Con Tâm là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ, mẹ có nhắn gì không? Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ mẹ... tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi anh cảm ơn nha. Dạ. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi anh cảm ơn nha. Mở ra luôn cưng. Em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng á, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ. Rồi có chai rửa tay á, là có gì anh rửa tay cẩn thận. Rồi anh cảm ơn em. Rồi hai bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Có em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh thì không ngại yêu xa. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau.
Em không có ngại làm dâu đâu. Tại vì cái ngành của em thì cũng dễ nữa. Tại em bán thuốc thì ví dụ như sau này nói chung mình lấy chồng thì chồng đâu thì mình đó. Nói chung là cái ngành của em thì có thể ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì muốn là lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay nồi kia. Anh sẽ thu xếp được thời gian thì một tháng thì có thể là một lần hoặc là hai lần. Dạ. Thì nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở khá ở thành phố Hồ Chí Minh, và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay vô đây. Dạ. Rồi khoảng bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân, bàn với nhau đi? Em thì khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm. Em thì sao? Em thì có thể là năm sau cũng được. Tại vì mình cũng lớn rồi. Anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn, 30 thì cũng chưa lớn, nhưng mà ba má anh nên là khá là lớn rồi. Em thì năm sau cũng được, tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học. Nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm cỡ nào? Ví dụ như chủ nhật, tại chủ nhật em được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật, vậy thì thứ bảy anh sẽ đón xe vô thì chúng ta sẽ làm được. Em ở quận 10 hả? Em làm ở quận 10. Em ở Gò Vấp. Mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi. Rồi bây giờ thế này, em tiến tới nắm tay cô gái ha. Rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện để xem cảm nhận thế nào đến bây giờ. Mình có mong muốn điều gì hay không? Thật sự là anh nó run lắm. Anh là con người nói chuyện là cũng không ấy đâu, mà lên đây trực hửa là run. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Là mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, để hiểu thêm, thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Rồi. Bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình con đường nào nhanh nhất không? Đường đi đến tim thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ, rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là ăn cơm chưa rồi này kia, nghỉ ngơi chưa. Chỉ cần một ngày 3 bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng rảnh rồi. Qua 9 giờ mấy em mới rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Tức là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng, khâu, trưa, chiều. Tối khỏi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Dạ. Cái tờ giấy gì, cô thấy tờ giấy gì đây đây? Cái tờ giấy hướng dẫn vào tim em. Có, nói sao có tờ giấy hướng dẫn. Làm được không cưng? Dạ, cái này thì dư sức luôn. Ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. Em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đắm say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất chung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Ngân ngạch chi em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you, I love you. hai câu cuối đó, I love you đó, xúc tích rồi đó. Thôi mình trở về vị trí các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa bánh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3 rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp mà là đã bấm rồi. Rồi chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Rồi hôn đi. Hùng em cái nè, hùng má. Mời bạn trai. Xin mời bạn gái. Bây giờ thì bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em là Nguyễn Hoài Phong. Em sinh năm 1982. Hiện tại em quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và quê của em là ở Tiền Giang. Em làm bên tư vấn thiết kế thi công quảng cáo. Rồi mời em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Em xin chào chị Hồng Minh. Em chào anh Quỳnh Linh cũng như là anh trai bên kia.
Em tên là Ngọ Mai Ly, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em sống với nhà chị gái ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bình Chánh. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Ly? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, dễ gần, làm việc có trách nhiệm và sống tình cảm. Dạ, nhược điểm của em là em bị ít nói với lại hơi chậm chạp. Do kế toán là phải là cẩn thận, nhưng mà có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, hơn tiếng. Hơn tiếng. Đến 2 tiếng. Tắm giặt thì cũng lâu, hàng ngày em tắm giặt luôn thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi đâu là phải 2 tiếng đó. Dạ, dạ có khi lâu hơn nữa. Không sao, khi yêu rồi thì mấy tiếng cũng được hết. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em như thế nào? Em nếu mà nói là cái điểm mạnh thì trong cái công việc thì em trong cái công việc trong nhà thì nấu cơm, rửa chén hay bất cứ gì đó em làm rất là nhanh. Còn trong công việc thì em cũng làm rất là nhanh. Em thiết kế cũng nhanh, mà em tư vấn khách hàng cũng nhanh, em thi công cũng nhanh. Em muốn làm cho nó nhanh để thời gian mình nghỉ ngơi hoặc mình tìm khách hàng khác. Điểm yếu thì thường ví dụ như giờ mà đưa em cọc tiền giấy tùm lum 200, 300, 500 gì đó là em đếm em rối lắm. À, đưa tiếng 500 đếm đúng cho rồi, nhanh ha. 500 thì đếm nó dễ. Hoặc đưa tiền đô vàng gì đếm nó nhanh ha. Đô thì em chưa đếm. Hay xúc động. Ví dụ giờ mà nghe cái bài Quê Em Mùa Nước Lũ thì em sẽ khóc. Bởi vì em sống lên lớn lên từ cái vùng nước lũ ở Đồng Tháp. Cho nên cái ký ức nó còn rất là sâu xa. Coi như người tình cảm đó. Rồi rồi như vậy thì tình yêu của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em là ly hôn. Ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2019. Em với bà xã chung sống mấy năm? Với bà xã thì có 2 đứa con. Đứa con lớn thì cũng năm nay học lớp 7 rồi. Còn đứa nhỏ thì học lớp 1. Thì cưới nhau năm cuối 2007. Rồi hai cháu nó sống với ai cưng? Sống với bên mẹ nó, bên ngoại á chị. Là nhà quận 12 là... Em thuê nhà ở. Ủa rồi ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em hiện giờ là ở dưới quê Tiền Giang. Mà nhà gái, đường tình duyên là sao em? Em trải qua 2 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là hồi thời sinh viên. Sau đó là người chồng của em. Bạn em chung sống được hơn 2 năm, chia tay. Bởi vì bạn đó thì rất là ham chơi, bài bạc, rồi gái cú cũng có. Em có con chưa Ly? Dạ, em có một bé gái 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ, em hiện thì em đang gửi bé ở dưới ngoại ở Đồng Nai để cho nó đi học. À, ở dưới ngoại ha. Bây giờ thì Phong muốn tìm một cái người đi tiếp cho mình những quãng đường còn lại như thế nào? Nói chung là mình tìm một cái người mà để có cái tâm một chút vì mọi người và biết thương những người trong gia đình và những người xung quanh, biết giúp đỡ những người ngoài xã hội. Nếu mà cá tính quá thì cũng không tốt, mà hiền quá thì cũng không tốt, vừa vừa thôi. Bởi vì cái nhu cầu của mình là một cái người để mà xây đắp một cái hạnh phúc. Cá tính là cái người nó hơi dữ dữ đó. Em tức là rồi. Vợ em ngày xưa là võ sư, cũng em cũng phải là em sợ, nhưng mà mình cảm giác một người cá tính quá thì mình sợ sau này nhiều khi em thì nóng, nhưng mà tánh em nóng nhưng mà xúc động mà dễ tha thứ. Dạ. Rồi, để anh qua nhà gái anh coi. Chào anh gái. Em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như mình như thế nào? Dạ, em mong anh ấy là một người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, không có nóng tính, gia trưởng. Đó, nãy giờ anh nói rồi đó. Em thấy khoảng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%. Thôi hai người mở rào gặp nhau đi. Dạ. Rồi trao đổi như thế nào ha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Phong. Okay. Chào em. Dạ. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ. Cái này thì không có vật chất gì nhiều, nhưng mà nó là cái vật chất về tinh thần. Một cuốn... Đây là quả cầu tuyết á. Thì em mong là sau cái chương trình này thì anh sẽ kiếm được một người bạn đời luôn bên cạnh anh, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trời, rất là cảm ơn em. Chắc tối nay ôm này ngủ. Hồi xưa giờ không có ai tặng quà cho anh hết. Yeah. Em tên gì? Dạ em tên Ly. Ý là anh cũng có nói là anh cũng có nóng tính á. Thì ví dụ như hai vợ chồng mà
cãi vã nhau á, thường thường thì anh xử lý như thế nào? Thật sự mà nói thì anh không bao giờ cãi vã. Mình có lỗi thì mình biết mình có lỗi đó. Nhưng mà có cái là giống như mình sống, xưa giờ mình sống gia đình bên vợ, cho nên cái gì mình cũng chịu thiệt hết. Còn nếu mà có cãi về những cái vấn đề nào đó, sẽ coi lại nó như cái gì, cái vấn đề gì mà cãi. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Năm 2019 thì anh cũng có mở ra cái cơ sở quảng cáo. Chưa có được gì hết, cái dịch tới rồi, cái dẹp rồi, cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12, nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa, rồi dẹp luôn. Rồi giờ là không dám mở nữa, rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm, tại vì làm nghề này cũng được 10, 15 năm rồi. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề anh nên vẫn làm thôi. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em? Em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận, nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận điều đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, không chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết, có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là thí dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi. Dạ. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Dạ. Đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á. Dạ, là em nó không có sẽ biết nói chuyện chị hơn. Dở ẹt. Tính toán thế nào nếu như hai người đến sâu hơn nữa? Em có muốn sống ở Sài Gòn luôn, hay là em muốn về quê? Ở đâu công việc của người đó tốt cho tương lai của gia đình thì mình theo người đó thôi, chứ không bắt buộc là phải đi đâu hay là như nào, về quê hay như nào. Nói chuyện thì mình không thấy mặt thì dĩ nhiên mình không có biết. Thì sau khi mình thấy mặt thì nói chung cũng rất là ok, rất là được. Em gái hiền đó. Hiền, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em làm cái gì cũng chậm. Dạ. Vậy em biết nấu cơm hay là này dạ, kia? Dạ, mấy cái đó em biết làm hết. Biết làm hết nhưng mà chậm. Dạ. Giặt đồ chậm. Không, tùy từng cái thôi, nấu cơm thì bình thường. Chỉ có điều là sửa soạn với lại tắm, giặt tay. Tại vì đồ của em là em không có thói quen là để 5-3 ngày em giặt một lần á, nên ngày nào em phải giặt ngày đó. Anh thì giặt đồ rất là nhanh, nấu cơm là cũng rất là nhanh. Tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Nói chung cái đầu óc thiết kế mà, có thể là công việc nhà mình tự làm này kia để cho nó gọn gàng, nó dễ dọn dẹp. Nếu mà bình thường em nghĩ thì em có đi đâu chơi không hay là em ở nhà? Dạ em ít đi chơi lắm, em ở nhà không. Đó cũng là lý do Em có biết uống được bia rượu gì không? Dạ không, em không biết. Nếu mà anh không đi làm, có khi anh, có thể là nếu mà anh làm công trình có thể tới sáng không chừng, rồi tới khuya. Nhưng mà thường là ít nhận được công trình thì mới làm vậy, còn không thì thôi. Cho nên thời gian rất là rảnh, nhiều khi buổi sáng làm chút gì đó rồi nghỉ tới chiều. Cho nên thời gian của anh hơi bị nhiều. Ví dụ như mình xác định quen nhau á, thì khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân? Cái này thì bây giờ mình cũng không có trả lời được là lý do, tại vì hiện giờ anh đang rất là khổ và khó khăn. Anh thích vợ của anh là ví dụ có thêm đứa con nữa thì ở nhà chăm con hay là như thế nào? Khi mà hai người đã đến với nhau, cưới nhau rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái công ăn việc làm nó ổn định rồi, thì đâu có cần lo cái đó. Nhưng mà sinh một đứa con thì chắc chắn phải bỏ ra 3 năm rồi. Anh pha sữa hơi bị nhanh hơn gấp mấy lần. Dạ. Ngày xưa ngoài cái giờ đi làm ra, về tối về nhà là anh chăm. Cho nên cái tay nghề pha sữa hay là trời, nhiều khi nằm kế cái bình thủy nước nóng nó qué lên là phải chăm. Nói chung là anh rất là lẹ, thì em yên tâm cái khoản đó. Rồi em có đủ sức để lo cho bạn gái, rồi lo cho bà xã, rồi lo cho con nữa không? Nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng.
Chị nghĩ là em đụng hai cái trận dịch, cái em dẹp hai lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối đó. Bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức dư nuôi sức. Vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn thì chăng nữa, thì dù sao anh cũng còn gia đình anh, vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Và cha mẹ anh rất là dễ. Từ ngày xưa mình đã khổ rồi, thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên. Em có ghen không? Không ghen. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng rồi, đúng không? Ví dụ như mai mốt mà về anh Linh hay chị Vân gì đó có mời anh đi quay một cái chương trình nào đó, thì quay với cô gái nào đó, thì em có ghen một ngày nào đó hả? Là quay phim đó chứ không phải quay chương trình này đâu. Quay phim không, cái này là anh hỏi thiệt, hoàn toàn là tính chất công việc nha. Công việc của anh thì sau này anh cũng sẽ phải cũng có tham gia phim. Tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi, còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì hết. Rồi bây giờ chúng ta nghe người thân có ý kiến đi. Xin chào quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là đồng nghiệp của chị Ly. Chị Ly nhà em thì là một người dịu dàng, quan tâm đến mọi người, vui vẻ yêu đời, là người làm việc thì có trách nhiệm và còn nấu ăn ngon nữa. Đối với em thì chị Ly là một tức người phụ nữ của gia đình, nên là em mong anh chị sẽ cùng cảm nhận và sẽ lựa chọn đúng. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm thôi các bạn. À, từ từ. Tại còn này em chưa tặng sao? Hả? Em tặng bạn gái cái. Ừ, tặng đi. Cái này là nó không có giá trị nha, nhưng mà nó có giá trị về cái tinh thần nữa nha. Để anh lấy lại cộng khung. Lỡ mà em không bấm, lấy cộng khung anh xiết cổ. Lỡ mà em không bấm, anh lấy cộng khung anh xiết cổ. Cái này là hôm qua đó. Dạ, em xin đọc là: em hoàn mỹ như vậy, nhưng có một thiếu sót. Có biết thiếu gì không? Là thiếu anh đấy. Trời ơi, không tỏ tình kiểu đó là chết người ta hết rồi, rụng rời rồi. Cuốn lại đi. Tỏ tình bằng quảng cáo á. Ừ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Có bấm không? Không bấm. Mai Ly không bấm. Lý do sao Ly? Dạ em cảm ơn, kiểu cảm giác không được tự tin về bản thân mình, cho nên em chưa được yên tâm. Mời nhà trai. Rồi, chào em. Ngồi đi em. Rồi, xin mời bạn nữ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ tham gia chương trình chung ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Quốc Hùng, sinh năm 89, đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Em cũng làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là đang làm về lĩnh vực kiến trúc ạ. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh. Em tên là Điền Hồ Thiên Ngân. Em năm nay 26 tuổi cộng 29. 29 tuổi hả? Trời ơi, trẻ chán. Sinh ra ở Quy Nhơn Bình Định. Em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực về tư vấn pháp luật của một công ty về ngành bất động sản. Ở Quy Nhơn Bình Định luôn hả bạn Ngân? Ở Quy Nhơn. Nhà Ngân là ở đâu ta? Nhà Ngân ở đường Hùng Vương. À, đường Hùng Vương ở nhà mình ở đường Trần Đạo á. Mình gì hơn người ta 3 tuổi mà làm gì mình với tôi vậy? Anh nhà, em đồ. Nhà anh ở bên phía đường Trần Đạo á, ngay chỗ bệnh viện mắt mà đi ra biển cũng gần lắm. Đúng cái rồi. Gì sau này mà cái gì thì mình cùng nhau về quê á. Mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi nha. Em cũng tự bộc bạch cái ưu điểm của em thì em nhận thấy em là người cũng hiền lành, giản dị, chân thành. Em cũng có thấy là mình cũng có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Trong công việc thì em luôn quan điểm là nếu mà công việc nào mà mình đã nhận làm rồi thì mình sẽ làm bằng cả tâm huyết của mình. Cũng sống khá thiên về tình cảm.
Bên cạnh đó thì tự nhiên em cũng thích tham gia các cái hoạt động trẻ chung năng động của giới trẻ, cũng như các hoạt động tập thể, các cái hoạt động mà nó cũng sting xíu thì em cũng rất là thích. Nhìn em thì chắc không ai nghĩ là em đã từng đăng ký đi nhảy hip hop rồi ạ. Năm 2017 á, là em có đăng ký một cái lớp nhảy hip hop ở nhà văn hóa thanh niên á. Từ nhà văn hóa thanh niên rồi sau đó thì em chuyển qua một cái lớp ở bên đường 3 tháng 2 nữa. Em cũng học nhảy ở đó thì em cảm thấy là tuy những cái hoạt động này nó mang tính giải trí nhưng mà nó làm cho mình học hỏi được rất là nhiều. Nó giúp cho mình tự tin hơn. Khuyết điểm thì em nhận thấy là có một số cái hoạt động thì em làm nó cũng hơi chậm á. Ví dụ như em ăn thì em ăn hơi chậm. Nên thành ra nó giải thích vì sao con người của em nó cũng hơi bị tí hon như vậy. Với thứ hai nữa là em tiếp xúc với người lạ. Ví dụ như tiếp xúc với một cái người nào đó mà lạ em chưa có quen á, thì em cũng khá là chậm tính á. Em biết là công việc thì mình phải để các yếu tố khách quan để mình đưa ra một cái quyết định, nhưng mà đôi lúc em cũng để yếu tố tình cảm nó xen vào thì làm cho cái quyết định của mình nó không có được khách quan lắm. Bạn kia bạn nói rất là chi tiết về điểm mạnh điểm yếu rồi đó. Giờ mình sao? Về ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng vui vẻ, tích cực lạc quan, yêu động vật. Em cũng thích là tham gia nhiều cái hoạt động xã hội tình nguyện, cũng có đăng ký những lớp nhảy như bạn luôn. Điểm yếu thì bị hồi hộp. Nãy giờ hồi hộp thì nhiều khi trả lời nó cũng không được hay. Quản lý thời gian thì nó cũng không được tốt lắm như mọi người. Không có nhiều thời gian cho bản thân á. Tại để mà mình phải làm việc hoặc là làm những cái hoạt động mà mình đề ra. Cái thứ ba là em hay quên. Mở cái cửa ra không nhớ là quên cái chìa khóa lấy đi chưa. Kiểu như vậy. Đó là quên đột xuất đó. Dạ. Vậy là có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức mà hai bên quen nhau thì chưa. Còn lất phất rồi thì là kiểu crush đúng không? Crush thì cũng bài nó chia theo cấp độ, say nắng xong tới crush. Được tình duyên bằng nam sao? Em thì nếu tính ra mối tình thì em có hai mối tình ạ. Dù như mối tình đầu tiên là mối tình đầu của em là lúc mà em học đại học. Hồi đó thì em quen một năm. Một năm thôi. Dạ. Chào em. À dạ chào chị Phong. Có nghĩa là những mối tình của em cũng có giống bạn bên đây không? Thoáng qua không? Hay là nó là lên tới crush rồi hay là như thế nào? Em thì em cảm giác là nó cũng sâu đậm á. Sâu đậm rồi đúng cái không? Cái mối tình mà đầu tiên của em là nó sâu đậm á. Chứ bên đây là người ta còn là vương bụi phấn luôn á. Còn thôi bây giờ em muốn từng người yêu lý tưởng của em thế nào? Em nói gì Vân biết coi. Nói lên chị coi bên đây đủ tiêu chuẩn không nè. Dạ em cũng xin báo cáo với chị Vân với lại anh Linh có gì coi giúp em nữa. Thì nếu mà được chọn thì hướng về gia đình. Em thì từ nhỏ tới lớn á, ba mẹ em thì hy sinh rất là nhiều cho em để em có được như ngày hôm nay. Mà gia đình em cũng chia sẻ với anh chị luôn là năm 2019 á, nhà em có biến cố là ba em mất. Dạ. Thì cái tình cảm bây giờ em đặt em dành cho mẹ em càng nhiều hơn. Bởi vì mẹ hy sinh hết tất cả vì em. Mẹ lo cho em từng thứ nhỏ nhặt lắm chị. Ví dụ như cái áo ngày hôm nay em mặc nè. Mẹ em trước khi về Quy Nhơn á là mẹ em ủi cho em để em đi tham gia chương trình. Rồi sau đó mẹ mới về Quy Nhơn. Dạ, nên em đặt rất là nhiều tình cảm cho mẹ mình. Rồi. Cho nên là em mong muốn cái người bạn bên đây là phải gọi là hướng về gia đình nhiều. Dạ, em mong là bạn nữ sẽ đồng cảm với em, cũng giản dị, hiền lành và cũng sống chân thành. Một người bạn mà mình có thể chia sẻ, mình có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Từ những cái chỉ việc vui tới những cái việc buồn. Ví dụ như một ngày đẹp trời em ngân vui phát hiện ra một cái chỗ ăn uống tin hay là một cái chỗ ăn uống có món ngon gì đó thì em chia sẻ thì anh sẵn sàng đi với em. Cái đó là đi liền chứ đâu có cái gì đâu mà phải sẵn sàng. Hoặc là một ngày kiểu mình chia sẻ, mình nói những cái thứ chị mà mình giờ chị muốn biết cái ngoại hình em yêu cầu làm sao nè. Em quan niệm là cái ngoại hình nó sẽ không có tồn tại lâu dài theo thời gian. Nên em thì em không có đặt nặng ngoại hình. Nếu mà được chọn một cái hình mẫu lý tưởng á, em thích rất thích cái diễn viên Hoàng Yến Chi Bi nha. Rồi, em thấy kia có giống Hoàng Yến Chi Bi không? Ồ, là em gái. Dạ, em chào anh. Em có biết Hoàng Yến Chi Bi không? Em biết. Ôi trời ơi. Diễn viên, ca sĩ. Đúng rồi, dạ. Nhỏ con ha. Dạ. Rồi, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Về tính cách trước thì em cũng muốn bạn nam là một người chân thành. Rõ ràng, tức là những cái gì thì sẽ nói thật với em. Tại em cũng không giỏi mà đoán bạn suy nghĩ cái gì. Cũng như bạn thì em cũng hướng về gia đình. Tại thì em cũng là
chị cả, còn phải lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Bạn nam thì cũng muốn bạn là một người đồng hành, tại quan điểm tình cảm của em nó đơn giản chỉ là tình yêu thì là chuyện của hai người mình, gọi là lan tỏa cái năng lượng tích cực, những cái mà hạnh phúc của mình. Ok, thấy hai người này nói chuyện cũng hợp đó ha, từ tốn. Bây giờ hai người mở rào cho gặp nhau đi. Thôi, nào, mở rào. Dạ, chào bạn. Chào bạn. Mình có một món quà nho nhỏ gửi tặng bạn. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, cái này thì là một cái đồng hồ đẻ bàn. Em cũng có ý tưởng là nó tượng trưng cho cái sự tình yêu nó vĩnh cửu theo thời gian. Lá thư nho nhỏ, nhờ bạn Ngân, nhờ Ngân đọc giúp ha. Thì anh đọc ký vế đầu đi ha. Mình đọc vế đầu ha. Ngoài kia Covid lộng hành, trong này đã có linh văn canh dùm. Anh chị giúp đỡ nhiệt thành, mong sao hai đứa chân thành cùng nhau. Phía trước dẫu nhiều trong tranh, đồng tâm hiệp lực việc hành tương lai. Dạ, thì đó là một số cái gửi gắm của mình. Anh cũng chia sẻ là anh còn một cái món quà bên kia nữa, mà món quà kêu quà quý. Nên nếu mà được thì lát em xin phép anh Linh với lại chị Vân cho em, cho chúng em chơi một cái trò chơi. Xong sau đó chơi đúng hay sai gì cũng đều có thưởng hết. Chơi rồi, xong mới okay. Có quà. Thật ra thì em nhận món quà của anh thì em cũng có một cái gì đó nó bất ngờ. Em tặng anh cái đồng hồ. Wow, vậy là mình cùng chung chí hướng rồi đó. Nào, bây giờ em hát rap hát gì đó, cái gì em học hai ba khóa đó, đứng lên đây. Rồi, em xin phép luôn. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, vô. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vô. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sau chung nhau một đời. Vô. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Yo. Dạ em xin hát ạ. Rồi, mình đáp lại. Em đã cố gắng hết sức rồi đó anh. Rồi, ok. Rồi bây giờ bên nhà gái tôi đáp lại. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là mình vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại buông cách xa. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Rồi, hát hay anh nha. Lần đầu tiên gặp bạn thì em thấy đồng hương là em thấy vô rồi đó anh. Em do trong đầu em á là em vẫn hình dung là tới Tết là em với lại vợ tương lai của em sau này á sẽ hai đứa sẽ cùng nhau về quê để thăm ba mẹ ở quê. Anh thì anh có định hướng là chắc là anh ở đây rồi anh cũng tiếp tục cái công việc hiện tại của mình thôi. Em cũng ở đây vì cái ngành cũng của em thì ở đây thì mới phát triển được, thì chắc là sẽ có cách để tính thôi, để lo cho gia đình thôi. Hiện tại thì anh ở một cái chung cư gần khúc Đại học Quốc gia đó, đối diện với Suối Tiên. Ở chung cư của riêng em luôn hả? Dạ đúng rồi, chung cư đó thì hồi đợt ba em mất á thì ba em có mua cho em một cái chung cư. Ở một mình đó. Dạ. Nếu có dịp thì mời bạn ghé thăm rồi qua đó chúng mình hú hí mình đó. Anh có phải là một người ít nói không? Anh mong mà cái người bên cạnh sẽ là người nói nhiều hơn mình, chia sẻ nhiều hơn mình. Anh là một người khá là chậm tính á, sống hướng nội. Khi mà gặp người lạ thì ít nói. Nhưng mà người quen thì có nói nhiều không? Người quen đó mà đúng tần số là mình nói cũng dữ lắm. Dạ, thì em xin phép anh Linh với chị Vân là chúng em cùng tham gia một cái câu đố. Anh nghĩ là chắc em cũng thích món trà sữa như anh đúng không ta? Em không thích lắm. Vậy hả? Dạ. Hy vọng là sau này em bấm nút thì anh sẽ làm cho em thích. Thì đố em là trà sữa thì trà đổ vào trước hay là sữa đổ trước ta? Câu hỏi mở đúng không? Câu hỏi mở. Em sẽ trả lời theo thực tế thường thức cuộc sống của em là khi em nấu trà sữa thì em sẽ nấu trà trước rồi em mới đổ sữa vào. Vậy là trà đổ cho trước hả em? Đúng rồi. Nếu mà trà đổ cho trước, trà biểu tượng cho Dương á là giống như anh rồi. Vậy là bữa nay là em nói là anh đổ em trước rồi. Anh đổ em trước rồi.
À, nói nó cũng đúng với tâm trạng của anh rồi á, thì anh xin phép gửi em một cái món quà. Ở nhà anh vẽ một bức tranh để anh tặng cho em. Dạ. Nhà anh là ngay chỗ đây nè. Dạ, em chết rất vui nè. Ok, chúng ta về ghế đi các bạn, hết thời gian rồi. Nào, chúng ta xem ý kiến người thân cái đã. Tôi là mẹ của cháu Thiên Ngân. Vì dịch bệnh, gia đình ở xa không đến được trường quay, muốn thông qua chương trình này, muốn gửi đến chương trình và nhắn nhủ với con, muốn tìm một người bạn đời. Thì trước tiên người bạn đời này phải có trách nhiệm với gia đình, phải biết yêu thương, chia sẻ, sống có đạo đức, phải trung thực, và một người phải có sức khỏe tốt và có công làm, công việc làm ổn định. Cô cũng khuyên cháu là tìm một người bạn đời của mình là nó hình thức nào tổn thương sức một chút, không có gia trưởng, có ý chí cầu tiến, biết thương yêu, biết chia sẻ, vậy là đủ. Xin cảm ơn. Mẹ muốn nói với con, trong tình yêu phải xuất phát từ trái tim, phải chân thật thì tình yêu đó mới bền, mới tốt đẹp được. Mong con, các con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Gia đình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện. Xin chào. Bây giờ hai bên để tay nút bấm đi các bạn. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hả? Không phải bắt tay. Nắm đây thế nè. Đó, đúng rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có một ngày rất là vui rồi ha. Thôi, chúng ta cố gắng nuôi dưỡng mối tình này để chăm sóc cho nó tốt. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, đi đi. Bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Con chào cô Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Đăng Tùng, sinh ngày 3/8/1989 tại Hà Tĩnh. Gia đình em sống tại Đắk Nông. Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 7. Làm cái gì Tùng? Dạ thì em cũng xin chia sẻ là trước kia là em làm quản lý hàng nội bộ cho một công ty Nhật. Nhưng mà đợt vừa rồi thì dịch cũng bùng phát á. Công ty có quyết định là cắt giảm lương của công nhân viên anh. Em ra ngoài em đi chạy xe và hiện tại em là tài xế xe công nghệ cho hãng xe Gojet. Rồi, mời em. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Huỳnh Anh, năm nay con 32 tuổi. Và hiện tại thì con đang làm lĩnh vực bất động sản ở quê nhà. Quê nhà là ở dạ, đâu? Dạ, con đến từ Bình Phước ạ. Hai bạn hơi xa đó nha. Xa xôi. Em ở Đắk Nông, lên Bình Phước gần. Đắk Nông, Bình Phước gần nhưng mà bây giờ đang làm việc ở xa, ở quận 7. Dạ. Mình hãy nói chút xíu điểm mạnh, điểm yếu cho bạn gái nghe đi em. Điểm mạnh em cũng ít lắm. Nói chung em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, con người sống nội tâm, hay tin tưởng người khác quá. Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa. Đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá trớn anh. Điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém. Rồi từ từ, có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi. Dạ, thứ hai nữa là em có, tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút. Em không có nhớ được hết các tên đường anh. Không sao, có Google Map. Em sợ sâu và sợ nước. Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh. Chứ không phải là sợ tắm. Sợ sông này kia hả? Dạ. Tôi cũng vậy đó ông mối. Hả? Tôi sợ sông, sợ nước lắm. Không có dám tắm. Vì hồi xưa mém nó là em bị chết trôi cho nên em sợ. Phải tập bơi chứ nha. Dạ. Em không biết bơi nhanh ơi. Mình cứ kiên trì là không sợ nước nữa đâu. Dạ, dạ. Nhà gái. Nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em rất là lanh lợi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nấu ăn ngon, hay. Điểm yếu của em là không biết từ chối người khác. Ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì em sẵn sàng ra tới giúp đỡ. Giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất. Dạ. Trời, em gái giống đàn trai quá vậy. Dạ, đây cũng thương chú người mình lắm á. Dạ. Vậy là hai đứa hợp. Nhưng mà nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng. Nếu hơn chút xíu hai đứa kẹt kẹt cho anh mượn vài triệu quá. Đang gặp khó khăn quá. Dạ. Nha. Thôi chú Quỳnh Linh mua nhà quá trời mà chú Quỳnh Linh kêu kẹt nữa. Rồi xong hàng. Đâu ra trời. Xong hàng. Trời ơi, live stream đấy. Hả? À, chứ quê mà. Nhà ruộng đáng nhiêu đâu.
bất động sản hả? Dạ. Nào giới thiệu cho tôi mua một miếng coi. Thấy chưa, thấy chưa? Đó, vậy không á. Thôi cao su đi, cao su. Cao su nhiều lắm. Gì đó. Dạ, cao su nhiều lắm, trái cây nhiều lắm, bơ tơ luôn. Rồi, mua dùng chôm chôm, măng cục gì đó ha. Rồi. Nhớ liên hệ con. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? À, không hút thuốc. À, rượu rượu bia thì có thể không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7 không hô, không hói, không hôi là ba hát đó. Gà trai nó có chào cô, có cả ba luôn đó. Hôi chút xíu tự con kiểm chứng nha, nghe không? Ủa nhưng cô ơi, hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng, mùi mồ hôi sâu giờ làm việc á. Rồi còn ngoài ra cứ muốn gì nữa không? Cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh Linh vậy đó. Đó. À, có khuôn mặt, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện, hút ánh nhìn. Rồi ok vậy. Dạ. Tốt rồi. Cưng cao bao nhiêu vậy? Dạ con vừa đủ tiêu chuẩn luôn. Vậy là bạn này 1m7 đó. Bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn. Con là mét bao nhiêu? Con mét 6. Còn về phía con mong muốn cái mẫu hình lý tưởng con như thế nào? Con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi. Ngoại hình thì ưa nhìn, người biết nấu ăn, chăm lo cho người khác, quan tâm chia sẻ. Cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm, tức là luôn luôn mình hướng về gia đình, chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Ôi. Rồi chúc gặp hát liền nha. Ok. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em cũng xin chia sẻ một chút. Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận. Là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được một năm. Đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm. Bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi. Thì nói là bây giờ phải lấy vợ cho ông Tùng. Không lấy thì ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Hàng xóm lại có một đứa cháu. Thì thế là làm mai cho em. Em quyết định là lấy. 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng. Thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh, là em đã từng có một lần chồng rồi. Thì anh có đồng ý nữa hay không? Thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì thôi giờ lỡ rồi, sắp cưới rồi mà anh, cũng còn mấy ngày à. Biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy, người ta sẽ biết cách sống với mình hơn. Gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. Chưa đầy một tuần thì lại lục đục, thì bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể. Trong khi em là con trai một. Em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi. Xong em không đồng ý thì gia đình bố mẹ bên gái á, là bắt chia tay. Thì thôi thì em cũng chấp nhận. Là từ khi em gặp mặt để người ta giới thiệu thì đến khi ra tòa bọn em chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi. Nhưng mà chưa có con. Dạ chưa, em ở nói chung ngủ với nhau chỉ được 3 ngày thôi. Coi như cũng đã lỡ một lần đò nhà gái. Thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có hai đứa con. Tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Ừ, nhưng mà con lỡ yêu một người mà tới hai đứa hả con? Dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu quá. À, dạ. Là thương là chứ con phải là lỡ. Chứ không phải là hai người đó. Dạ, đúng rồi, con thật sự là con yêu người ta thật lòng. Là dạ. Con đã có hai đứa con rồi. Dạ, đúng rồi. Là thì, cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Là hiện giờ con đang nuôi. Dạ đúng rồi. Nói chung là một mình con là giống như vừa là cha vừa là mẹ vậy đó. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu? Nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn, không có thường xuyên gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ. Tại vì con là cái người Công giáo và quan niệm không có muốn phá thai. Thật sự thì người ta không có thích, người ta không có thích sinh tiếp. Người ta không muốn nhưng mà con giữ lại. Đúng rồi. Và đứa sau là gọi là vỡ kế hoạch của con. Nên thành ra thì con chấp nhận luôn. Con có việc có em bé sau con chấp nhận và con tự mình phải mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Ông mối tôi thấy để cho hai bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Em thấy sao? Cảm nhận em thế nào em trai? Bạn nữ bản lĩnh của ai? Đúng, bản lĩnh đó. Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và những người bạn. Dạ con chào cô ạ. Mẹ cưng con quá vậy. Chào hai MC và khán giả trong trường quay. Chào cô. Có thể con cũng được về nhà cô thì vườn điều vườn cao su đầy. Con có sức làm thấy không? Dạ con cảm ơn cô ạ. Nhờ chị cho cơ hội. Con gái mẹ cũng rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt. Con gái mẹ rất tuyệt nha. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại chị họ em ạ. Dạ xin chào ông Mai bà mối. Xin chào chương trình.
Dạ chào nhà gái và cùng quý vị khán giả. Hai em bằng tuổi, đứa nào cũng sợ nước hết trơn á, nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á. Với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi, tại vì Tùng là con trai một trong nhà mà có ba chị em gái. Mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm, năm mấy tuổi. Rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha. Dạ. Mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn chị gái. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi. Để chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào. Mở rào. Chào anh. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn, anh sẽ yêu em cho em luôn ngủ ngon. Hay á. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông. Trời ơi, lãng mạn quá. Rồi, lãng mạn. Anh ơi, em cũng có một món quà để tặng anh ạ. Đây là một cái lăn khử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ. Mới quen nhau tặng lăn khử mùi. Cái việc là, cái việc giao tiếp thì em cũng mong anh luôn luôn tự tin để có thể là thành công này tính nối thành công khác. Đó. Em thấy anh sao? Có, cũng ok. Khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á, thật sự anh hơi sốc. Em bản lĩnh. Tại vì không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Em có thể nói hơn anh nhiều thứ luôn. Sau im lặng. À, cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Xinh. Lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở rèm ra nhìn thì anh cũng có một chút ấn tượng tốt về em. Thì cái chuyện con chung, con riêng của em có vấn đề lớn lao không? Thì em trai nghĩ thế như thế nào? Đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến ba đứa cháu. Thì một tay anh nuôi ba đứa, thế nên vấn đề đó thì không phải lo. Anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do cũng quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi ấy, ví dụ như là người không anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình và hai đứa bé. Ủa, hai cháu ở với em? Ừ. Là ở Bình Phước luôn? Đúng rồi. Tại vì em là đạo Công giáo và em mong muốn là có một cái hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau, em có thể theo anh được không? Chắc chắn không. Đúng rồi. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Với lại cái của ai nấy giữ cũng được mà. Dạ. Dạ. Ừ, chứ đâu có nhất thiết phải là ai theo ai. Đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. Dạ. Vậy con đứng lên con hát nhá. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi,
để chẳng lôi anh em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngần trơn đầy, để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, em đã yêu anh người ơi. Dạ con xin hết ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Rồi, để tay vào nút bấm. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu không trở thành đôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ, em cảm ơn. Theo bạn, tình yêu và tình dục khác nhau như khác nhau thế nào? Khác nhau ở tên gọi. Khác nhau ở tên gọi. Thì có cái tên chưa biết thì biết khác nhau ở tên gọi thôi. Hạt nêm Aci Ngon mới đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị. Aci Ngon, vị ngon nhân đôi. Vị ngon nhân đôi. Cát Tường xin chào cả nhà, chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay thì không biết là ăn trưa món gì đây, và cũng không biết là cặp đôi của chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Từ bữa giờ bà Mai có vẻ là tay nghề hơi bị xuống rồi, nhiều cặp đôi không bấm nút quá, bà Mai rất là hoang mang luôn. Hy vọng hôm nay sẽ thành công. Hello, chào anh. Dạ, dạ chị. Sao mà nhiều thế rồi. Nãy giờ chờ đợi lâu không? Dạ lâu. Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Rồi hy vọng hôm nay sẽ chọn được một người bạn gái cho mình ha. Dạ. Rồi đợi Tường chút xíu nha. Dạ. Rồi mời em gái. Mở mặt nạ luôn đi em trai ơi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình trước. Dạ em tên là Trần Ngô Trang, sinh 1980, nhà ở Đồng Nai. Wow, được ha, tên rất là nghệ thuật. Đang làm công việc gì cơ? Dạ em làm vườn với buôn bán mít đó chị. Làm vườn buôn bán mít, sao hôm nay mắt đỏ quá vậy? Dạ đi từ Long Khánh mới lên, sáng lên gấp quá thì xe nhanh đó chị. À rồi thương quá, lát chị cho miếng thuốc nhỏ mắt nhỏ nha. Dạ cảm ơn chị. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ. Mẹ lớn tuổi chưa? Dạ mẹ 77 mấy. Mẹ 77 mấy rồi. Ủa vậy mình là con thứ mấy trong nhà? Dạ con em con thứ 7. Con thứ quả. Mấy anh chị sao, là có gia đình? Có gia đình hết, còn ba anh chị em chưa có gia đình. Ba anh em chưa có gia đình. Ba anh em chưa gia đình. Dạ. Mượn bao nhiêu người tất cả? Dạ nhà đông chị. Đông là bao nhiêu? Dạ đúng 11 người. À mà đất được chia chưa? Dạ chia hết rồi. Rồi cái đất đó hiện giờ làm gì? Dạ là trồng mít đó chị. À trồng mít. Rồi mời em giới thiệu. Dạ em, dạ chị em, dạ chị em chào chương trình ạ. Dạ em tên là Lê Oanh Kiều. Em sinh năm 85. Hiện giờ em đang làm nhân viên kế toán. Hiện bây giờ em đang ở tại quận Tân Bình. Quê thì ở Bình Định 9-10 năm rồi. Đã đang sống với ai? Em đang sống một mình ở trọ. Bên đây thì dư đất trồng mít, bên đây thì đi mướn nhà trọ ở. Rồi, đại điểm mạnh, điểm yếu của em? Em thì nói chung là người phụ nữ của gia đình, thì biết làm việc nhà, biết chăm lo cho gia đình. Em thì giống là người vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, nói chung là suy nghĩ thoải mái. Nói chung là cái đối phương của em thì không yêu cầu gì cao, chỉ cần có công việc. Tuổi tác thì nói chung nhìn về ngoại hình thì em cũng yêu cầu nói chung là cao hơn em một tí xíu là được, nói chung khỏe mạnh là được. Còn em không có cần chồng em mà làm sếp hay làm to, lương không cần cao, em chỉ cần nói chung hai vợ chồng đủ sống và sống vui vẻ hòa thuận, thương yêu nhau là được. Dạ, dạ em không cần chồng em làm sếp. Làm sếp hay làm nhân viên? Dạ không, em lao động bình thường ở dưới quê. Nên vừa làm sếp vừa làm nhân viên luôn, được không? Tự quản lý cuộc đời mình. Giờ nếu hẹn hò bạn ở thành phố, bạn ở Long Khánh, mình chạy bao lâu mình lên thăm lần? Dạ nếu mà rảnh thì từng 2-3 bữa cũng được, cũng gần. Chắc không? Không đi làm sao mà từng 2-3 bữa? Dạ nếu mà như xa thì em không dám bảo, em bảo chứ còn khoảng 100 cây trở lại thì ok. À, đi quá là chừng mít nó rụng hết, không ai hái nha. Sao em ví dụ như quen đi xa xa, cái đâu có xa đâu thật sự. Nói chung Đồng Nai thì cũng không xa, xa đâu, không xa gì rồi. Đâu. Cho hỏi bạn gái kia quê của bạn ở Bình Định mà ở huyện nào của Bình Định ở vậy? Thành phố Quy Nhơn á. À, đây mẹ là ở An Nhơn á. An Nhơn, dạ. À, ba thì ở Đà Nẵng, 4 năm Đà Nẵng. Vậy là cũng có chút dính với nhau rồi, mình, cũng cùng quê cũng rồi ha, đồng hương rồi, được. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ em thì vui vẻ hòa đồng, thích đá banh với thích uống cà phê. Còn điểm yếu của em thì em hay quên lắm. Thì nói chung là công việc rẫy thì nói việc nào em cũng làm được hết. Tại vì nó em không có giỏi, thật sự em không có giỏi. Nói chung là tài xế em cũng có làm rồi. Em mấy cày, em có nhà, có dưới quê có mấy cày, mấy sới vẫn vậy. Tình trường thì sao cưng? Em thì nói chung là ế bình vẫn luôn. Ế bình vẫn luôn hồi đó giờ luôn? Dạ đúng. Ủa lý do tại sao?
em không biết, nói chung là giống như em cũng có nói chung hẹn hò thì chưa hẹn hò ai bao giờ chị. Ví dụ bạn bè đi chơi cà phê đi chung thì gặp phải với nhau thì đi, chứ cùng mày đi riêng với tính cách là hẹn hò thì chưa chị. Do mình không có cảm xúc, mình không thích hay là như thế nào? Em không biết, bởi vì cũng chẳng ai tỏ tình, chẳng ai tán tỉnh em nên em cũng dạ, em cũng rất là duyên dáng mà em không biết, em có bình thường ba mươi mấy năm cứ ngày nào nó cũng đều như vậy. Buồn không? Nên chung cũng lo lắng đi làm, còn cái việc đó nói chung thì em nghĩ thì nó tới thì em đón nhận, mà giờ chưa tới thì em không phải chờ chứ giờ em cũng chạnh lòng chứ đúng không? Thấy bạn bè có đôi có cặp mình cũng buồn, ở nhà có hối không? Dạ nói chung cũng có hỏi em là sao em nói chứ giờ chưa, cứ chờ tiếp. Chờ tới hôm nay gặp chị Cát Tường ha, hy vọng hôm nay là sẽ có được một người bạn để mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống ha. Còn em sao? Dạ em thì nói chung là từ đó giờ yêu đơn phương luôn chị ơi, chưa có mối tình chính thức nào. Trời đất ơi, sao hai cái người này thê thảm vậy? Nói chung là khi mà để ý thương người ta mà khi mà ta ngỏ ý thì người ta đã có người yêu rồi. Em chậm quá đúng không? Dạ. Bây giờ mình thấy được là mình phải tấn công liền, mình phải tỏ tình liền, đàn ông phải quyết liệt lên. Dạ. Thấy không? Chứ trời ơi, lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Với một điều kiện người đâu phải chịu có lấy được chứ chị. Chịu hay không là phải do mình nữa, mình phải cố, mình phải quyết tâm, mình phải tấn công, mình phải ga lăng, mình phải theo đuổi, quan tâm chăm sóc người ta thì mới được. Dạ. Rồi tình trường, hẻo, chưa có. Rồi vậy bây giờ mẫu người lý tưởng của em là mà, nói chung là cao mít 55-57 trở lên cũng được, mà nặng có chừng 48 đến 57 trở lại được rồi. Rồi. Nhìn tương đối dễ nhìn thôi chứ đừng có tèo. Đừng có gì quá. Đừng có xấu quá. Trời ơi, ông mới dụng từ đừng có bèo quá, thiệt tình luôn á. Chân chất thật thà lắm em. Đừng có đinh đá quá là được rồi. Dữ nữa chị. Giống như chị là không được phải không? Dạ không dám. Dạ không dám, chị quá dữ quá đinh đá là không chị được. Chị dễ thương nhá. Dễ thương mà đâu dám nhìn đâu, sợ quá. Rồi tôi hiểu rồi. Vậy còn bên đây, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Nói chung thì nói chung là đàn ông thì nói chung cao hơn em, tướng tá thì khỏe mạnh. Nói chung em không cần đẹp trai, cũng cần bóng loáng, không có cần hình thức bề ngoài. Nói chung là giản dị, sống tự lập, nói chung là biết là làm ăn giống em là được. Báo cáo với bạn gái em kia là nói chung là đây tự lập không? Tự lập. Là từ cái xe cộ tất cả là em mua. Từ hết. Nói chung là mẹ thì lớn tuổi rồi đâu có tiền đâu mà cho con. Cho miếng đất trồng mít thì còn gì nữa. Mai mốt lấy vợ về thì mình sẽ vẫn tiếp tục ở chung nhà với mẹ. Dạ không. Hay là qua cái chỗ miếng đất trồng mít ở. Xây nhà ở riêng chị. Được bao nhiêu cây mít? Dạ được 300 mấy. Nó 5 sào mấy hay chị. Wow, mít gì vậy? Mít lá bàng với siêu sớm với viên linh. Sao nay xuống không hái tôi trái nào tôi ăn thử dạ, gì? Hết mùa chị. Dạ. Thu nhập ổn định không? Một năm thì em đi buôn bán mít thì nhiều không có, chắc cũng khoảng 100 hơn 100. Quá dữ luôn. Chung cũng tương đối đủ sống. Đủ sống dư rồi, dư rồi. Có hình ảnh gì để nhìn để nhận dạng nhau không? Đó, anh ấy là ai trong ba chàng trai đó? Cái người áo tím gì? Hả? Cái người áo tím. Áo tím đâu được rồi. Dạ. Kiếm người người áo tím tại cô dâu loại mất tiêu rồi. Dạ. Thì còn có thằng nhỏ cũng loại luôn, có hai người con gái à. Ủa sao không chọn cô này mà chọn cô áo tím? Dạ thì cái chị kia thì hơi lớn tuổi. À vậy hả? Hay quá. Còn em chọn được ảnh không? Có tiêu chí gì không chị, và khoảng bao nhiêu ký chị? Tự đoán đi, có mấy người à, đâu có nhiều đâu, có ba người hà. Chọn đại đi. Mình phải linh cảm là hồi nãy giờ mình nghe vậy đó, mình đoán thử coi. Rồi vậy là em chọn cái anh khỏe mạnh lắm. Phải anh đó khỏe mạnh đúng biết không? Nhìn hình mà biết anh nào khỏe mạnh nhất luôn hả? Thế ta con nhất là cho em khỏe nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đúng hay không nhìn đi nha, nhìn kỹ nha. Mở cửa trái tim, nhìn xem chúng ta có đoán đúng hay không. Đúng là gã luôn. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Em chào. Đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Em chọn đúng không? Dạ. Em nghĩ chắc đúng. Đúng rồi hả? Rồi thôi được rồi, đúng rồi, tặng quà đi kìa. Mình không có gì mình tặng cho bạn đúng mà. Rồi vậy em cảm ơn. Quà gì vậy? Quà gì vậy? Mở coi. Mít vậy, đặc sản. Mít của nhà em trồng luôn hả? Hay là dạ không, công ty sấy đóng hộp xuất khẩu. Nhưng mà phải mít nhà trồng không hay là mít của người ta? Thì mình bán cho người ta, nó làm gì mình chỉ mua lại. Nhưng mà mít của mình phải không? Không, con chưa biết. Hay là không phải? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Mít của ảnh kìa, mở ra thiệt. Trời ơi, mít mà có công ty mua bao mua vậy luôn là giàu lắm nè, nói thiệt luôn á, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Rồi, ủa công ty nào mua không có hiểu gì cho em vậy? Trời ơi, mít ngon quá thì ngon thôi được rồi. Bây giờ mít thì mít, nhưng tới giờ ăn trưa rồi, phải ăn trưa nha quý vị nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự với nhau.
thơm quá à. Mời em gái thưởng thức món gỏi cung đình Việt phố nha. Mời bạn trai thưởng thức món tôm chiên rau củ. Đây là những món ăn rất là ngon của nhà hàng Việt phố. Địa chỉ 45-47-49 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 nha. Ăn ngon vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Tự tin lên nha, tự nhiên nha. Dạ mời bạn. Dạ em mời anh ạ. Hồi như em vô đây sống lâu chưa? Em vô đây lâu, vô đây tới khoảng 8-9 năm rồi. Như là làm con kế toán công ty hay tư nhân? Làm công ty. Tại vì anh thì lao động tự do làm ở nhà. Ấy là hồi giờ anh chỉ làm ở nhà thôi chứ không có đi làm thuê. Đúng, chính xác. Tại vì mình làm chủ bản thân mình thì khỏe thì mình làm, mệt thì mình nghỉ. Nhưng mà có người phụ hay là chỉ một mình anh làm? Nói chung là mít nhiều thì kêu người phụ, còn không có thì mình làm từ từ một mình. Nhà anh ai cũng lớn rồi thì mẹ, ông già mất thì mẹ cứ chia đất chia đồ hết thì tự làm tự ăn thôi. Tại cũng lớn, tất cả lớn rồi. Làm thì có, không làm thì thôi chứ. Ấy là ví dụ như bây giờ, nhưng mà nam là có một mình anh, là anh ở chung với mẹ, ví dụ nên sau này anh có lấy vợ á, anh để ở riêng thì anh có phải nuôi mẹ hay hay là mẹ anh có người? Không không, mẹ anh có tài chính. Tại cuộc sống của anh thì nó thẳng với em á, là anh tự lập năm 17-18 tuổi. Cuộc sống anh cũng có tính cầu tiến lắm, chứ còn mình chẳng hạn như bây giờ nói em, mình thấy người ta làm được thì mình phải tìm cách nào mình làm. Mình không bằng người ta nhưng mình có thể mình làm 5 làm 6, làm từ từ mà sẽ có. Cuộc sống mà không có cứ ngồi đó đợi, đâu có ai tin trời mà cho mình đâu. Thế là lạ, nhà anh chỉ trồng mít thôi đúng không anh? Trồng mít, lúc trước là trồng tiêu, mà tiêu chết hết giờ trồng mít. Ủa anh, ví dụ như mình nếu mà anh lấy vợ, anh đi ra riêng á, thì nhà là có sẵn chưa hay là phải hay là chỉ cái đất thôi đúng không? Nếu mà cái vấn đề nhà lầu thì anh không dám đảm bảo, nhưng nhà cấp bán thì anh có thể đảm bảo. Nhưng mà nếu mà sau này anh lấy vợ thì hiện giờ là tiền bạc anh làm là ai giữ anh giữ? Tiền bạc á ha? Tiền bạc thì dĩ nhiên là mẹ anh giữ luôn. Hiện giờ là mẹ anh giữ đúng không? Thì đúng rồi. Chứ giờ như anh chưa vợ, nhiều khi ra đường tăng này tăng kia làm sao còn. Nhưng mà nó được tự nhiên thì nó đẹp. Mình phải sống phấn. Bữa bữa nay lên ghi hình mà. Như anh tự nhiên. Anh con trai sống phấn mới lạ chứ mà em con gái trang điểm là bình thường. Tại vì mình nhìn nó thực tế nó hay hơn. Ý là kiểu như tôi là không ưa rồi đúng không? Dạ không dám. Ngày nào không trang điểm là thấy không ưa rồi. Chị là cái nghề nó khác, nghề của chị dẫn chương trình nó lại khác. Không rồi, chứ bây giờ lấy vợ, ví dụ như lấy vợ đi ra ngoài mới son phấn, chứ không lẽ lấy vợ dạ, ngày rồi. Đi tưới mít và phải trang điểm lên chi cho cái mít nó coi, đúng không em? Bây giờ chị sẽ cho các bạn chơi một cái trò chơi nhỏ ha. Mình sẽ bóc thăm những cái câu hỏi này. Bóc đi rồi em đọc lớn lên, yêu cầu đối phương thực hiện. Gọi tên ba thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Qua tâm sự từ nãy giờ. Cái điểm chung thì nhất là đều là tự lập. Tự lập. Gia đình thì gia đình em thì chỉ còn có mỗi mẹ em thôi. Giống ảnh cái điểm đó. Một đường nữa là chắc ấy lâu quá, hai đứa ấy lâu quá. Hay quá, rất nhanh, ba điểm. Mỗi lần nói tới ế là mắt cổ rưng rướm à. Không có gì buồn, hết hôm nay hết ế. Rồi, mời em. Em thấy cổ nói ba cái điều đó đúng không? Giống nhau không? Dạ, nó tương đối. Tương đối ha. Chắc là em không biết đọc chị. Sao không biết đọc? Trời đất ơi, có vậy không biết đọc, đọc dùng cổ. Đọc lớn lên, tự đọc tự làm luôn. Cái này bạn gái đọc với em không biết. Trời đất ơi. Theo bạn làm thế nào để có nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Trả lời cổ đi. Người đó thích mình, mình hôn người ta có cảm giác. Còn nếu mà người đó không thích mình có hôn người ta mãnh liệt thì người ta không thích cũng thôi. Đối với em có nụ hôn mãnh liệt chưa? Dạ nhìn đúng phía đó chứ. Thường tầm đó. Muốn có nụ hôn mãnh liệt không? Dạ thì lớn tuổi thì chắc cũng cần. Câu khác đi em. Biết đọc nha. Lần này đừng nói không biết đọc nữa à. Chết rồi. Nữa, chết nữa. Chúc bạn may mắn lần sau. Làm gì có cái chúc bạn may mắn lần sau, không hề. Theo bạn, đêm tân hôn hai người sẽ làm gì? Đi ngủ đi anh. Trả lời đi em. Nếu mà theo như quan niệm mấy thằng bạn em nói là đêm mấy bạn. Mấy bạn à. Có trách nhiệm làm chồng làm vợ là ok rồi. Trách nhiệm làm chồng làm vợ là làm gì? Vô ngồi đến phòng bì mỏi quá thì đi ngủ. Ngồi đến phòng bì mỏi quá thì đi ngủ. Sáng mai dậy tính tiền tháng sau vậy. Lắm mà mấy thằng bạn nói vậy hay nói dễ không? Mấy bạn ấy nói thì sau đêm tân hôn thì trách nhiệm của chồng gợi thôi. Em cũng không biết, đây cũng không hỏi kỹ lắm. Không hỏi rồi bây giờ tới đêm tân hôn không biết đường làm rồi sao? Dạ thì từ từ nghe dễ nghe chị ạ. Từ từ nghe dễ nghe chị ạ. Cái gì nghề vậy? Nghề gì mà dạy nghề? Trước em đi cắt mít thì em cắt mít non thì em cắt tuyết mít non co rít nó thành mít già. À, nghĩa đêm hôm tân hôn mà không được thì mình làm đêm khác hả? Chắc vậy quá. Rồi cho em câu nữa đó. Nãy giờ bắt em trả lời và bây giờ bắt bạn gái trả lời nha. Theo bạn, tình yêu và tình dục khác nhau thế nào? Khác nhau ở tên gọi. Khác nhau ở tên gọi.
Thì có tên chưa biết, mình chỉ biết thân nhau ở tên gọi thôi. Ví dụ như mà cái quan điểm của anh, ví dụ con gái là anh có cần phải là thùy mịn ít na, hay là một con người năng động, hay là một con người như thế nào? Nói chung là thứ nhất là đừng có đánh đáo, thứ hai đừng có giữ. Nếu mà giữ chắc đây chết mất không? Sao vậy? Tại vì em sợ người đàn bà giữ lắm. Em đã gặp ai giữ chưa mà em sợ? Dạ thấy rồi, thấy bạn em nó có vợ giữ em sợ nó. Mà giữ là giữ, em thấy vợ bạn như thế nào mà em ám ảnh như vậy? Nó giữ làm gì? La hét. Giữ làm sao? Ví dụ như mà bạn đi nhậu thì về nói lúc mà không xỉn thì nói cho nó nhẹ nhàng, nói cho nó đơn giản, ví dụ như mà câu này câu kia thôi. Còn xỉn vô chị nghĩ người ta khi mà người ta nhậu rồi thì chị biết đâu có nghe gì đâu. Đúng rồi, ok. Nhưng mà lần sau bớt nhậu đi ha, cũng đừng rủ thằng bạn đi nhậu nữa, rủ nó đi nhậu về nó bị vợ chửi hoài. Đâu có ít nhậu, nó không có nhậu. Rồi anh cho em hỏi là ví dụ khi mà anh lấy vợ về thì vợ anh lại sẽ làm vườn chung nhanh, hay là anh tìm cho anh một công việc khác ở dưới Đồng Nai? Long Khánh rất là nhiều công ty, không làm rẫy được thì làm người khác không quan trọng. Không, ví dụ làm cái toán là con cắn nhanh rồi cũng được bình thường, đâu có gì đâu. Đó là tùy mình thôi. Cái đó là tùy thôi, mà quan trọng là cái xác định là người đó có chịu khó đi làm công ty không. Chứ đừng có nói ở nhà bắt em làm một mình thì nói chung là bây giờ thì không thể nào được, thật sự luôn. Có vợ có chồng nó mới tích trữ, nó mới dư, chứ còn em nói thật sự chứ bây giờ một mình em làm không thể làm, thật sự. Nói chung là cả hai chồng con trẻ là phải cùng nhau làm để tích góp, để nuôi cho vợ con cái sau này, đúng không? Tại vì em nghĩ quan điểm em là cha mẹ với vợ con là số một mà. Ví dụ giờ mình làm thì chỉ có tài sản lớn nhất là chỉ có vợ con thôi. Có nghĩa là quan điểm của em vẫn là vợ cũng phải biết đi làm, chứ không thể nào mà ngồi nhà ăn ở không được, đúng không? Đúng, thì em cũng muốn đi làm. Nói chung bây giờ mình còn trẻ thì mình đi làm được lúc nào thì đi làm lúc đó thôi. Khi nào mình không đủ sức khỏe nữa thì mình... Đúng rồi, giờ còn trẻ thì còn rắn cày ha. Cái thời gian đi thì chương trình tạo điều kiện của em gặp thì em rất là cảm ơn. Cũng phải có thời gian chị. Nếu mà quyết định đi đến cuối cùng thì em nghĩ là mình chỉ lấy một vợ một chồng thôi. Chứ em không bao giờ em suy nghĩ như bạn em thì nói nhiều vợ thì em không có học được cái sách của nó. Nó thật sự luôn. Sách nó không xé chăn cuối cho em hả? Dạ không, em nếu mà giờ có xé chăn cuối thì em cũng không có học. Nói chung em đến thì em cũng có hy vọng thì một bạn này nói chung phù hợp với cái yêu cầu đơn giản của em là được. Không nhìn bạn nhìn anh thì cũng... chịu thôi chịu khó, nói chung là cũng tự lập. Về ngoại hình thì nói chung cũng không có xê xua, cũng không có châu chúc về ngoại hình quá. Nói chung cũng bình dân, xê giống như em vậy thôi. Thật ra như thế này, nãy giờ là cảm nhận chị lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Hai bạn đều là những người chưa có từng trải trong tình trường. Chúng ta chỉ mới suy nghĩ chứ chúng ta chưa có những cái va chạm trong cái chuyện tình yêu. Có thể những cái suy nghĩ của mình nó còn đơn thuần và nó còn một chiều, nó chưa có phong phú. Sắp tới các bạn nếu bước vào tình yêu thì các bạn sẽ có nhiều cái cung bậc cảm xúc, nhiều cái màu sắc hơn nữa trong cái cảm xúc của mình ha. Nếu chúng ta cảm thấy rằng ồ, đây có thể là cái anh này nó cũng là trùng khớp với ý mình, cái cô này cũng là cái người mà mình cũng đang muốn tìm kiếm đây, mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu thì mình mới nhấn nút. Bây giờ mời hai bạn đặt tay lên nút bấm giùm chị Tường. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ. Sau khi chị Tường đến 3 tiếng, nếu đồng ý hẹn hò, tìm hiểu thì bấm nút. Nếu không đồng ý, sau 3 tiếng đếm, lấy tay ra. 1 2 3 Sao em bấm trễ vậy? Dạ thấy gì em sợ, nói chung là em chậm tay hơn người ta một tí, chậm tí chắc chứ. Chứ không phải em đợi cô ấy có bấm không em mới bấm hả? Dạ không có. Trong cuộc sống nó có những tích tắc và chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội đó nha. Đây là một cái kinh nghiệm chị chia sẻ. Chỉ cần chúng ta chần chừ và suy nghĩ một chút, có những lúc chậm là chắc, nhưng có những cái cơ hội đến lúc phải quyết đoán, chậm là mất. Hãy trải nghiệm thêm. Dạ cảm ơn. Bạn lĩnh hơn, ok? Dạ, cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôm nay như vậy là mình dù chưa có mối tình nào, hôm nay các bạn cũng đã nắm tay với nhau rồi ha. Đoạn đường phía trước còn rất dài. Chị biết là hai bạn còn nhiều trăn trở lắm, còn nhiều băn khoăn lắm. Bởi vì chúng ta đều có tuổi và muốn, thật sự đây là cặp đôi mà muốn tìm đến chương trình và tìm một cái người để tiến tới hôn nhân thật sự. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Mời bạn trai. Phải mình hôn em. Cái gì mà bạn bẻ mình, tôi tưởng nó bạn quýnh người ta nữa chứ. Rồi hửi hả hôn lên má, nắm tay đàng hoàng, người ta chưa có nụ hôn đó, kỷ niệm cho đẹp. Rồi cố gắng chăm sóc bạn ấy nha. Cái gì mà phanh tay, nắm tay, trời ơi, giờ bạn ngoéo ngoéo cho gãy ngón tay người ta đi.
Và Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng các bạn, đây là những cặp vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Linh Chí Thắng. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Truyền hình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.